Tên đột ngột nhân kia mặc dù trên người có một cái vòng bảo hộ màu lam chống đỡ. Nhưng như thế nào ngăn cản nổi một kích toàn lực của kết đan tu sĩ? Ngay lập tức hét thảm một tiếng, cái lồng bị phá rồi vong mạng, bị chém qua eo thành hai đoạn. Mà ngân hồng xoay xoay một chút, hiện ra nguyên hình là một thanh phi đao chói lọi dài đến tầm một thước. Tu sĩ trúc cơ kỳ đại tấn còn lại, vừa nghe nữ tử ra lệnh, cũng lập tức tế ra pháp khí, ào ào đánh về phía ba gã đột một nhân tiên sư còn lại. Phạm nhân xa hơn một chút, ngay cả chạy cũng không kịp đều nhất thời bị tiêu diệt dù sao cũng chẳng có nơi nào mà chạy vừa thấy đại tấn tu sĩ động thủ ba gã đột một nhân tu tiên tự nhiên kinh sợ vô cùng nhưng bọn họ một người là trúc cơ sơ kỳ hai gã là luyện khí kỳ lại như thế nào có thể là đối thủ của sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ cùng ra tay mặc dù liều mạng phản kháng nhưng trong nháy mắt đã bị hạ sát có hai gã vừa đánh về phía xe ngựa của phong nhạc chuẩn bị đem người chưa ra mặt giải quyết luôn một lượt kết đàn nữ tử đang đứng trên cửa bước thấy vậy trong lòng vô kinh vô hỉ tựa như đây chuyện bình thường phải vậy loại kết quả này sớm đã ở trong dự tính của nàng chẳng qua nàng hướng ánh mắt về phía nam tử ban nãy sắc mặt chợt đại biến nguyên lai like, nam tử vừa nghe được nữ tử phân phó động thủ phân phó lập tức phun ra bổn mạng phi kiếm của mình hóa thành một đạo bạch hồng trực tiếp chém về phía Hàn lập nhưng Hàn lập lại thở dài một hơi bàn tay vừa lật đột nhiên một mặt tiểu phiên đen sẫm xuất hiện ở trong tay nhẹ nhàng phẩy lên phiên này đón gió liền to ra hóa thành một quầng sáng bảo vệ toàn thân ngân hồng sau khi một chém về phía màn này dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ngược ra căn bản không cách nào thương đến mảy may lần này nam tử cả kinh dưới tình thế cấp bách vội vàng thúc giục kiếm quyết bạch hồng sau một lúc xoay chuyển lại hóa thành một con cự mãng dài vài trượng cuộn người lại rồi quấn quanh quầng sáng màu đen chiếc miệng to như chậu máu hé ra dùng hết sức cắn xé nhưng quầng sáng màu đen nhìn bình thường vậy như mà lúc này phảng phất như do kim cương tạo thành cự mãng dù cho quấn chặt hay là cắn xé, căn bản không đả động gì được nó cả. Ánh mắt bạch y nữ tử vừa quét qua, đúng lúc thấy được một màn này, không khỏi trong lòng hơi hơi trầm xuống. Đối phương dám tranh đoạt với kết đan tu sĩ, quả nhiên là có chỗ dựa. Trong lòng nghĩ như thế, nữ tử không chút do so dự dùng tay điểm về phía phi đao xa xa, pháp bảo khẽ run rẩy, nhất thời hóa thành ngân hồng bắn nhanh ra, sau một khắc cũng hung hăng chém lên quầng sáng màu đen hoang đường kia. Kết quả ngân hồng vây quanh quần sáng chém liên tục mấy nhát, quần sáng bình yên vô sự, một chút tổn thương cũng không có. Bạch y nữ tử cùng nam tử liếc nhau một cái, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi không cần lo tên ở trong xe, nhanh bố trí hỏa viêm trận đến luyện hóa người này, âm thanh phân phó vang lên. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, vừa nghe lệnh này, không cần nghĩ ngợi ào ào tế ra pháp kỳ đỏ rực. Nhất thời một đoàn đại hỏa vân hiện ra ở tại phía trên quầng sáng, cũng từ từ đè xuống. Tốt, tốt lắm, cũng tránh cho hàn mỗ đỡ phải tốn công sức một phen. Trong quầng sáng, lúc này nhưng lại truyền đến câu nói thản nhiên của hàn lập, theo sau đột nhiên đỉnh quầng sáng quang mang chấp động, một đứa trẻ con màu xanh đen cười hì hì xuất hiện ở nơi này, trong tay vẫn cầm kiện tiểu phiên đen sẫm. Nguyên Anh, ngươi, ngươi là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Chậm đã, chúng ta lập tức bỏ đi, tuyệt không dám cùng tiền bối đoạt vật. Vừa thấy trẻ con hiện hình ra, nữ tử như bị đại trùy đánh mạnh vào trong lòng, mặt cắt không còn chút máu, biết chính mình mới vừa rồi làm một chuyện vô cùng ngu ngốc vội vàng kích động mở miệng cầu khẩn đồng thời thần niệm vừa động muốn triệu hồi phi đao pháp bảo của chính mình nhưng lúc này đệ nhị nguyên anh lại âm thầm cười lạnh ném đi tiểu phiên trong tay trong nháy mắt tiểu phiên điên cuồng to ra biến thành ma phiên cao đến mấy trượng hắc ma khí từ phía trên minh mông điên cuồng tuôn ra so với diện tích to lớn của hỏa vân phía trên càng to hơn vài phần vô luận phi đao cự mãng hay là hỏa vân sau khi ma vân quay cuồng tăng vọt đều bị bao phủ cuốn sạch vào trong đó. Một nam một nữ còn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay lúc này, đồng thời mất đi liên lạc cùng pháp bảo, pháp khí của chính mình. Âm La Phiên, ngươi là âm La Tông chấp pháp trưởng lão, nam tử sớm đã trợn mắt há hốc ngồm, vừa thấy hình dáng phiên này, nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán, kêu to thành tiếng. Ngay lập tức quanh thân mình linh quang chấp động, lập hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang bay lên trên không, ngay cả bổn mạng pháp bảo của mình cũng không để ý bạch hy nữ tử vừa nghe nam tử kêu lên phiên kỳ của đối phương là âm la tông trấn tông chi bảo cũng hít vào một luồng lương khí không kịp suy nghĩ nhiều đánh mấy đạo pháp quyết vào trong thân thể cự bức đồng thời chân ngọc đột nhiên điểm lên cự bức thân hình cự bức chợt lớn lên ba phần trên người lục quang đại phóng một tiếng quái minh vang lên hóa thành một đạo lục hồng phá không bỏ chạy vừa trái ngược phương hướng của kết đan nam tử ma tông có thói quen có thù tất báo nàng này cũng không ký thác hy vọng vì âm la tông lão quái vật này thực sự sẽ dừng tay. Đồng thời trong lòng cũng đại hận nam tử kia vì sao nhiều chuyện. Nếu không, mới vừa rồi lập tức trở về không đả động gì đến kỳ bảo không phải là hết thảy đều bình yên vô sự. Vài tên trúc cơ kỳ nam nữ tu sĩ lại càng bị dọa kinh hồn táng đẩm, đồng dạng giải tán hướng bốn phương tám hướng mà ngự khí bỏ chạy. Trong ma vân thanh quang chợt lóe thân hình hàn lập hiện ra ở bên trong, nhìn theo bóng lưng mấy tên đại tấn tu sĩ tứ tán chạy trốn, khóe miệng nổi lên một tia hàn ý. Vỗ túi chữ vật bên hông, hơn 10 đạo bạch quang từ trong túi bay ra, hóa thành mấy con rết trắng như tuyết dài tầm nửa thước bắn nhanh đi, hai con một tổ truy hướng sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, trên cự phiên hắc mang chấp động, hiện ra một lỗ hồng chừng vài thước, một con vệ kim trùng trên người mang theo hắc khí thật lớn từ đó bắn ra, trong đôi mắt sau khi huyết sắc chấp động vài cái, đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng kết đan nam tử mau chóng đuổi theo. Mà sau khi phệ kim trùng bay ra, Nguyên Anh màu xanh đen nhún người một chút nhảy vào trong âm la phiên, khu động một đầu nó vào phía dưới Ma Vân. Ma Vân chợt quay cuồng không ngớt, đột nhiên một trận tiếng kêu văng vẳng hướng về phía không trung, nhoáng lên rồi xuất hiện nơi trời cao cách chỗ cũ hơn trăm trượng, cuồn cuộn đuổi theo cự bước đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, khắc khí minh mông long trời lở đất giống như ma thần xuất thế, trông khủng bố cự kỳ. Còn Hàn Lập thì lại trôi nổi ở trên không trung không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nhìn hết thảy tình hình. Xa xa lúc này đột một tộc phàm nhân, chưa từng gặp qua loại đại chiến cấp bậc này, hơn nữa nhìn thấy mấy vị tiên sư đều bị mất mạng, càng bị hù dọa cho hồn vía lên mây, cuống quyết chạy ra xa. Thỉnh thoảng có mấy người gan lớn ở lại phụ cận, nhưng thấy uy thế như vậy của Hàn Lập, căn bản không dám tới quá gần người. Cơ hồ trong phút chốc, sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ chạy trốn, đã bị con rết trắng như tuyết trước sau đuổi theo. Trừng đó trúc cơ kỳ tu sĩ, như thế nào là đối thủ lục dực xương công? Mặc dù chỉ là ấu trùng, nhưng dưới hàn khí mà ngay cả kết đan tu sĩ cũng phải e sợ, căn bản chúng không hề tốn sức làm cho mấy tên kia hóa thành khối băng thật lớn, sau đó ngay cả nhân mạng nguyên thần đều bị con rết chui vào khối băng kéo thành nát bấy. Tên nam tử kia hóa thành bạch quang bỏ chạy, bởi vì không có bổn mạng pháp bảo, độn tốc cũng không nhanh hơn so với vài tên trúc cơ kỳ thủ hạ bao nhiêu, một lát sau đồng dạng bị cự trùng đuổi theo. Kết quả là dưới khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, ma hóa phệ kim trùng dễ dàng cắn phá mấy vòng bảo hộ của nam tử rồi cũng chui vào trong cơ thể. Ngay lập tức nam tử từ không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, ôm đầu thống khổ lăn lộn vật vã, chút xíu thời gian cũng bị mất mạng. Còn lại vị bạch y nữ tử kia thì độn tốc cực nhanh mặc dù cấp bậc không cao, có lẽ tựa hồ am hiểu phi độn thuật, dưới sự thúc giục của pháp quyết khiến tốc độ càng nhanh hơn vài phần, rất là hiếm thấy. Nhưng cùng Hàn Lập Đệ Nhị Nguyên Anh sử dụng Ma Vân, một trước một sau bay ra hơn 10 dặm, cuối cùng bị Ma Vân phô thiên cái địa không hề có ý thương hương tiếc ngọc bao lại. Từ nay về sau, nàng đã vô thanh vô tức biến mất ở thế gian. Trong khi chờ đệ nhị Nguyên Anh sử dụng Ma Vân một lần nữa trở về, Hàn Lập trong tay thưởng thức hạt tuyết tinh châu kia, nhưng nhìn lại khối đồ vật bị đại tấn tu sĩ vứt trên mặt đất, trên khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bực hết chỗ nói. chương 891, Thiên Lan Thánh Nữ, cái gọi là vật, chính là người bị đại tấn tu sĩ bắt giữ không lâu kia, một cỗ thi thể được xưng là vật, thật cũng không có cái gì không ổn. Nhìn cỗ thi thể trên mặt đất của thanh niên đã họ ẩn to ẩn không còn hơi thở, hàn lập thì thào nói nhỏ vài câu gì đó đây cũng không phải do hắn hạ độc thủ mà là khi hắn muốn cứu tỉnh vị thanh niên hỏi một chút về lai lịch của mấy tên đại tấn tu sĩ kia người này đã vẻ mặt ô tử phục độc tự sát xem ra thanh niên này quá thống hận biết là lúc này tai kiếp khó thoát trước đó đã phục dụng kịch độc mới đi ra ứng chiến như vậy một khi bị bắt thật cũng không cần sợ phải thống khổ chịu các loại luyện hồn tra tấn bất quá tinh hồn tiêu tán nhanh như vậy xem ra mình không thể động tay động chân gì được nữa Hàn Lập lắc đầu, trong lòng có cảm giác dở khóc dở cười. Vị này dưới âm tàu địa phủ nếu là biết được, vốn có thể được người cứu, nhưng lại bởi vì tự sát mà bỏ lỡ sinh cơ, thật không biết sẽ hiện ra cái vẻ mặt gì, chẳng qua, Hàn Lập cùng người này không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt nào khác. Không có suy nghĩ nhiều, một tiểu hỏa cầu bắn ra, nhất thời đem thi thể thanh niên biến thành cho bụi. Một lát sau, Ma Vân Phi độn quay về, đệ nhị Nguyên Anh cầm trong tiểu phiên hiện hình mà ra, nhẹ nhàng vung phiên kỳ lên. Một trận cuồng phong qua đi, tất cả ma khí đều bị thu vào trong phiên, xoay quanh một cái rồi bắn về phía thiên linh cái hàn lập, chợt lóe lên rồi lặn vào trong đó không thấy nữa. Hàn lập lúc này mới hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thấy Phạm nhân đột một tộc tất cả đều đứng ở chỗ cực xa, có chút sợ hãi ngó hướng bên này. Tốt lắm, nơi này không cách nào ở lại được nữa. Theo ta đi đi, trước lúc độc trên người người phát tác còn phải đem địa điểm mật quật nói cho ta đấy hàn lập quay sang cỗ xe ngựa thản nhiên nói nguyên lai ngươi là âm la tông trưởng lão không trách được mới dễ dàng như thế tiêu diệt phùng trầm lão tặc còn có hạo nguyên đan loại đan dược quý hiếm như vậy màn xe được chậm rãi vén lên phong nhạc đầu mang nón lá từ bên trong đi ra thanh âm có chút khác thường mơ hồ mang theo một tia kích động hắc hắc âm la tông trưởng lão việc này sau này hãy nói đi thôi hàn lập cười lạnh một tiếng liền không nói hai lời xuất ra một chuôi phi kiếm ngự khí bay lên trời Phong nhạc do dự một chút, cũng không còn trần trừ theo sát phía sau. Nhất thời hai người biến thành độn quang, một trước một sau dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở tại bên phía chân trời. Lúc này, đột một tộc phàm nhân ở xa xa, mới lớn gan một lần nữa đi về đoàn xe bên này. Vài tên thủ lĩnh vừa đối mặt, nhìn nhau cười khổ. Hiện giờ tiên sư đánh thuê của bọn, chết thì đã chết, đi cũng đã đi, tới cùng là phát sinh chuyện gì, bọn họ vẫn không hiểu ra sao, căn bản không làm rõ được. Mấy ngày sau, Việc này rốt cuộc truyền ra, mấy tên tiên sư đã chết, cho dù đều là tiên sư cấp thấp, cũng không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt bên trong vẫn liên lụy đến đến đột một tộc và việc làm ăn thánh điện với đại tấn tu sĩ, tất nhiên không thể coi như không quan trọng. Một ít tiên sư thánh điện nghe tin lập tức hành động, chạy lại đây, trải qua một phen vặn hỏi phân tích, rốt cuộc nhận ra hung thủ chính là kẻ trước đó vài ngày liên tiếp chém giết mấy vị tiên sư cấp nguyên anh. Thông qua miệng mấy phàm nhân thấy chuyện này, thân phận vị người ngoại tộc tựa hồ cũng tra ra manh mối, đúng là đại tấn thập đại ma tông âm la tông trưởng lão. Cũng theo lời của bọn họ, bị diệt hẳn là cửu tiên cung tu sĩ, đại khái cũng không sai. Huống hồ đột một nhân như thế nào lại không biết uy danh âm la tông trấn tông chi bảo quỷ la phiên. Điều này làm cho bộ phận tiên sư tham gia cuộc chiến chặn đường, trong lòng không khỏi dùng mình. Nguyên lai lần trước đại chiến, vị âm la tông trưởng lão này còn chưa dốc hết toàn lực, có loại trí bảo này cũng không sử dụng bất quá có được thần thông như vậy lại mang theo quỷ la phiên, sợ rằng vị này tại trong mấy vị âm la tông trưởng lão cũng bài danh trong số vài nhân vật trọng yếu. Về phần người này vì sao lại xuất hiện ở tại Thảo Nguyên, lại ra tay mạnh mẽ với bọn họ như vậy, mặt khác làm cho một bộ phận đột một nhân tiên sư, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao thánh chiến hơn 10 năm trước, đối thủ một mất một còn mộ lan nhân sau lưng đã có bóng danh âm la tông. Chẳng lẽ vị âm la tông trưởng lão này bởi vì mộ lan nhân thất bại, Lần này cố ý lẻn vào sâu trong thảo nguyên giết người trả thù hoặc có cái gì mưu đồ khác sao. Tựa hồ cũng chỉ có lý do này, Nguyễn Cưỡng nói được thông. Tạo được cái lý do trời ơi đất hỡi xong, đột một nhân cuối cùng an tâm rất nhiều. Dù sao địch nhân cho dù lợi hại nhưng sau khi biết lai lịch mục đích rồi, đã có thể dễ đối phó hơn nhiều. Cùng lúc thiên lan thánh điện lập tức phái ra rất nhiều tu sĩ đi tới nơi giáp giới đại tấn và thảo nguyên dò xét để ngừa người âm la tông đến đây tiếp ứng trưởng lão bọn họ. Về phương diện khác thì tập trung một nhóm tiên sư nguyên anh cấp độn tốc cực nhanh, tùy thời đợi mệnh diệt sát vị âm la tông trưởng lão này. Mặc kệ đối phương thân có bao nhiêu thần thông lợi hại đều khó có khả năng để cho đối phương còn sống rời đi thiên lan thảo nguyên. Nếu không việc này một khi truyền ra ngoài, tu tiên giới thiên lan thảo nguyên do thiên lan thánh điện thống trị, sẽ không còn bao nhiêu mặt mũi. Vì vậy, vào ngày khai linh này, nghi thức khai linh tại thánh điện do thánh nữ tự mình chủ trì diễn ra phi thường vội vàng, chỉ trong hai ngày đã kết thúc. Mà một ngày sau đó, ở một nơi cấm địa được phòng ngự chu đáo trong thánh điện, hơn trăm cao giai tiên sư đột một nhân trải qua tắm rửa trai giới, từ từ xuất hiện ở tại nơi đây. Đây là một quảng trường rộng lớn diện tích gần ngàn trượng, ở trung tâm có một bộ cự hình trận đồ, hiện giờ bốn phía xung quanh trận đồ là chừng hơn trăm người. Ở giữa pháp trận là trận nhãn, có một tòa tế đàn màu xám trắng hình chữ nhật, cổ xưa đơn sơ, dùng bạch thạch bình thường chế thành, mà bốn vách tường có khắc vài đạo ký hiệu không biết tên, không có bất cứ minh ấn gì khác. Giờ phút này bốn phía quanh pháp trận, Nguyên Anh kỳ thượng bậc tiên sư đã có hơn 10 vị, những người này tất cả vẻ mặt đều nghiêm nghị lẳng lặng đứng thẳng, tựa hồ dường như đợi thêm người nào. Sau thời gian chừng một bữa cơm, có hai nữ một nam, từ ngoài cấm chế sóng vai đi đến. Đi tới giữa pháp trận chính là một ngân bào nữ tử dáng người rong rỏng cao, lụa trắng che mặt, bao lại hơn phân nửa ngọc dung, nhưng tóc như ô vân buông xuống đầu vai, da thịt như tô sao như tuyết, một đôi mắt đẹp trong suốt như mộng ảo, làm cho người ta say lòng hít thở không thông. Sao, tôi ở đây là váng sữa, ý nói làn da trắng mịn như sữa đông. Một bên là nam tử thanh niên khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn bộ dáng chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng lúc ánh mắt chấp động lại làm cho người ta một loại cảm giác tan thương dị thường. Nữ tử còn lại là một mỹ phụ vóc người đầy đặn mê người xinh đẹp cực kỳ, một thân quần áo màu vàng, cánh tay dài một cách quỷ dị, song trường lộ ra ngoài đều có một quỷ đầu màu đen sấm to cỡ nắm tay gắt gao cắn ở bên trên, mà Mỹ phụ này lại thu ba lưu chuyển, không thấy chút nào đau đớn. Tham kiến thánh nữ, đại tiên sư, tiên sư đột một nhân bốn phía, vừa thấy ba người này tiến vào, tất cả đều cung kính cúi người, tỏ vẻ kính trọng. Ba người cũng hướng bốn phía gật đầu thăm hỏi, đi tới chỗ trước tế đàn tầm ba bốn trượng, mới dừng lại cước bộ quay đầu lại. Chư vị tiên sư, không cần đa lễ, lúc này đây nghi thức triệu hoán, không riêng gì vì đuổi giết người ngoại tộc nọ, mà còn làm cho phân thân thánh thú vĩnh cửu ở lại tại thánh điện. Hy vọng chư vị đạo hữu nhất định hết sức hiệp trợ bổn cung, để nghi thức xác xuất thành công nhiều hơn, hai vị đại tiên sư cố ý tốn hao hơn 10 năm công phu, mới tìm được hai cái tế phẩm thích hợp, dùng để lần này làm phép. Hai vị đại tiên sư, trước đem dâng tế phẩm đi. Ngân bào nữ tử yêu nhã vừa quay người, âm thanh dễ nghe giống tiên âm từ từ phát ra, rõ ràng dị thường truyền vào trong tai mọi người ở đây. Những tiên sư đột ngột nhân còn lại, vừa nghe lời ấy, trên mặt phần lớn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thanh niên tuấn tú và Mỹ phụ nhìn nhau một cái, mỉm cười, đồng thời vỗ nhẹ xuống bàn tay. Nhất thời một loạt tiếng bước chân trầm trọng từ ngoài quảng trường truyền đến, thậm chí ngay cả mặt đất đều có khẽ rung chuyển. Lần này, một số người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội vàng theo tiếng mà nhìn. Chỉ thấy từ hai bên quảng trường, đều đi vào một đội đồng nhân cao hai trượng, mỗi đội đồng nhân có tám người, cả người kim quang lè lè, nâng một cái giá gỗ thật lớn chậm rãi đi đến hướng về quảng trường trung tâm, mà trên giá gỗ dường như đặt vật gì đó rất lớn. Giá gỗ được đồng nhân nâng tới từng bước một trước tế đàn, rồi vững vàng đặt xuống. Cho dù có người trầm ổn tới đâu khi thấy rõ ràng vật phía trên cũng không khỏi hít vào một hơi lương khí. Một con giã như yêu thú cả người thanh quang, một con cự máng trắng như tuyết cuộn thành mấy vòng, thể tích đều giống như trái núi nhỏ, nhưng cả hai đều trên giá gỗ âm u, bộ dáng thần trí bất tỉnh. Không chỉ như thế, chỉ dựa vào yêu khí phát tán trên hai con quái vật này, người ở đây cũng phán đó ẩn ra được, đây là hai con thất cấp đỉnh bậc, yêu thú sắp bước vào cấp 8, tồn tại đáng sợ. Không trách được cho dù hai vị đại tiên sư cũng phải tốn hao thời gian dài như thế mới có thể bắt sống. Đây là một con thanh phong nghiêu cùng băng giáp mãng, coi như là man hoang dị trùng, vừa lúc phù hợp dùng để cung tế. Nhưng có thể thật sự đem thánh thú phân thân mượn xuất hiện tại nhân giới, còn phải xem cơ duyên của bộ tộc tế tự hạ diện bắt đầu đi ánh mắt thu thủy của ngân bào nữ tử lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây trong miệng không chút hoang mang nói ngọc thủ sau đó hướng lên trên giá gỗ chỗ hai con cửa thú nhẹ nhàng vung lên một chùm ngân ti từ ngọc thủ bắn nhanh ra trong nháy mắt hóa thành hơn trăm đạo ngân tác sao lập tức đem yêu thú này chặt chẽ trói lại sau đó ngân quang chấp động thân thể cao lớn của cự nghiêu nhẹ nhàng bay lên hướng chỗ tế đàn chậm rãi tiến tới sao dây thừng màu bạc giờ phút này vốn cự nghiêu đang hôn mê bất tỉnh lại thức tỉnh. Vừa thấy cảnh này, nhất thời trong lòng biết không ổn cả người run rẩy, muốn dẫy dụa thoát ra. Nhưng là trên người sớm bị hạ nhiều loại cấm chế cực kỳ lợi hại, cộng thêm hơn trăm đạo ngân liên trói buộc, làm sao có thể nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể kinh sợ cực kỳ trơ mắt thấy chính mình bị trôi nổi di tới trên tế đàn. Nó há mồm muốn giống to cái gì, nhưng trong miệng lại vô thanh vô tức, chẳng có bất cứ âm thanh ghê rợn nào có thể truyền ra. Ngân bào nữ tử xoay người đối mặt tế đàn, Ngân tụ sao vung lên, một đoàn đại thanh quang bằng nắm tay từ đó bắn ra, xoay quanh sau đó dừng lại ở tại trên thân hình khổng lồ của thanh nhiêu. Đúng là một cái tiểu đỉnh rất nhỏ có hỏa diễm màu xanh nhạt vây quanh, quay tròn chuyển động không ngừng, có vẻ thần bí khó lường. Sao, tay áo, nàng này hai tay kết quyết, tiếng chú ngữ dễ nghe từ đàn khẩu sao nàng chậm rãi phun ra. Thanh diễm tăng vọt, tiểu đỉnh dần dần bắt đầu lớn dần, hóa thành một cái cổ đỉnh cao tầm một trường. Sao, khẩu là miệng, ý tác giả nói nữ tử này hơi thở thơm như đàn hương. Nếu là Hàn Lập ở đây, nhìn thấy màn này, sợ rằng lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trừ bỏ hỏa diễm vây quanh đỉnh ra, này cổ đỉnh thoạt nhìn cùng ngư thiên đỉnh có phần tương tự. Tạo hình giống nhau, các đồ án hoa điểu trùng thú cũng đồng dạng. Thật sự bất khả tư nghị cực kỳ. chương 892, Thánh Thú Chú Thân, tiếng chú ngữ trong miệng thiên lan thánh nữ ngày càng gấp hơn, đột nhiên ngón tay ngọc vươn ra hướng về phía đỉnh phóng một đạo thanh quang bay lên trời. Theo sau linh quang sáng lòa trói mắt, một mảnh sáng lấp lánh thanh xa từ trong đỉnh bắn ra, biến ảo thành một điểm tinh quang, bao lại phía trên không tế đàn. Làm cho người ngắm nhìn, tựa như có cảm giác lâm vào trong mộng ảo. Ngân bào nữ tử thấy vậy, tiếng chú ngữ dừng lại, hướng về dây thường đang trói chặt yêu thú trên tế đàn chỉ một cái. Linh quang chợt lóe, ngân liên biến trở lại thành một tia nhỏ như cũ, ghim chặt lại vào thân thể yêu thú, tựa như trăm lưỡi dao đồng thời cắt xuống, thanh phong nghiêu vừa sống sờ sờ chợt bị phân giải thành hơn trăm phần, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập cả quảng trường. Ngay lúc này, thanh xa giống như ngân hà hạ xuống, hướng tế đàn minh mông rơi xuống. Nhất thời thi thể yêu thú bị bao trùm một tầng thanh quang, tất cả các sỏi chợt sáng chợt tối, phảng phất như bị hút đi huyết nhục. Làm cho người ta có chút kinh hoàng dựng tóc gáy, một đoàn quầng sáng màu bích lục, từ trong thi thể yêu thú suốt kỳ bất ý phi độn phóng ra, nhắm thẳng không trung bắn nhanh đi, chính là nguyên thần thanh phong nghiêu khổ tu nhiều năm. Nhưng vô số thanh mang từ trên tế đàn phóng lên, giống như cường cung ngạnh nỗ, trong chớp mắt đem quầng sáng từ trên không trung đánh rơi xuống, sau đó thanh xa bay vọt lên, đã đem nguyên thần yêu thú bao phủ ở dưới. Huyết nhục yêu thú to lớn như vậy, thế mà vẻn vẹn một hồi công phu đã biến thành hư không, ngay cả một điểm tàn cốt đều không lưu lại. Mà thanh xa sau khi hút huyết nhục, mỗi một hạt đều mơ hồ hiện ra huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, ngân bào nữ tử sắc mặt không sợ hãi, lại hướng về phía cửa mãng màu trắng vung tay lên, sợi chỉ bạc đồng dạng đem con thú này trói lại, vô thanh vô tức chuyển tới trên tế đàn. Trải qua quá trình huyết tế độc nhất vô nhị, thanh sa tại liên tiếp hút tinh hồn huyết nhục hai con thất cấp yêu thú, hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết vân, trôi nổi phía trên không tế đàn không nhúc nhích. Ngân bào nữ tử giờ phút này lại dùng pháp quyết thôi thúc cự đỉnh. Một hồi phong vũ, cự đỉnh chậm rãi rơi vào trên tế đàn. Bắt đầu triệu hoán thánh thú, hai vị xin trợ giúp ta một tay. Ngân bào nữ tử xoay người đối diện với người thanh niên và Mỹ phụ phía bên, mang theo một phần kính cẩn nói. Cái này tất nhiên rồi, đợi lát nữa ta sẽ xuất hết toàn lực, tên thanh niên thanh tú kia cười mỉm, thong dong nói. Tử y Mỹ phụ cũng hé miệng cười, ngân bào nữ tử gật đầu. Hai tay vừa nhấc lên, mười ngón liên tiếp bắn ra liên tiếp từng đạo, từng đạo pháp quyết một, hướng về bốn phía pháp trận bay tới. Trong nháy mắt các nơi linh quang đồng thời sáng lên, pháp trận vận chuyển cửa đỉnh trên tế đàn cùng pháp trận phía dưới giống như hô ứng cùng nhau, đồng dạng một sáng một tối màu xanh linh quang chấp động, hỏa diễm bao quanh cổ đỉnh, giờ phút này lại có vẻ có chút yếu ớt. Nữ tử đi lên nửa bước, khẽ ngước cổ ngọc, trong miệng vang lên những lời chú ngữ khó hiểu. Lúc này đây, hai gã đại tiên sư hai bên, đồng thời vươn một bàn tay lên trên vai nàng. Hai luồng tinh thuần linh lực, chậm rãi rót vào trong thân thể nàng. Cả người nàng ngân quang chấp động, từ trên chán, một đồ án cổ quái như thủ giao thân chậm rãi hiện ra, hai tay hợp lại, hai đạo tinh thuần linh lực biến thành cột sáng theo lòng bàn tay phun ra, kích vào đỉnh đang lơ lửng trên không. đỉnh này xoay tròn không ngừng, đem tất cả bạch quang thu vào bên trong. đột nhiên từ đó phóng ra một mảnh quang hà màu xanh, trong phút chốc hội tụ thành một viên quang cầu cỡ đầu lâu, không ngừng hướng trung gian đè ép ngưng tụ, trói mắt cực kỳ. ngân bào nữ tử gặp tình hình này, sắc mặt ngưng trọng trong tay phóng ra cột sáng bắt đầu chợt to chợt nhỏ, tựa hồ ánh sáng đang thao túng cổ đỉnh. Bên cạnh thanh tú thanh niên cùng tử y mỹ phụ, đồng dạng không dám chậm trễ, quán chú linh lực trên người thiên lan thánh nữ, một khắc không dám dừng lại. Thời gian từng chút trôi qua, quang cầu càng sáng lòa trói mắt, cũng bắt đầu kêu xẹt từng tiếng. Lúc này, bốn phía pháp trận cũng cộng hưởng bắn ra ngũ sắc linh quang, không ngừng bay vào trong quang cầu. Ngân bào nữ tử thần sắc trong mắt càng thêm cẩn thận, chú ngữ cũng càng ngày càng thấp. Trường ăn xong một bữa cơm, oanh long, long, một tiếng vang thật lớn, quang cầu trong lúc vừa co lại vừa căng ra bạo liệt, một vòng màu xanh mặt trời gay gắt trong nháy mắt bùng lên, nhưng chỉ chợt lóe rồi đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó, một quang động màu xanh cỡ trứng gà hiện ra ở tại chỗ cũ, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi tán loạn biến mất. Mà chỉ trong chốc lát công phu đó, một đạo xích mang từ đó bắn nhanh ra, hướng vào trong mảnh huyết phân. Huyết xa đang trôi nổi giống như nhìn thấy nam châm, lập tức nhào lên, đem xích mang gắt gao bao vây ở trong, một cái kén máu đường kính tầm một trượng lập tức thành hình, rõ ràng còn nhìn thấy trong kén máu có cái gì đó đang nhúc nhích. Ở bốn phía, các tiên sư đột một nhân lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, mà ngân bào nữ tử lại lặng lẽ không lên tiếng. Ngón tay điểm một điểm lên cự đỉnh, một mảnh lớn thanh hà từ trong đỉnh tuôn ra đem kén máu từ không trung kéo vào trong, sau đó đón lấy một đạo quang hồng từ tay nàng, đem cự đỉnh đẩy nghiêm mật. Màu xanh hỏa diễm tăng vọt hai ba trượng, đem cự đỉnh bao phủ ở tại trong đó. Pháp trận dưới tế đàn, linh quang lóe ra rồi cũng bắt đầu tụ tập linh khí một cách kinh người hướng vào trong thanh diễm chậm rãi rót vào. Lúc này thiên lan thánh nữ mới thật sự thở vào một hơi lớn. Nghi thức vẫn tương đối thuận lợi, nhưng có thể thật sự đem phân thân thánh thú lưu lại hay không, còn phải chờ một tháng mới thấy rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, cho dù thánh thú phân thân vẫn không cách nào xuất hiện lâu ở trên nhân giới, nhưng lần này dừng lại 7-8 ngày cũng không có vấn đề thời gian đủ để có thể mượn thần thông thánh thú, tìm ra kẻ ngoại tộc kia. Mọi người phía dưới trở về nghỉ ngơi, chờ thánh thú đúc lại linh thân xong, ta cùng hai vị đại tiên sư sẽ tự mình dẫn đội, đi đuổi bắt tên ngoại tộc kia. Ánh sáng trong mắt ngân bào nữ tử khẽ chuyển động, quay về phía mọi người lạnh lùng nói ra. chương 893, Thánh thú chú thân tiếp. Trong quảng trường mấy vị đột một nhân tiên sư, tự nhiên không có ý kiến khác, ngay lập tức lần lượt kho người rời đi. Tuy trong lòng có chút tò mò nhưng vẫn không tiến vào xem xét thêm tận mắt cự đỉnh. Sau đó không lâu, cả cấm địa cũng chỉ còn lại nàng cùng hai gã đại tiên sư. Từ đạo hiếu, tôn tiên sứ, còn muốn làm phiền nhị vị hộ pháp hai ngày, để ngừa thánh thú trong đỉnh đúc lại linh thể có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Thiên lan thánh nữ xoay người về phía Mỹ phụ hai người chậm rãi nói. Cái này đương nhiên, hai chúng ta cũng không muốn hơn 10 năm tâm huyết, cuối cùng sắp thành lại bại. Mỹ phụ không suy nghĩ thêm một miệng đáp ứng thanh tú thanh niên thì không nói gì thêm, cũng gật đầu. Ngân bào nữ tử lúc này mới buông lỏng trong lòng, mà lúc này, trong đỉnh mơ hồ truyền đến một trận như tiếng sấm tiếng gào trầm thấp. Ngân bào nữ tử thần sắc ngưng tụ, lập tức cùng hai người này trao đổi một cái liếc mắt, ngay lập tức nghiêm nghị khoanh chân ngồi xuống ở chu vi tế đàn. Hai ngày sau, tại tòa thiên lan thánh điện vang lên liên tiếp những tiếng chuông du dương. Phụ cận còn rất nhiều các bộ lạc chưa rời đi cùng các tu tiên bậc thấp, tất cả đều kinh ngạc hướng về thánh điện nhìn lại. Kết quả chỉ thấy từ phía sau thánh điện, có hơn mười mấy đạo độn quang phá không bắn ra, hóa thành một chuỗi kinh hồng rực rỡ, hướng phía nam bầu trời nghênh ngang bay đi. Độn quang tốc độ cực nhanh, không cách nào phân biệt ra rốt cuộc là người phương nào ở trong đó. Độn quang kinh người như thế tự nhiên khó có khả năng là tiên sư bậc thấp, khiến cho không ít người một hồi kinh ngạc tán thán. Mà độn quang này không có bất cứ ý dừng lại gì, một đường hướng nam chạy như bay. Ba ngày sau, tại con sông lớn đệ nhất Thiên Lan thảo nguyên, thiên thủy Hà Nam, trên mặt nước, một đạo thanh hồng bay vụt đến, vây quanh mặt sông vòng thành một vòng lớn, hiện ra một con yêu thú nghiêu giao long, thân thể đỏ đậm. Yêu thú này cũng không quá lớn, chỉ có ba bốn trượng mà thôi, nhưng toàn thân lại gắn vào trong một tầng ánh sáng xanh minh mông, có chút mơ hồ không rõ, mà trên yêu thú, thiên lan thánh nữ quần áo phất phơ đứng ở nơi đó, sóng mắt lưu động đánh giá mặt nước nơi này. Một lát sau, bầu trời lục đục ánh sáng chấp động, nhiều độn quang bay vụt mà đến đúng là hai gã đại tiên sư lâm đờ sao o hiếu thánh thú đã tìm được kẻ đó người ở miệng chính là tử y mỹ phụ chắc hẳn không sai kẻ đó nếu tùy thân mang theo nhiều phệ kim trùng như thế cho dù đặt ở trong túi linh thú cũng không thể gạt được linh giác thánh thú kẻ này cũng thật là xảo trá lặn xuống dưới sông bỏ chạy chả trách sao nhiều người như vậy đều không thể phát hiện tung tích chúng ta đi chứ ngân bào nữ tử trong lòng nắm chắc thành công nói ra được, ta cũng muốn nhìn một chút kẻ này có phải hay không chính là âm la tông trưởng lão. Chúng phải đại ngũ hành cầm tiên thủ của hô huynh mà còn có thể bình yên vô sự như vậy, từ mỗ cũng muốn xem qua thần thông này. Thanh tú thanh niên lạnh lùng nói, nghe nói người này bề ngoài không phải lớn tuổi, bộ dáng còn rất trẻ, bổn phu nhân cũng muốn xem xem đến cùng nhân vật này là cái dạng lợi hại gì. Tử Mỹ phụ thản nhiên nói ra, nếu hai vị đạo hữu đều nóng lòng như thế, chúng ta đi thôi. Ngân bào nữ tử khẽ cười một tiếng, trên trán ngân vân hiện ra, dùng thượng cổ ngôn ngữ nào đó, cùng nghiêu giao long quái thú dưới thân nói chuyện vài câu. Sau đó quái thú trong mũi hừ một tiếng, hóa thành một đoàn thanh quang, cứ thế bắn nhanh đi. Mấy tu sĩ kia thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này, dọc theo mặt sông bay tiếp 4-500 dặm, xuất hiện một đoạn rất nhiều đường sông hẹp. Một đạo huyết ảnh mơ hồ từ dưới nước lao ra, theo sau xa xa tia máu liên thiểm, người kia vừa ở chỗ đó bỗng biến mất không thấy đâu. Không tốt, kẻ ngoại tộc kia đã nhận thấy được cái gì đó liền thi triển bí thuật chạy mất hiện tại xuất hiện ở địa phương cách chỗ cũng mấy trăm dặm người này thần thức thật cường đại sợ rằng thật có chút khó giải quyết các đạo hữu khác động tác quá chậm chúng ta ba người đi trước một bước đem đối phương chặn lại nếu không đối phương còn làm ra hành động gì nữa e sẽ khó mà truy tung tiếp được chờ thanh niên cùng mỹ phụ đuổi theo vị thiên lan thánh nữ này vô cùng quyết đoán nói hai người khác tự nhiên không có ý kiến gì ngay lập tức tiện tay phát ra một đạo truyền âm phù dặn dò một chút những người theo phía sau, rồi ba người tỏ ẩn lực bay nhanh đuổi theo. Mặc dù cách địa phương xa như thế, không một ai có cách nào dụng thần thức tập trung trên kẻ ngoại tộc được, nhưng dựa vào thánh thú phân thân thần thông cao thâm khó lường, ba người vẫn cứ gắt gao bám theo hàn lập như cái đuôi, một đường đuổi theo. Một chạy một truy, sau thời gian một ngày một đêm, ba người mặc dù liên tiếp mấy lần đều bị hàn lập dùng huyết ảnh độn bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng sau đó không lâu lần nữa điều chỉnh phương hướng, một lần nữa đuổi theo. Mà Hàn Lập bị ép liên tiếp sử dụng 3 lần giải phong, hiện vẫn không cách nào bỏ ra ba người này, tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. chương 894, dụ địch, tiền bối, mấy tên đột một nhân kia đã mấy lần bị vãn bối bỏ xa cả ngàn dặm nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích vãn bối. Thế gian thật có công pháp gì cường hóa thần thức so với đại diễn quyết còn lợi hại hơn một thành ư. Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm sao. Hàn lập trên mặt tái nhợt vô huyết hỏi hắn giờ phút này đang đứng ở trong giải phong, hóa thành một đạo thanh hồng nhanh như điện chấp hiện lên ở không trung. Liên tiếp ba lần giải phong, cũng đồng thời sử dụng huyết ảnh đột nhiều lần, điều này làm cho thân thể hàn lập tràn đầy nguy cơ. Nếu không phải dùng nhiều loại cao giai bí thuật mạnh mẽ để ép công pháp cắn trả, cũng không tiếc liên tiếp phục hơn 10 giọt linh nhũ vạn năm đền bù bộ phận máu huyết hao tổn. Sợ rằng sớm không cách nào kiên trì tiếp được, nếu là như vậy, sau này thu công giải trừ phong ấn, không mất 2, 3 năm công phu thì pháp lực không cách nào hồi phục đến đỉnh cao. Đương nhiên đây vẫn là do đan dược của hắn phong phú. Nếu là tu sĩ khác, sợ rằng bị hạ một tầng cảnh giới là khả năng rất lớn. Ở dưới tình hình tồi tệ kiểu này, hắn còn bị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả đuổi giết. Nguy cơ như thế nào có thể biết, tệ hơn nữa là hắn không cách nào hiểu được nguyên nhân đối phương theo dõi một cách vô cùng chuẩn xác. Huyết ảnh độn cũng không thể dễ dàng vận dụng. Phải biết rằng trước đây trọng thần sư cũng không cách nào theo được hai lần thi triển huyết ảnh độn của hắn. Hừ, lão phu mặc dù với đại diễn quyết cường hóa thần thức tin tưởng 10 phần. Nhưng là tuyệt không dám ba hoa là đệ nhất tu tiên giới. Tư chất tốt như lão phu, từ xưa đến nay tính không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không phải là quá ít. Công pháp so với pháp quyết này lợi hại hơn, có gì kỳ chứ, bất quá. Lần này ngươi bị truy sát không tha không phải là có người ở ngoài ngàn dặm dùng thần thức tập trung lên ngươi mà là ngươi bị phi nhân gì đó theo dõi. Đại diễn thần quân hừ lạnh một tiếng, khách khí nói ra. Phi nhân gì đó, ngươi nói chính là yêu thú? Hàn Lập được nhắc nhở, có chút bừng tỉnh bình tĩnh lại. Không, ngươi chưa phát giác ra yêu thú phía sau bộ dáng rất quen thuộc sao? Có lẽ chính là Thiên Lan thánh thú độc nhất vô nhị mà người dân đột ngột miêu tả. Phần nửa là do mấy lão già ở thánh điện thật sự không nghĩ ra được bị ngươi đánh chết nhiều thượng bậc tiên sư như thế, làm tổn hao hết mặt mũi, nên cố ý từ thượng giới triệu hoán xuống yêu thú gì đó. Tập trung lên ngươi như loại này cũng không phải là thần thông của nhân giới có thể. Điều này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, đại diễn thần quân giảng giải, Thiên Lan thánh thú, ta đương nhiên chú ý tới con thú này, chỉ là thứ yêu thú này trên người pháp lực ba động cũng không mạnh mẽ, chỉ có tiêu chuẩn thất cấp mà thôi cùng thánh cầm mộ lan nhân kém không biết bao nhiêu lần nó sao có thể có loại thần thông này hàn lập nhướng mày có chút hoài nghi hắc trận chiến các người cùng mộ lan nhân ta cũng nghe người nói qua mộ lan nhân triệu hoán thánh cầm dĩ nhiên là một loại triệu hóa hân mượn lực của bảo vật đem bộ phận lực lượng linh cầm ở thượng giới triệu xuống từ vô định ở giới này hóa hình ra thôi còn thân mình chỉ là cái ảo ảnh hiện tại yêu thú theo ở phía sau ta cảm ứng một chút thì đích thực nhận thấy yêu thú ấy là thật thể nếu là như thế mà nói rất có thể là thiên lan thú sử dụng cùng loại thần thông với cổ ma ma hóa mượn thể mượn các yêu thú khác làm môi giới đưa phân thần của bản thân xuống giới này không nên xem thường loại thủ đoạn này lại nói tiếp loại triệu hoán này mới là chân chính là đem phân thân xuống thần thông cảnh giới này đều không phải chuyện đùa chỉ cần cho nó đủ thời gian không lâu sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ nhất ở nhân giới theo ta được biết cùng loại tồn tại như vậy phủ xuống nhân giới trước đây đã có vài trường hợp. Bất quá chúng tựa hồ đều đang e ngại cái gì đó, bình thường vô danh vô cùng. Tu sĩ tu tiên giới rất khó tìm đến chúng, đại diễn thần quân thanh âm ngưng trọng lên, chúng ta nhân giới còn có thứ quỷ quái này, mặc, vãn bối cũng không có thời gian thảo luận kỹ việc này. Mặc kệ đó là yêu thú hay là thánh thú, tiền bối có biện pháp trợ giúp ta thoát khỏi truy tung của nó không? Nếu không thời gian giải phong vừa đến, thật là phiền toái lớn hàn lập thần thức một lần nữa đảo qua về phía sau phía sau xa xa ba người một thú vừa lại xuất hiện ở trong phạm vi cảm ứng không khỏi có chút lo âu thượng giới dị thú linh cầm nhiều không đếm xuể ai biết thứ này là dùng loại thần thông nào tìm được ngươi ngươi có thuật liếm khí thu tức trong mắt của ta đã rất hoàn thiện rồi trừ phi tiêu diệt con thú này còn không thì không có biện pháp khác nào tốt hơn bất quá ta tạm thời truyền thụ cho ngươi một loại phương pháp giả chết đơn giản cho ngươi hoàn toàn tiêu trừ sinh khí thân thể nhưng có thể dùng được hay không ta không có bao nhiêu phần nắm chắc dù sao yêu thú có lẽ cũng không phải là dựa vào hơi thở để truy tung ngươi đại diễn thần quân cho hàn lập một câu trả lời lạnh lẽo mặt hàn lập trầm mặc trong mắt hàn quang chấp động sau một lúc lâu đột nhiên hung hăng mở miệng nói được vậy thì giết con thú này ngươi muốn trước hết giết thiên lan thánh thú sợ rằng không có cơ hội thứ này đồng thời còn có hai vị đột một nhân đại tiên sư cùng đi sao lại còn có vị cô nương che mặt đó là nguyên anh trung kỳ tu vi hẳn là thiên lan thánh nữ thần thông cũng không hề nhỏ đại diễn quân có chút kinh ngạc không chịu chút thiệt thòi tất nhiên không có cơ hội nhưng ta nếu liều mạng từ bỏ đệ nhị nguyên anh cũng không phải là không có hàn lập thanh âm băng hàn cực kỳ âm trầm nói ra chủ nhân ngươi chuẩn bị như thế nào ta cũng đến hỗ trợ một chút ngân nguyệt lúc này cũng bỗng nhiên mở miệng thương thế của ngươi như thế nào nếu như chỉ muốn dùng khí linh thể dẫn địch có thể kiên trì được không hàn lập nghe vậy ngẩn ra nhưng hòa hoãn hỏi ta là khí linh của bổn mạng pháp bảo cho dù có bị thương trầm trọng nhưng nếu phi kiếm của chủ nhân không hủy ta cũng vậy trở thành bất diệt thân chủ nhân không phải lo ngại thêm lần này ở trong pháp bảo của chủ nhân trầm mê thêm một ít năm tháng là được ngân nguyệt nhẹ nhàng cười nói được rồi hiện tại tình hình thật sự rất không ổn cũng làm khổ ngươi thêm một lần hàn lập cân nhắc trong chốc lát chỉ có thể thở dài nói ra. Theo đó, Hàn Lập từ đại diễn thần quân hỏi được giả chết pháp quyết. Trong lòng tìm hiểu một chút, thật sự không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới đưa tay sở thiên linh cái của chính mình. hắc quang chấp động, đệ nhị nguyên anh hiện ra ở tại trên đỉnh đầu. Vừa há mồm, nhà ra quỷ la phiên thu vào trong tay, lại cầm phiên này lay động không thôi. Nhún người hướng không chung nhảy lên, trong chớp mắt mây đen hội tụ, ào ào vũ bão, Hơn trăm trượng mây đen phô thiên cái địa ma khí hàng vạn hàng nghìn thứ này ngươi cầm lấy nếu vị kia thiên lan thánh nữ mang theo thánh thú đuổi theo ngươi ngươi hãy dùng kiếm này tiêu diệt nó hàn lập uy nghiêm nói giương tay lên một chuôi huyết sắc tiểu kiếm bay vụt nhập vào trong ma vân không thấy bóng dáng đúng là thanh huyết ma kiếm kia đón lấy tiểu kiếm ma vân phát ra một tiếng chói tai bén nhọn cuồn cuộn hướng một bên phi độn đi thanh thế thật là cực kỳ kinh người hàn lập nhìn ma vân đi xa sắc mặt âm trầm bàn tay vừa lật một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay hướng lộn vào trong miệng một giọt nhũ dịch linh khí dư giật tích vào trong miệng theo sau quanh thân hắn linh quang đại thịnh thanh hồng so với lúc trước độn quang tốc độ còn nhanh hơn một phần phá không đi xa điều này sao có thể ta có nhìn lầm không ngoại nhân nguyên anh dĩ nhiên một mình xuất khiếu bỏ chạy phía sau mấy người đuổi theo dụng thần thức đồng dạng cảm ứng được một màn này không khỏi kinh nghi tử phát mỹ phụ càng nhíu mày kinh ngạc vô cùng không đúng nếu bình thường nguyên anh xuất khiếu thân thể phải không cách nào hành động mới đúng hiện tại người nọ vẫn cứ bỏ chạy phương hướng không thay đổi hay đạo nhân này tu luyện loại thần thông cùng loại với tam thi nguyên thần thuật thanh tú thanh niên lắc đầu sắc mặt ngưng trọng nói nếu là sử dụng hóa thân phương pháp mà chạy căn bản không cách nào giấu giếm được cảm ứng của chúng ta cho dù là nguyên anh xuất khiếu cũng không cách nào xáo trộn tai mắt của chúng ta nhưng hiện tại lại là một nguyên anh bay đi cũng không phải là cùng lục hồn phân nguyên quyết mà quế đạo hữu tu luyện thuật nguyên anh tách rời tình huống này có chút quái dị chẳng lẽ thật sự là như truyền thuyết đệ nhị nguyên anh tử phát mỹ phụ lộ ra vẻ trầm ngâm đôi mày thanh tú của ngân bào nữ tử cũng đồng dạng nhíu lại trong lòng thất kinh thánh thú có thể cảm ứng được điểm kỳ quặc trong đó không thanh niên vừa quay đầu hướng thiên lan thánh nữ nói không được thánh thú chỉ là một tia phân thần đến nhân giới muốn hoàn toàn mở ra linh trí còn cần hơn trăm năm tu luyện mới có thể. Hiện tại tu vi còn lại chỉ có tiêu chuẩn thất cấp yêu thú. Không cách nào thi triển quá nhiều thần thông, ngân bào nữ tử thở dài nói ra, cái này quả có chút phiền phức, vừa không cách nào phân biệt Nguyên Anh thật giả, cũng không thể để cho Nguyên Anh này lén đi. Không bằng ta một mình đi theo Nguyên Anh, đại tiên sư tiếp tục cùng thánh thú và tôn đạo hữu đuổi theo bản thể người nọ. Thần thông của ta đối phó một Nguyên Anh sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Thanh tú thanh niên suy nghĩ một chút liền đề nghị, cũng chỉ có phương pháp này là ổn thỏa, ta và thánh nữ quyết sẽ không có chuyện gì, từ huynh đi nhanh về nhanh, nhưng nguyên anh đó nói không chừng là đệ nhất nguyên anh của đối phương, đừng hạ tử thủ. Tìm phương pháp thu lại rồi nói sau, tử phát mỹ phụ cười dài nói ra, cái này ta tất nhiên hiểu rõ, mà ngân bào nữ tử suy nghĩ một chút thấy không có vấn đề gì, cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức thanh niên họ từ cùng hai người này chia tay hóa thành một đạo bích hồng dài hơn 10 trượng, truy hướng về phía đệ nhị nguyên anh của Hàn Lập, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà thiên lan thánh nữ cùng Mỹ Phụ thì phương hướng không thay đổi. Vẫn cứ đuổi theo Hàn Lập không tha, một trước một sau, đảo mắt đã đuổi theo hơn trăm dặm. Cũng dần dần kéo gần khoảng cách cùng Hàn Lập, chỉ còn năm sáu mươi dặm, cũng không còn xa lắm. Ngân Nguyệt, người cũng động thân đi, Hàn Lập trong lòng tính tuần một chút rồi tay áo bảo run lên một đầu tiểu lang màu bạc từ trong tay áo bắn ra. Thân hình vừa lộn biến hóa thành một hàn lập khác, hàn lập trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng thời gian gấp gáp cũng không có nói thêm cái gì. Dương tay lên, một túi linh thú cùng một thanh châu chừng ngón cái ném cho đối phương. Ngươi là khí linh thân thể, không có xương thịt, pháp bảo khác cũng không dễ sử dụng. Mang theo này túi vệ kim trùng cùng này miếng lôi châu này. Đồng dạng nếu là yêu thú truy tung ngươi, ngươi không cần để ý tới kẻ khác, chỉ cần tiêu diệt con thú này hoặc là tạm thời gây thương nặng nó là được. Hàn Lập cẩn thận dặn dò, chủ nhân yên tâm, nếu là thiên lan thánh thú truy đuổi theo ta, ta nhất định sẽ không để cho nó dễ dàng chạy thoát. Từ miệng Hàn Lập đối diện phát ra thanh âm của Ngân Nguyệt, sau đó đem hai vật thu lại, hóa thành một đạo ngân quang nghiêng người phá không bay đi. chương 895, cấm mặt ngân tàm, Hàn Lập nhìn về phía bóng dáng đang dần đi xa, thấy hình ảnh của chính bản thân mình do Ngân Nguyệt biến ảo ra, ngay cả khí tức độc nhất vô nhị của hắn nàng cũng bắt trước giống hệt, không khỏi khẽ thở dài. Xem ra ảo thuật của nàng tựa hồ lại tiến thêm một bước. Tiền bối có cảm giác được màn ảo thuật này của Ngân Nguyệt có khả năng che giấu được tai mắt hai người phía sau không? Dù với vãn bối, dù không phải xác nhận chỉ trong gang tấc, tám chín phần mười cũng không cách nào nhìn thấu. Hàn lập đột nhiên hỏi: khí linh này của ngươi rất đặc biệt a, à? không chỉ mỗi ngươi, ảo thuật biến ảo của nàng, ngay cả lão phu cũng có cảm giác nhìn không thấu đây chính là gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Chỉ với hai tên tiểu bối phía sau, nếu không phải có thánh thú tác quái, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp phân biệt được thật giả trong đó. Đại diễn thần quân cho Hàn Lập cái đáp án lập lờ nước đôi. Hàn Lập nghe vậy, những lời này quả cũng không thể làm cho hắn mảy may an tâm. Phương hướng biến đổi, hắn cấp bách hướng theo hướng ngược với Ngân Nguyệt bay đi. Hàn Lập lại không biết việc hắn để cho Ngân Nguyệt mang theo một phần vệ kim trùng lại trùng hợp trở thành một thủ đoạn cao tay vô cùng. Nhìn thấy người phía trước đột nhiên từ một hóa hai chia nhau bỏ chạy. Cách hơn 10 dặm, tử phát Mỹ phụ cùng Ngân bào nữ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt trao đổi một cái, dừng độn quang. Đây là cái gì, hóa thân thuật sao? Ngay cả khí tức cùng linh khí mạnh yếu, đều độc nhất vô nhị. Thủ đoạn của tiểu tử này quả cũng không ít, tử phát Mỹ phụ phất tay lên trên chán ra chiều suy nghĩ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách đó quá xa, không cách nào dụng thần thức phân biệt thật giả trong đó. Để ta cho thánh thú xem xét một chút đã, thiên lan thánh nữ cũng cảm thấy đau đầu, liền đó, nàng dùng cổ ngữ cùng thiên lan thú dưới thân nói hai câu trầm thấp. Nhất thời quanh thân thiên lan thú, màu xanh linh quang lóe ra không ngừng, một đôi nghiêu giác dần dần trở nên trong suốt sáng lòe, phảng phất như thủy tinh chói mắt. Nhưng sau một lúc lâu sau, âm thanh tê rợn truyền đến, thần thức ngân bảo nữ tử có được đáp án thần sắc khẽ biến đổi thật có chút phiền toái đối phương lại có thể biết chúng ta truy tung dựa theo khí tức tử phệ kim trùng cho nên trên hai người đó đều mang theo phệ kim trùng người này khẳng định đem linh trùng chia làm hai bộ phận thánh thú cũng không có cách phân chia bất đồng nói vậy thì hai người này một người cũng không thể bỏ sót tử phát mỹ phụ mày ngài nhíu lại nói ra không sao cả chúng ta mỗi người truy một người hiện tại cách hắn gần như thế dùng lộ ải thủ đoạn nhỏ này phân hóa chúng ta ra, tiếp theo cũng không có tác dụng gì. Nếu đối phương đã có chủ tâm chia nhỏ lực lượng chúng ta ra, vậy chúng ta thử lãnh giáo một chút xem sao. Cũng không nên phụ sự khổ tâm sắp đặt của đối phương, ngân bào nữ tử cười lạnh nói ra. Nói vậy cũng đúng, bất quá, nghe nói kẻ này tuy tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng thần thông so với chúng ta nguyên anh hậu kỳ lại không yếu hơn bao nhiêu đâu. Nhưng đối phương đang có thương tích trong người, người nếu đụng phải chân thân nên để ý một chút thì cũng không có gì đáng ngại. Ta đuổi theo một người khác, chỉ cần đối phương không dùng huyết độn thuật quỷ dị nọ, thì chắc chỉ trong chốc lát sẽ cùng ngươi hội hợp. Tử phát Mỹ Phụ còn có chút lo lắng, dặn dò vài câu. Tôn tiên sư cứ việc yên tâm, cái loại huyết sắc độn thuật này mặc dù quỷ dị, nhưng hiển nhiên cái giá để sử dụng cũng không phải nhỏ, nếu không đối phương chỉ cần liên tiếp sử dụng ra độn thuật này, đã sớm đem chúng ta bỏ lại vô tung vô ảnh rồi. Làm sao còn có thể cùng chúng ta trì hoãn đến nay? Phòng trưng đối phương cũng tới giới hạn rồi, huống hồ ta còn có thánh đỉnh hộ thân, cho dù y muốn cá chết lưới rách cũng tuyệt không có vấn đề. Ngân bào nữ tử thản nhiên cười, ngạo nghễ nói ra. Nói như vậy thật cũng không sai, vậy ta đi trước một bước. Mỹ phụ đáp lại một tiếng cười khẽ, người hóa thành một đạo tử quang, truy hướng về phía một Hàn Lập. Mà Thiên Lan thánh nữ, nhìn một chút một Hàn Lập khác, trong mắt Hàn quang chợt lóe đồng dạng khu động thánh thú đuổi theo. Bọn họ quả nhiên tách ra, hàn tiểu tử, sách lược phân hóa của người quả nhiên là hữu hiệu. Xem ra con thánh thú này thật sự chỉ là phân thần phủ xuống dưới này, bây giờ còn không đủ đáng sợ. Nhưng ngươi nếu không thể trong thời gian cực ngắn, đánh chết con thiên lan thú, chờ đến thời gian giải phong, để hai tên đại tiên sư kia quay lại, thì thật đúng là đến bước đường cùng. Hơn nữa, vị thiên lan thánh nữ kia sợ rằng cũng không dễ trêu chọc. Đại diễn thần quân dùng ngữ khí quan tâm hiếm thấy nói. Ta trong lòng cũng biết thế, ta cũng không muốn đánh chết nàng ta. Thầm nghĩ nếu chỉ tiêu diệt con thánh thú mà thôi, chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Hàn lập một bên dụng thần thức giám thị ngân bào nữ tử đuổi theo phía sau, một bên trong miệng trầm giọng trả lời. Nga, vậy lão phu rửa mắt đợi, đại diễn thần quân thanh âm lại biến thành lạnh nhạt. Hàn lập không có nói cái gì nữa, trong lòng âm thầm tính toán thời cơ không sai biệt lắm, độn quang xoay quanh một cái, đột nhiên xoay người lại, vỗ túi linh thú bên hông. Nhất thời còn thừa mấy ngàn kim sắc vệ kim trùng, từ trong miệng túi chen trúc ra, vù vù hóa thành một đóa kim vân xoay quanh trên không. Cùng lúc đó, hơn 10 khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ, cũng từ trong tay áo bảo bắn nhanh ra. Tại dưới pháp quyết thôi thúc, hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang kinh người, xoay quanh không ngừng trước người hắn. Hợp, hai tay kết thành ấn quyết, một tiếng khẽ quát phát ra, đoàn kiếm quang khẽ run một chút phóng lên cao, kim mang trên không trung chói mắt, trong nháy mắt một cự kiếm dài 6 7 trượng bất ngờ thành hình. Hàn Lập lại há mồm, một đoàn đại tử diễm bằng nắm tay hướng mặt đất phun ra, đón gió hóa thành một con hỏa điểu dài hơn thước, một đầu quấn trên cự kiếm. Phốc một tiếng vang nhỏ, hỏa điểu màu tím bạo liệt ra, cự kiếm trong nháy mắt bị một tầng tử diễm bao lại ở trong đó, đón lấy vô số hồ quang dày chừng ngón cái, trong tử diễm tiếng sấm vang lên ầm ầm, thanh thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập gặp tình hình này, lại nhướng mày, hơi suy nghĩ, đột nhiên một đoàn thanh khí từ trong miệng phun ra, kích ở trên thân kiếm. Nhất thời mặt ngoài cự kiếm kim hình cung loạn đạn, tiếng sấm lại trong phút chốc tiêu thanh biệt tích. Hàn lập lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, dưới sự thôi thúc của thần thức. Kim kiếm hướng không trung phá không vào tới, trong nháy mắt trốn vào trong một đóa mây đen, biến mất vô thanh vô tức. Lúc này, phía chân trời ẩn ẩn có quang điểm chấp động, vị thiên lan thánh nữ kia đã đuổi theo. Hàn lập đồng tử hơi co lại, dùn ống tay áo, một bộ màu xanh phi kiếm ngự không bay ra từ một ống tay áo khác thì bay ra một tiểu thuẫn màu lam chắn trước người đồng thời hai bàn tay trà sát một cái cổ bảo bằng nắm tay đạt được trong trụy ma cốc chưa bao giờ vận dụng qua chính là cổ kính màu tím hiện lên tay kia nắm hàng linh phù trước đây còn dư lại một lá lấy tu vi hiện tại của hắn tái sử dụng phù này mà nói thần thông hẳn là so với hai lần trước tăng trưởng hơn không ít trong lòng cân nhắc hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ yên lặng chờ đối phương đến Vị thánh thú như thủ giao long kia đừng nhìn tu vi không cao, nhưng tốc độ độn thuật đúng là không tầm thường. Từ khi bắt đầu hiện ra tung tích, đến khi phi tới trước chỗ hàn lập hơn trăm trượng thì dừng lại, cơ hồ chỉ bằng thời gian thở nhẹ một cái. Hàn lập lạnh lùng liếc mắt đánh giá đối phương, ánh mắt chợt chấp động vài cái. Thiên lan thánh thú này thoạt nhìn, trừ bỏ bộ dáng cổ quái ở bên ngoài, thật sự không cách nào nhìn ra có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa con nghiêu thú to lớn này, mơ hồ làm cho người ta liên tưởng đến một loại bộ dáng ngờ nghịch, giống như linh trí chưa được hoàn toàn khai mở. So với con thú, Thiên Lan Thánh Nữ đứng ở phía trên đáng chú ý hơn nhiều. Vô luận là phong tư tuyệt thế hơn người, hay là một thân tu vi cao thâm không thể xem nhẹ, đều làm cho Hàn Lập không dám khinh thường mảy may. Nàng ta sau khi hiện hình cũng đồng dạng nhìn lướt qua Hàn Lập, đối với bộ dáng trẻ tuổi của Hàn Lập lộ ra chút kinh ngạc, nhưng lập tức ánh mắt đã bị trùng vân phô thiên cái địa trên không trung hấp dẫn, đôi mắt sáng hiện ra ngạc nhiên cùng vui mừng giao hòa với nhau thần sắc lúc này thật mê người, ngươi ngân bào nữ tử do dự một chút, rồi cũng mở miệng muốn hỏi cái gì đó, nhưng Hàn lập sợ đối phương phát ra cửa kiếm giấu giếm trên không trung, hơn nữa thân thể thời gian giải phong cũng có hạn, như thế nào cùng nàng này nói nhiều cái gì? Ngay lập tức không nói hai lời hướng Trùng Vân chỉ một cái, Trùng Vân vù vù một tiếng, trực tiếp bay về phía đối diện, đồng thời trước người màu xanh phi kiếm xoay quanh bay múa, cũng lập tức hóa thành từng mảnh bóng kiếm hướng nàng này cuốn sạch đi tới. Ngươi muốn chết, Hàn Lập cử động một điểm cũng không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc, tự nhiên làm cho Thiên Lan Thánh Nữ trong lòng giận dữ, trong miệng quát một tiếng, Ngọc Thủ vừa nhấc, một cái vòng tay màu bích lục từ trên cổ tay bắn nhanh bay ra, trong nháy mắt điên cuồng hóa lớn thành cử hoàn to bằng cánh tay nghênh hướng về phía bóng kiếm. Mà tay kia của nàng cũng đồng thời tháo xuống túi linh thú bên hông, trở tay hướng túi về phía không trung. Miệng túi kim quang chớp động, liên tiếp bay ra hơn 10 đóa kim hoa thật lớn, Đúng ra là hơn 10 con kim sắc cự trùng thành thục thể, bắn nhanh hướng về phía Trùng Vân. Nhưng nàng này không có chú ý đến, ở trong không trung, một đám mây đen lặng yên hướng đỉnh đầu đầu nàng từ từ trôi đến, càng ngày càng gần. Ngọc Hoàn quả nhiên là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ, màu xanh bóng kiếm vừa cùng cự hoàn này tiếp xúc, đã bị viên hoàn quay nhanh, toàn bộ cuốn vào trong. Phi kiếm là bổn mạng pháp bảo của Hàn Lập, tâm hồn cùng hắn tương liên khiến hắn không khỏi dùng mình. Về phần hơn 10 con vệ kim trùng thành thuộc thể sau khi vọt vào trong trùng vân của Hàn Lập, một phen cắn xé tơi bời, cũng đồng dạng chiếm được thượng phong. Hàn Lập thấy rõ, phi trùng của hắn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng căn bản không cách nào cắn xé thân thể mấy con cự trùng được chút nào, ngược lại chỉ cần cự trùng cắn một cái là bị thôn phệ. Sắc mặt trầm xuống, Hàn Lập không nói hai lời. Đột nhiên hàng linh phù cầm trong tay vỗ hướng trên người, nhất thời biến ra một ảo ảnh huyết sắc giao long, quanh thân huyết quang lóe lên, hiện ra từng khối huyết sắc lân phiến trên đầu chui ra sừng giao long biến thành hình dạng yêu hóa nửa giao long nửa người một cỗ khí thế kinh người từ trên thân hàn lập vát lên a à, đây là công pháp gì ngân bào nữ tử xa xa thấy tiết mục này trong lòng kinh ngạc một trận nhưng nàng cũng không sợ hãi chút nào vừa há mồm một kiện pháp bảo như khăn tay từ trong miệng bắn nhanh ra quay tròn xoay quanh ở trước người một trận rồi căng lên tới vài trường cũng thẳng tắp dựng đứng lên chỉ thấy trên cự khăn, thấy thấp thoáng một hình vẽ cự tầm màu bạc. Nhìn thấy bức họa này Hàn Lập ngẩn ra, đang cân nhắc xem pháp bảo có cái gì thần thông thì trên chiếc khăn, bức họa ngân tầm linh quang đại phóng, đột nhiên như sống lại há mồm ra. Một chùm ngân quang bắn nhanh đón gió kéo dài ra hóa thành những tia sáng bạc tinh tế chỉ cỡ chừng sợi tóc vang ra tiếng suy suy, hướng Hàn Lập bên này mà đến. Không gian hơn trăm trượng giữa hai người, trong nháy mắt tất cả đều bị ngân tia tràn ngập rậm rạp, rất kinh người. Hàn lập bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ nhiều chỉ một cái vào lam quang thuẫn trước người. Thuẫn lập tức hóa thành quầng sáng cao lớn, đem hàn lập bảo hộ nghiêm mật. Đồng thời hàn lập há mồm, một đoàn quầng sáng tử diễm bạo liệt bay ra. Hàn khí màu tím quỷ dị trong nháy mắt trải rộng ra vài trượng trước người. Tư lạp một tiếng thanh thúy vang lên, một tường băng màu tím cao tầm 10 trượng, trong suốt diễm lệ hiện ra sừng sững ở phía trước người. chương 896, song đỉnh, đùng, tiếng vang lớn vang lên, những sợi chỉ bạc đâm vào tường băng, hiện lên lỗ chỗ như tổ ong, trong nhất thời băng thuẫn bị bắn thành méo mó vặn vẹo, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sớm muộn gì cũng bị hủy. Hàn lập thấy vậy, cũng lặng lẽ không lên tiếng dương tay lên, một đạo pháp quyết đánh hướng về phía trước. Trên vách băng tử quang lưu chuyển không ngừng, thả ra hàn khí kinh người, chẳng những địa phương bị hao tổn lập tức khôi phục như ban đầu, hơn nữa ngay cả ngân tia tàn phá bừa bãi lên băng thuẫn trong phút chốc cũng bị đóng băng không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như thế, hàn khí trong chớp mắt biến thành băng diễm màu tím dọc theo ngân tia bay nhanh hướng về kiện pháp bảo hình khăn gấm tràn đi, giống như vô số đầu tử xà tinh tế hung tợn đánh tới. Ngân bào nữ tử biến sắc, đây là công pháp gì mà lại lợi hại như thế? Nàng này trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm lại chút nào, hai tay kết quyết, ngón tay ngọc yêu nhã điểm lên chiếc khăn gấm trôi nổi trước người, ngân tàm phía trên lại há mồm, một cỗ hỏa diễm màu trắng phun ra, theo ngân tia trong miệng, hóa thành vô số hỏa xả đồng dạng trực tiếp nguyên hướng về phía tử diễm băng hỏa hai loại hỏa diễm tại bên trong ngân tia cùng nhau đánh tới hai phương vừa tiếp xúc tử bạch hai loại màu sắc đan vào hào quyện cùng nhau nhưng chỉ chốc lát sau tử diễm rõ ràng đại chiếm thượng phong đem bạch diễm liên tiếp lui về phía sau ngân bào nữ tử thấy thế lông mày không khỏi hơi nhíu lại trong miệng dùng cổ ngữ nói nhỏ vài câu nhất thời thiên lan thánh thú dưới thân gầm nhẹ một tiếng hỏa diễm xanh minh mông từ trong miệng phun ra gia nhập với bạch diễm thanh bạch hỏa diễm hỗn hợp hội tụ, lại nhất thời ngăn cản được công kích của băng diễm. Ngân bào nữ tử ngọc thủ vừa nhấc, một cái thiết bài hình bát giác xuất hiện ở giữa ngón tay, hướng không trung ném đi, thiết bài đúng lúc này bỗng nhiên hóa thành một khối bát quái đồ thật lớn, sinh ra hỏa xí diễm màu đỏ hồng, hướng Hàn Lập đánh đến. Hàn Lập khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt không chút biểu tình, nhưng sau lưng tiếng sét vang lên, một đôi ngân xí hiện ra. Mắt thấy bát quái đồ hạ xuống, thân hình hơi nhoáng lên hồ quang màu bạc bỗng nhiên chấp động, đã biến mất không thấy đâu. Bát quái đồ tự nhiên rơi xuống khoảng không, sau một khắc, Hàn Lập xuất hiện tại địa phương cách đó hơn 30 trượng. Sau lưng hai cánh tiếp tục chấp động, người lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Lôi độn thuật, thiên lan thánh nữ nhìn thấy Hàn Lập hướng tới gần chính mình, thì thào nói nhỏ một tiếng. Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia vẻ ngưng trọng, hai tay nặn ra pháp quyết cổ quái. Vừa chờ Thiên Lan thú há mồm phun ra sương mù trắng mịt mờ đem một người một thú nhanh chóng che đậy ở trong đó. Tại chỗ nàng đứng trong nháy mắt biến thành tảng lớn vụ hải hơn 10 trượng. Sau một tiếng sấm, sương trắng này có chút cổ quái, thần thức của hắn không thể xâm nhập trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra bóng dáng đối phương. Bất quá, hắn cũng không có thời gian cùng hai người này chơi trò trốn tìm. Hàn lập sắc mặt phát lạnh, vung tay lên, một mặt cổ kính màu tím hiện ra trước ngực, hai tay đem kính này khởi động toàn thân linh lực rót vào trong kính, theo sau linh quang chấp động, một đạo cột sáng màu tím minh mông từ trên mặt kính phun ra, chợt lóe rồi bắn vào trong sương mù. Nơi tử quang đi qua, sương trắng quay cuồng, chỉ chốc lát công phu, hơn phân nửa xương mù đã bị đánh tan thất linh bát lạc, mắt thấy đối phương đã không còn chỗ ẩn thân. Nhưng lúc này, trong sương mù một cỗ thanh diễm phun ra, sau một chút ngăn cản được cột sáng màu tím. Hàn lập vội vàng ngóng nhìn qua, Mới mơ hồ nhìn thấy đúng là con yêu thiên lan thú một mình trốn ở chỗ sâu trong sương mù, đang bắn ra bên ngoài từng đợt yêu hỏa màu xanh. Mà phía trên bóng dáng này không thấy ngân bào nữ tử đâu. Cái phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Vốn hắn còn muốn làm thế nào mới có thể tách ra nàng này cùng thánh thú, hiện giờ đối phương lại tự chủ động bỏ qua con thú này, thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù không biết vị thiên lan thánh nữ đang giấu mình ở đâu chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì nhưng cơ hội này Hàn Lập tự nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua nghĩ tới đây Hàn Lập một chút do dự cũng không có thần niệm thôi thúc cự kiếm sớm giấu trong đám mây phát ra một tiếng kêu bén nhọn kinh thiên động địa một đạo thiểm điện kinh người tách mây mù gấp bách chạm xuống tốc độ cực nhanh trong chớp mắt tới ngay đỉnh đầu Thiên Lan Thú trên thân kiếm Tử Diếm Kim Hình Cung oanh long long vang lên không ngừng Thiên Lan Thú ngay cả động tác trốn tránh cũng không kịp từ đầu đến đuôi bị một kiếm chém thành hai nửa. Hàn lập đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đấy sắc mặt đại biến. Thi thể thiên lan thú lại biến thành luồng xương trắng, biến mất không thấy bóng dáng. Con thú này đúng là là dùng huyễn hóa chi thuật biến ảo ra một cái hư ảnh. Mà nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng quan tâm phân biệt thật giả, đúng là tự phá hỏng kế hoạch lớn khổ công sắp đặt. Không tốt, Hàn lập thầm kêu một tiếng, bất chấp tìm kiếm thiên lan thú chân thân trong sương mù, muốn bước ra về phía sau, nhưng đột nhiên một tảng lớn quang mang xanh minh mông từ đỉnh đầu chiếu xạ xuống, bóng dáng lập tức ngưng tụ, động tác trở nên trì hoãn thân thể thử ra, đồng thời không trung truyền đến tiếng chú ngữ dễ nghe. Hắn cả kinh vội vàng ngước nhìn, chỉ thấy ở trong một đoàn ngân quang, ngân bào nữ tử hiện ra trên trời cao, trên trán hiện ra ngân vân cổ quái, trong miệng nói lẩm bẩm, đem một tiểu đỉnh cực kỳ quen mắt tế lên không trung, mà từ bên trong đỉnh này phun ra tảng lớn thanh quang, đem phạm vi phương viên 30 trượng đều bao phủ ở dưới bảo này. Hư Thiên Đỉnh Hàn Lập bật thốt kêu lên một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt xoát tái nhợt vô cùng, liếc mắt một cái thì nhận ra Tiểu Đỉnh đang bay đến. hắn kinh hãi cấp bách, vừa nhìn vào bản thân, Hư Thiên Đỉnh của chính mình vừa lúc ở trong cơ thể. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời lại có hai cái Hư Thiên Đỉnh? Hàn Lập kinh nghi chưa hiểu được ảo diệu trong đó. Trên đỉnh đầu Tiểu Đỉnh linh quang chớp động, điên cuồng phát ra thật lớn, trong nháy mắt biến thành cự đỉnh đường kính ba bốn trượng đồng thời đỉnh này bị pháp quyết của ngân bào nữ tử thôi thúc miệng đỉnh bắt đầu trói mắt thanh sa liên miên không dứt sáng lấp lánh từ trong đỉnh bay cuồn cuộn ra hóa thành đại đoàn sa vân hướng về phía đầu hướng hàn lập chụp xuống hàn lập thấy vậy không chút nghĩ ngợi sau lưng ngân xí vừa động muốn lập tức hóa thành hồ quang thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh mang nhưng vào lúc này từ trong xương trắng chuyển đến trận trận tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng sấm thanh âm không lớn nhưng một cỗ ba động vô hình trong nháy mắt từ trên thân hàn lập đảo qua sau lưng ngân xí ngân quang chấp động vài cái, hồ quang vô thanh vô tức bị tiêu diệt, lôi độn thuật trong lúc nhất thời mất đi hiệu dụng. Đây là thần thông gì? Hàn lập kinh hãi đích hướng trong sương mù vội vàng xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy bóng dáng thiên lan thánh thú như ẩn như hiện hiện ra tại trong sương mù, chỉ là không biết là thật hay giả. Mà lúc này Sa Vân đã đến cách đỉnh hơn 10 trượng Hàn lập dưới sự tình bất đắc dĩ, chỉ có thể điểm một điểm lên lam quang thuẫn che ở trước người, thuẫn này hóa thành một tảng lớn quầng sáng màu lam nghênh đầu hướng về phía không trung. Sa Vân cùng Lam Quang Phương vừa tiếp xúc, thanh sa linh quang đại phóng, hạt cát điên cuồn cuồng phóng ra, hạt cát cuồn cuộn như cối say không ngừng rơi thẳng xuống, hung hăng nện ở trên quầng sáng. Oanh long long tiếng nổ liên tiếp không ngừng, Lam Quang Thuẫn mặc dù thần diệu, nhưng sao có thể tiếp được nhiều như thế cự lực đánh tới, trong chớp mắt quầng sáng một trận hoảng loạn, Lam Quang ảm đạm vô cùng. Không chỉ có như thế, bộ phận Sa Vân đột nhiên một hóa thành hai đầu Sa Giao Long, linh hoạt dị thường vượt qua quầng sáng, từ hai bên hướng Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều há miệng, một khẩu tiểu đỉnh phun ra trong miệng, ngón tay hướng trên đỉnh bắn ra, một tầng màu lam băng diễm tại mặt ngoài tiểu đỉnh hiện ra. Chính là tầng thứ nhất thông bảo quyết hư thiên đỉnh mà hắn tu luyện qua. Mặc dù chỉ có thể mượn bộ phận uy năng nhỏ nhất của bảo đỉnh, nhưng hiện tại đã tới loại tình trạng này, Hàn Lập tự nhiên cũng bất chấp chẳng kể một hai. Đưa tay hướng nắp trên đỉnh phất một cái, một mảnh lam hà từ trên đỉnh bay cuộn ra, trong nháy mắt bao lấy toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Mà Hàn Lập hai tay đưa sang hai bên, nhắm ngay hai con sa giao long mười ngón liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh tung hoành đan sen, hung hăng kích trên người sa giao long. Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, đầu sa giao long bị bắn hơn 10 lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng. Hàn Lập trong lòng căng thẳng, thân hình vừa động muốn tránh kích này, nhưng người trầm trọng như núi, động tác trì hoãn vô cùng, căn bản không cách nào hành động. Kết quả hai con sa dao long nhào tới trước người, phanh. Phanh, hai tiếng kêu rền, một lần nữa biến thành sa vân, đem ánh sáng bao quanh hàn lập đều bao vây ở tại trong đó, hóa thành một cái kén cắt thật lớn, mưa gió không lọt. Ngân bào nữ tử trên không khi nhìn thấy hàn lập xuất ra một cái tiểu đỉnh cùng với thánh đỉnh trong tay bộ dáng tương tự, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng theo sau thấy hàn lập dễ dàng bị linh sa vây khốn, sa cân ở dưới ngọc dung tuyệt sắc lại lộ ra một tia cười khẽ, thánh đỉnh linh sao uy lực có bao nhiêu, nàng rõ ràng minh bạch. Chỉ cần bị sa này vây khốn, chính là ngay cả mấy vị đại tiên sư đều không thể nhất thời nửa khắc thoát thân. Hiện tại đối phương sinh hay tử đều có thể chỉ trong một ý niệm của nàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lam Quang thuẫn biến thành quầng sáng cũng bị đánh nát tán loạn ra, còn lại sa vân đồng dạng rơi xuống, gắn vào trên thân hàn lập. Kén cắt lập tức tạo thành một vòng lớn, lần này, nàng lại càng yên tâm trong lòng, thân hình vừa động, Chân đạp cự đỉnh nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng chỉ hạ xuống hơn 10 trượng, phía dưới dị biến chợt hiện. Vốn kén cát đã ngưng kết cứng như sắt, bỗng nhiên có vô số đạo lam quang từ mặt ngoài lộ ra. Khi nàng còn chưa kịp thúc dục pháp quyết, cát sỏi tựa như hưởng ứng một chút tự động ngã nhào sụp đổ, một lần nữa biến thành trạng thái sa vân phân tán, nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung bất động. Mà ở trung tâm sa vân, một đoàn lam hà chói mắt lóe ra, Hàn Lập tay cầm tiểu đỉnh đứng ở trong đó, ngước nhìn chăm chú về hướng nàng thân hình ngân bào nữ tử dừng lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Hàn Lập truyền ra, hắn nắm tay vỗ nắp hư thiên bảo đỉnh, từng vòng từng vòng hình gợn sóng lam quang rõ ràng hiển hiện ra bốn phía, tùy theo mọi nơi khuếch tán đi. Nơi Lam Vân đi qua, thanh xa bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như bị thôn vệ. Nữ tử thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hai tay kết quyết, muốn lần nữa thúc dục linh xa hướng Hàn Lập đánh tới, nhưng là chúng nó lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, đã mất đi liên lạc cùng thần thức của nàng. Nhất thời ngân bào nữ tử tình thế cấp bách, đột nhiên chân ngọc điểm xuống cự đỉnh dưới chân. Cự đỉnh xoay tròn một trận sau, phun ra một cỗ thanh quang càng thêm chói mắt, trực tiếp hướng đỉnh đầu Hàn Lập trùng tới. Chương 897, kinh chuyến. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, đem thông bảo quyết tầng thứ nhất công pháp lưu động vận chuyển vào tiểu đỉnh. Một tiếng long ngâm truyền ra, nắp đỉnh hóa thành lam quang nhất phi trùng thiên đón lấy vạn đạo ngũ sắc linh quang, thanh quang do thiên lan thánh nữ xuất ra giống như vạn sông quy về biển lớn, hóa thành một đoàn thanh hà, chợt lóe lên rồi bị bắt vào trong đỉnh. Ngân bào nữ tử thất kinh, hàn lập cũng ngẩn người. Ngay tại lúc này, cự đỉnh dưới chân thiên lan thánh nữ cũng phát ra tiếng kêu vù vù quái dị, đón lấy thanh quang rồi chợt biến thành một đạo thanh hồng, hướng phía dưới bắn nhanh đi. Ngân bào nữ tử hoa dung thất sắc, vội vàng hai tay kết quyết muốn triệu hồi cự đỉnh, nhưng pháp quyết mất linh, thanh quang căn bản không thèm để ý tới trực tiếp phóng vào trong tiểu đỉnh phía dưới, không thấy bóng dáng đâu. Thiên lan thánh nữ trong lòng nảy ra kinh sợ, nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt. Hư thiên đỉnh trong tay hàn lập, đột nhiên tự động rời tay bay ra, quay tròn, miệng đỉnh tự động nhắm ngay xương trắng ở bên, ẩn ẩn có ánh sáng chấp động. Trong xương trắng nhất thời truyền đến một tiếng thú giống sợ hãi, một bóng đen từ trong xương mù bắn nhanh ra, hướng trời cao bỏ chạy. Đúng là con nghiêu giao long thiên lan thánh thú. Nhưng Lam Hà rực rỡ từ trong đỉnh phun ra, với tốc độ làm cho người ta khó có thể tin đuổi theo thiên lan thú, trong nháy mắt cuộn lại đem yêu thú bao vây ở trong. Thiên lan thú liều mạng điên cuồng hét lên, giấy rụa, nhưng Lam Hà tựa hồ chính là khắc tinh, căn bản không hiệu quả chút nào, ngược lại sau khi xoay quanh một chút, trong ánh sáng này hình thể con thú kịch liệt thu nhỏ lại, bị trực tiếp mang theo bay vào trong đỉnh. Nắp đỉnh xoay quanh rồi từ không trung rơi xuống, một lần nữa đắp lên miệng đỉnh, đem thiên lan thú nhốt tại trong đỉnh. Trường đó dị biến phát sinh cực nhanh, tất cả chỉ trong nháy mắt công phu mà thôi. Ngân bào nữ tử Ngọc Dung chấn động một chút, tái nhật vô huyết, nàng thật sự khó có thể tiếp nhận. Rõ ràng mình đang đại chiếm thượng phong, thế nào chỉ chớp mắt công phu, cứ như rơi vào vực sâu. Thật không thể tin được, chẳng những đối phương phá vây mà ra, đến ngay cả thánh đỉnh cùng thánh thú phân thân lại đồng thời bị bắt đi. Bất quá, nàng cũng không phải là người bình thường, trong mắt lãnh quang vừa chuyển, nhất thời rơi vào trên kiện hư thiên bảo đỉnh của Hàn Lập nàng rất rõ ràng, nguyên nhân tạo thành tất cả biến đổi này, chính là cùng thánh đỉnh không sai biệt lắm. Khiến cho thánh đỉnh mất đi khống chế, xem gia đỉnh này cùng thánh đỉnh rất có quan hệ sâu xa, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống chuyển biến kinh người này. Đỉnh này nhất định phải đoạt được, nàng trong phút chốc hạ quyết tâm trong lòng, hàn lập tự nhiên tâm trạng ngạc nhiên vui mừng giao hòa lẫn nhau, nhưng thấy trong mắt nàng ta hàn quang chớp động, như thế nào lại không biết đối phương có cái chủ ý gì. Ngay lập tức cuồng tiếu một tiếng, sau lưng ngân xí nhẹ nhàng chấp động, người đã hóa thành một đạo ngân hình cung, xuất hiện ở tại địa phương cách đó 10 trường. Không chút do dự hướng cự kiếm vẫy vẫy bắt lấy, 10 ngón đón lấy như ảo ảnh rất nhanh lắc lư, kết xuất liên tiếp thủ ấn cổ quái, quanh thân thanh quang chấp động, một cỗ linh khí kinh người từ trên người thoát ra. Vừa há mồm, mấy đoàn máu huyết phun ra đón gió mà phân tán, hóa thành huyết vụ nhẹ nhẹ, linh quang trong nháy mắt biến thành thanh hồng đầy vẻ yêu dị. Đồng thời lộ ra hai tay, khuôn mặt bắt đầu trở nên đỏ sẫm dị thường, trong nháy mắt đỏ tươi như máu, dọa người cực kỳ. Mà ở trong huyết vụ, Hàn Lập bóng dáng như có như không mơ hồ đứng lên. Không ổn, vừa thấy cử động này của Hàn Lập, ngân bào nữ tử ngay lập tức nhớ tới cái gì, tâm trạng khẩn trương quát to một tiếng, hai tay cùng dương lên, hai đám ngân quang bắn ra, biến thành vô số ngân tia rậm rạp, phô thiên cái địa hướng huyết lồng của Hàn Lập lao đến. Phạm vi phương viên hơn 10 trượng trong lúc nhất thời toàn bộ là quang hoa chớp lè, rất kinh người nhưng hàn lập vừa chờ cửa kiếm bay vụt trở về bóng dáng ngay trong huyết vụ lung lay vài cái một đạo huyết ảnh bắn nhanh ra tại không trung bỗng nhiên biến mất không thấy đâu sau một khắc nơi chân trời phảng phất có huyết quang chấp động hai cái hàn lập lúc đó tung tích hoàn toàn không có thiên lan thánh nữ trong lòng trầm xuống vội vàng đem thần thức thả ra nhưng vừa mới tìm được mục tiêu đang ở ngoài trăm dặm hàn lập lại một lần nữa sử dụng huyết ảnh đột đã chạy ra khỏi cực hạn cảm ứng của thần thức nàng sắc mặt xanh mét trôi nổi tại không trung mà vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt thẫn thờ. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác ngoài nhìn dặm, trước người thanh thú thanh niên là chín đạo sa luân bích lục đang ông. Ông, bay múa rung động xoay quanh, nhìn trên mặt đất thảo nguyên mênh mông, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Một độn thuật sao, đánh cho bị thương tới tình trạng này, còn có thể mượn cỏ cây chi lực ẩn núp bỏ chạy. Kiện ma khí nọ, uy lực cũng không nhỏ, mới vừa rồi liều chết cắn trả, thật là có chút khó giải quyết. Bất quá, nó ngay cả đoạt xá chi lực cũng không có, chỉ là một cái nguyên anh, bị thương nặng vậy, chắc chỉ trong chốc lát công phu, nguyên anh thân thể cũng sẽ tiêu tán sụp đổ. Nhưng từ khi mới bắt đầu, đã có một loại cảm giác không yên, chẳng lẽ người khác xảy ra chuyện gì. Thanh niên ánh mắt chấp động vài cái, thì thào nói nhỏ vài câu, ngước mặt hướng phía ngược lại liếc mắt xem xét một cái, hơi do dự một chút, bỗng nhiên cửu luân hợp nhất, hóa thành một đạo bích hồng thu trở lại rồi bỏ đi. Mà ở bụi cây thấp bé gần đó, một thứ đen sẫm phát sáng chính là tiểu phiên đang cắm ở trên mặt đất, mặt phiên chấp động hắc quang, phía trên một lỗ hồng như ẩn như hiện chừng nửa thước, một hắc lục nguyên anh tầm một tấc, hôn mê bất tỉnh nằm ở trong đó, trên người hắc khí cuồn cuộn, đang lẳng lặng hấp dẫn tinh thuần ma khí ở trong phiên, tự động chữa thương. Một phương hướng khác, Tử Y Mỹ phục sau một phen động tay chân, dùng một kiện cổ bảo ngọc khống chế vây khốn mấy ngàn vệ kim trùng, đỡ cho nàng phải tốn chút đại giới, rồi dễ dàng một kiếm xuyên thủng thân thể thanh niên đối diện. Nhưng kết quả trên người đối phương quang mang chợt lóe, đột nhiên biến thành một nữ tử quyến rũ, bạch quang chấp động, thân thể biến thành quang điểm, vô ảnh vô tung biến mất. Mỹ phụ không khỏi đứng sững tại chỗ, mấy canh giờ sau, thanh tú thanh niên, tử y Mỹ phụ, còn có thiên lan thánh nữ, lần nữa tụ tập cùng nhau, đem tình hình riêng mỗi người thay nhau thuật lại một phen, tất cả đều không khỏi sững sở hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, chúng ta lần này không chỉ không đoạt được từ tay đối phương công pháp bồi dưỡng về kim trùng, ngược lại còn bị đoạt mất thánh đỉnh cùng thánh thú. Thanh niên nhướng mày, trầm ngâm nói, thánh đỉnh cũng chưa tính, trong tộc vẫn một kiện dự bị, còn có thể triệu hoán thánh thú. Nhưng phân thân thánh thú bị người nọ thu lại, cái này sợ rằng sẽ chọc tới bản thể thánh thú ở thượng giới tức giận. Nhất định phải đoạt lại mới được, tử y mỹ nữ đồng dạng sắc mặt rất khó coi nói. Lúc nãy, là ta sơ suất quá, không nghĩ tới người này còn có biện pháp khắc chế thánh đỉnh, mới phát sinh đến việc này. Vậy thì ta sẽ đi đại tấn một chuyến, đem thánh thú phân thân cứu trở về hơn nữa kiện tiểu đỉnh của đối phương cổ quái như thế có thể khống chế thánh đỉnh của chúng ta đây chính là một chuyện không phải đùa ta hoài nghi vật này đúng là thánh đỉnh bắt trước kiện thông linh chi bảo chính thể nếu không không cách nào giải thích việc này ngân bào nữ tử lại có vẻ chấn định dị thường chậm rãi nói thông linh chi bảo rất không có khả năng đi bảo vật bậc này căn bản không phải vật nhân giới có thể xuất hiện hẳn tất cả đều bị thượng cổ tu sĩ đưa tới thượng giới mới đúng Thánh đỉnh cũng là do kỳ tài tuyệt thế của đột một tộc chúng ta đại năng tiên sư, sử dụng bí thuật giao tiếp thánh thú, mới từ trong miệng đối phương biết được phương pháp bắt trước. Như thế nào còn có thể làm chính thể thông linh chi bảo để lại ở nhân giới? Tử y Mỹ phụ mặt lộ vẻ không tin nổi, cái này cũng có thể không biết chừng, nếu ngay cả cổ ma cũng có thể xuất hiện ở nhân gian, thông linh chi bảo thỉnh thoảng có mấy kiện ở lại nhân giới, sự việc này cũng không phải không có khả năng. Thanh tú thanh niên lại lắc đầu lạnh nhạt nói, vừa nghe hai chữ cổ ma, tử y mỹ phụ cùng thiên lan thánh nữ sắc mặt cùng đều biến đổi. Hừ, mỗi người đều nói cổ ma đáng sợ, đáng tiếc mấy người chúng ta không có cơ hội cùng đối phương giao thủ kiểm tra một chút. Nhưng ma độn thuật này thật là thần diệu cực kỳ, căn bản không dám cùng chúng ta đối mặt, thong dong đi ngang qua thảo nguyên, chạy tới đại tấn. Tử y mỹ phụ có chút bộ dáng rất không chịu phục. Đó là bởi vì ma này đã thân chịu trọng thương, hơn nữa vừa vào thảo nguyên, đã bị chúng ta mấy người tình cờ bắt gặp. Một đường theo sát không tha, làm cho không có thời gian dừng lại để dưỡng thương nếu không còn không biết sẽ ở trên thảo nguyên gặp phải bao nhiêu nhiễu loạn nữa đây thanh niên thở dài lộ ra một tia cười khổ mặc kệ người nọ bảo vật có hay không thật sự là thông linh chi bảo hắn giết của chúng ta nhiều tiên sư như vậy lại vừa lấy đi thánh thú tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được ta thân là bổn thánh nữ đỉnh cũng là từ tay ta mà mất ta nhất định phải tự mình tìm đem trở về mới được nếu không lần sau triệu hoán thánh thú chúng ta cũng không thể đáp lại chất vấn của thánh thú ngân bào nữ tử sắc mặt âm trầm nói ra nghe xong lời này thanh niên cùng mỹ phụ trao đổi một cái liếc mắt tựa hồ trao đổi cách nhìn nếu thánh nữ cố chấp như thế đi đại tấn một chuyến cũng không sao nhưng ở đại tấn có không ít môn phái đối với đột một tộc tiên sư chúng ta có chút thành kiến thánh nữ tốt nhất vẫn là không nên bại lộ thân phận dù sao người nọ thần thông như vậy tại đại tấn thế lực hẳn là không nhỏ mới đúng Trước tiên có thể đi âm La tông thăm dò một chút, xem xem đối phương có thật sự là Âm La tông trưởng lão hay không. Thăm dò rõ ràng thân phận, rồi trở về thảo nguyên cho ta và mọi người biết cụ thể. Mấy người chúng ta đều có thể trợ giúp ngươi giúp một tay." Thanh niên gật đầu nói, "Ta biết rồi, người nào thần thông cũng không dưới ta, ta sẽ không mạo muội hành động đâu." Ngân Bào nữ tử mặt mang vẻ ngưng trọng nói, "Do đó, ba người ngay lập tức trở về, Thiên Lan thánh nữ chuẩn bị xử lý xong một ít chuyện sau đó lập tức động thân đi Đại Tấn tìm kiếm Hàn Lập. Đại Tấn Liêu Châu là một trong 108 châu của Đại Tấn, diện tích có thể sắp xếp tiến vào thập Đại Châu đứng đầu, nhưng đáng tiếc đại bộ phận khu vực ở vào khu cực lạnh, hàng năm tuyết động bao phủ, cho nên dân cư thưa thớt. Trình độ giàu có tại tất cả châu quận chỉ có thể bài danh trung hạ mà thôi. Mà Liêu Châu cảnh nội Thuấn Giang thì bài danh đệ nhị Đại Giang, cũng là một trong các số ít sông vào mùa đông không đóng băng, cho nên hàng năm tới lúc này, vô luận là thương nhân buôn bán hàng hóa, hay là người qua đường có việc gấp, đều sẽ ngồi thuyền xuôi dòng. Cái này so với kỵ mã ngồi xe, còn có phần nhẹ nhàng thoải mái hơn. Mà thường cách một đoạn thủy đạo, trên sông đều sẽ có quan thuyền đại tấn dò xét ven sông. Bất quá cho dù quan thuyền có dò xét nhưng khách thuyền nhiều như thế, sông này lại dài như thế, tự nhiên có đông đảo kẻ tuyệt vọng liều mạng, không sợ cái hiểm mất đầu diệt ra, mà bí quá làm liều đánh cướp đội thuyền qua lại. Cho nên trên đội thuyền lớn nhỏ, không thể thiếu một ít tay chân nhanh nhẹn tiêu sư hiểu chút võ nghệ để bảo vệ. Vương Thiết Thương chính là một tiêu sư hộ thuyền như vậy, từ cái tên tự nhiên có thể nhìn ra, hắn ở trên thương pháp cũng có chút công phu. Nhưng chừng đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là, hắn làm tiêu sư hộ thuyền kinh nghiệm thật sự rất phong phú, từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu cho tới nay, đã là hơn 20 năm, từ một thanh niên khỏe mạnh, biến thành một người hỉ nộ không hiện trên mặt, giang hồ lão luyện. Hiện giờ hắn vững vàng đứng ở trên mũi thuyền, nắm tay ấn lên lan can gỗ bên thành thuyền, Đánh giá các đội thuyền qua lại phụ cận, trên mặt không nhìn ra tâm trạng gì. Lần này tùy theo thuyền mà đi, đối với hắn mà nói chỉ là một loại hộ tống rất đối bình thường. Dù có chút đặc thù, chính là nghe nói chủ nhân thuyền là gia quyến của một vị quan viên, bộ dáng cũng có chút lai lịch. Nói đại khái, như vậy đội thuyền mang nửa tính chất là quan thuyền, cho nên phỉ cũng không nguyện trêu chọc, xem như một loại hộ tống tương đối ung dung. Mà chuyến đi này cũng giống như đã được dự đoán, thuyền lớn đi hơn phân nửa lộ trình đều thuận buồm xuôi gió, không hề gợn sóng. Hiện tại hắn đang cân nhắc, lần này chủ nhân thuyền cũng ra tay hào phóng vô cùng, cấp bạc đủ có thể đưa cho thê nhi trong nhà mua hơn vài sấp vải tốt, làm thêm vài món quần áo đẹp. Nghĩ đến cảnh này, Vương Thiết Thương trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh đại ấu tử chừng 7-8 tuổi, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của nữ tử. Mau đến xem, nơi này có một khối băng thật lớn, bên trong bên trong hình như còn có người. chương 898, trên thuyền, Vương Thiết Thương vừa nghe tiếng kêu thất thanh nọ trong lòng chợt nao nao. Thanh âm hình như phát ra từ nha hoàn ở trên thuyền. Tuy rằng mặt sông Thuấn Giang không phải không có khi ngưng kết thành băng, nhưng trên mặt nước đâu có thấy khối băng nào. Càng huống chi khí trời hôm nay, Vương Thiết Thương không nhịn được ngừng nhìn bầu trời, chỉ thấy vầng thái dương đỏ ửng đang ở trên đỉnh đầu, cho dù trên người chỉ mặc bộ quần áo hơi mỏng. Vẫn thấy hơi hơi nóng, có cảm giác muốn ra mồ hôi, Huống chi ở trong băng còn có người, cho dù nhiều năm đi lại trên giang hồ, chuyện ngược đời như vậy cũng là lần đầu tiên hắn nghe được. Đưa tay vuốt vuốt hai đoạn đoạn thương bằng thép dòng sau lưng, như bị ma xui quỷ khiến, hắn bất giác nhấc chân hướng về nơi thanh âm phát ra, vừa đi đến một bên thuyền, hắn liếc mắt đã thấy tụ tập bảy tám người, có nam có nữ, có nha hoàn, nam phó, thuyền công đang vây thành một đoàn, chỉ chỉ trỏ trỏ, thanh âm trong miệng đều là ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt liếc xéo sang, quả nhiên cách sườn thuyền 4 năm trượng về phía đông, có một vật trắng xóa đang trôi nổi trên mặt sông, trông rất đặc biệt. Ngưng thần nhìn kỹ một chút, quả nhiên là một khối băng trong suốt, bên trong thật sự có bóng người. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là trước kia vì nguyên nhân nào đó mà rơi xuống giữa sông, hiện giờ bị hóa băng nên từ đáy nước nên trôi lên đây. Khuôn mặt vương thiết thương không khỏi lộ ra vẻ giật mình, thì thào lẩm bẩm. Vương huynh, xảy ra chuyện gì? Phía sau truyền đến tiếng bước chân, một tiếng nói khàn khàn vang lên cao huynh đệ người cũng tới không cần quay đầu lại vương thiết thương đã biết người tới sau lưng hắn là lão bằng hữu cộng tác nhiều năm một người tu luyện mấy chục năm ngạnh công hơn nữa quyền cước công phu cũng có chút danh tiếng trong giới tiêu sư ồ trong băng thật là có người đây chính là chuyện hiếm có đây một đại hán dâu quai nón thản nhiên bước tới bên cạnh chép miệng ngạc nhiên nói một người chết cứ cho là kỳ quái cũng chả lạ gì lắm vương thiết thương cười lạnh một tiếng lạnh nhạt nói ra Điều này cũng đúng, người chết tối thiểu khó có khả năng đến cướp thuyền. Đại hán vuốt vuốt sâu mép, cười hắc hắc nói. Các ngươi là hét ẩm ý cái gì chứ? Không biết phu nhân mới vừa nghỉ ngơi sao? Một người trung niên ăn mặc theo lối nho sinh đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy tình hình này sắc mặt hơi trầm xuống, quay về phía mấy nha hoàn khiển trách. Người này chính là Chu Sư Gia, nghe nói là tâm phúc của vị quan gia kia. Chính hắn đã thuê hai người vương thiết thương. Sư Gia, trong sông, Tiểu nha đầu tên gọi họ ăn anh bị khiển trách, hơi rụt rè vươn ngón tay trắng nõn chỉ chỉ lên mặt sông. Chu sư ra nhìn thấy hai người vương thiết thương cũng đứng ở chỗ này vốn đã thấy hơi kỳ quái, thấy tiểu nha đầu nói như thế không khỏi liếc mắt một chút. Kết quả nhìn thấy khối băng cùng bóng người trong băng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh nhướng mày nói. Chỉ là cái người chết thôi, nhìn thêm cũng không được gì, mau giải tán đi làm việc thôi. Chẳng lẽ phải đợi ta đi gọi vương quản ra tới sao? nói đến câu cuối cùng khẩu khí nho sinh bỗng nghiêm khắc thêm vài phần vừa nghe ba chữ vương quản ra mấy người nha hoàn lập tức sắc mặt đại biến lập tức ào ào tản đi còn lại hai ba thuyền viên cũng lén lút rời đi vương thiết thương cùng đại hán liếc mắt trao đổi một cái cảm giác được ở lại chỗ này cũng không phải là chuyện hay muốn cùng nhau bỏ đi nhưng tên đại hán tên gọi cao đại phong khi vừa nhấc chân rời đi chịu không nổi tò mò lại liếc mắt nhìn một chút lên mặt sông nhất thời thân hình bị kiềm hãm trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi sao lại có thể chứ người này còn sống vừa nghe nói thế vương thiết thương cùng chu sư ra cùng giật nảy mình đồng dạng nhìn lại nhưng lại không phát hiện chuyện gì dị thường bóng người kia còn đang ở trong băng vẫn không nhúc nhích nho sinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đại hán liếc mắt một cái không có sai trong băng người nọ mới vừa rồi chớp chớp mí mắt ta thật sự thấy được đại hán khẳng định nói cao huynh đệ sẽ không gạt chúng ta xem ra người nọ thật sự còn sống Vương Thiết Thương không chút nào do dự lựa chọn tin tưởng đồng bạn. Chu Sư ra thấy vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ trong chốc lát sau, vẫn là lắc đầu nói: "Dù người nọ thực sự còn sống, chúng ta cũng mặc kệ, không nên khiến phu nhân cùng tiểu thư gặp chuyện phiền phức, những đội thuyền khác nếu chưa từng nhiều chuyện, chúng ta cũng không phải quan tâm." Vương Thiết Thương nghe xong lời này, trong lòng vẫn không có thái độ tức giận hay bất bình, thoạt nhìn người trong băng thật sự có chút quá quỷ dị, không cho lên thuyền lại đúng với tâm ý của hắn dù sao đi lại lâu trên giang hồ hắn đối với những chuyện quái dị như thế này sự đề phòng so với người bình thường mạnh hơn nhiều nhưng cao đại phong nét mặt lại lộ ra một tia do dự chu sư ra chậm đã cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà ra mẫu cũng luôn luôn có lòng từ bi người này nếu là còn sống trước hết cứu đi lên rồi lại nói sau một thanh âm ngọt ngào đột nhiên từ trong khoang thuyền truyền đến đi ra là một cô gái tú lệ thân mà cầm sam đi theo sau lưng là nha hoàn hoàng oanh vừa mới rời đi không lâu giờ phút này lại ngoan ngoãn cúi đầu một bộ dáng rất nhu thuận xem ra đúng là nàng nói việc này cho cô gái nhị tiểu thư chuyện này không tốt lắm đâu đưa một người xa lạ lên thuyền chu sư ra vừa thấy nàng này cung kính thi lễ nhưng mặt hiện lên vẻ trần trờ không có gì không tốt người này nếu ở trong băng đại nạn mà còn sống gặp được chúng ta coi như là công đức cho nhà chúng ta dù sao trên thuyền phòng chống rất nhiều an bài một chút là được chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy sợ hãi một người sắp chết như hắn sao nàng này nhẹ giọng nói ra trên vầng chán hiện ra thần sắc cương quyết được rồi nếu tiểu thư phân phó như thế ta đây sẽ gọi người đi xuống cứu người nho sinh hơi suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là ôm quyền đáp ứng cầm sam cô gái mỉm cười không nói thêm cái gì nữa mang theo tiểu nha hoàn đi trở về khoang thuyền mà chu sư ra thì lại nhìn khoang thuyền cau mày hai vị cũng nghe thấy rồi xem ra người này đúng là phải cứu chẳng qua khối băng lớn như thế sợ rằng phải phiền toái nhị vị một chuyến chu sư ra cười khổ một tiếng nói ra không sao cả tại hạ cái khác không có chỉ có khí lực là vẫn đủ cao đại phong không để ý nói ra vương thiết thương lại một lần nữa đánh giá khối băng sau đó mới chậm rãi gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề không biết chìm bao nhiêu lâu trong bóng đêm sau một trận đau khiến đầu như muốn nứt ra làm cho Hàn Lập rốt cuộc cũng từ trong mê man thức tỉnh lại. Nhưng hắn chưa mở mắt, trong tai trước hết nghe được chính là thanh âm non nớt của cô gái nào đó. Lão phu tử, người này rốt cuộc lúc nào mới tỉnh lại được. Đã qua hai ngày hai đêm, thật sự không có chuyện gì sao. Tiểu thư vẫn đang chờ hỏi ta về chuyện này. Hừ, người tiểu nha đầu này biết cái gì, lão phu chỉ là hiểu sơ y đạo mà thôi, sao biết hắn lúc nào tỉnh lại nhưng người này chứng bệnh cũng quả thực quá cổ quái, rõ ràng sắc mặt tái nhiệt dọa người là dấu hiệu của mất nhiều máu huyết, nhưng sau khi xem mạch, hết lần này tới lần khác mạch tượng mạnh mẽ dị thường tựa hồ thân thể so với người bình thường còn cường tráng hơn. Điều này thật sự làm cho lão phu nghĩ mãi không thông. Một thanh âm già nua, có chút buồn bực nói, hi hi, ta xem hơn phân nửa là lão phu tử xem mạch sai lầm rồi. Cô gái kia tựa hồ cùng lão phu tử phi thường quen thuộc, mở miệng diễu cợt. Nói bậy, trước kia mấy người các ngươi ai đau đầu nhức óc đều không phải là lão phu xem cho sao chưa từng phát sinh chuyện gì sai lầm có lẽ bệnh người này chính là quái chứng chưa bao giờ gặp qua lão phu cũng không phải đại phu nhìn không ra thì có gì là lạ lão tựa hồ có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên trì đến cùng nói nghe đến đó hàn lập mới cảm giác được chính mình đang nằm ở trên giường dưới thân trải đệm dày trên người chăn bông bóng láng thân thể ấm áp dị thường vô cùng dễ chịu nghe một già một trẻ dùng ngôn ngữ đại tấn nói chuyện Hàn Lập trong lòng an tâm một chút. Xem ra hắn chẳng những được phàm nhân cứu, hơn nữa rốt cuộc cũng vào sâu trong đại tấn. Bất quá, tình cảnh hiện tại của hắn quả thực không ổn rồi. Cơ hồ ngay khi tỉnh lại, hắn dùng thần thức dò so xét tình huống trong cơ thể một lần, kết quả hít vào một hơi, lòng tràn đầy khổ sở. Sau khi thoát được truy tung của thiên lan thánh nữ, thoát ra ngoài vạn dặm, thời gian giải phong cũng tới ngay. Lúc đó hắn ngay lập tức nhảy vào giữa sông, dùng bí thuật giả chết mà đại diễn thần quân truyền cho, đem chính mình giam trong hàn băng sau đó tùy ý cho khối băng trôi xuôi dòng lúc này mới tránh được đuổi giết của đột ngột nhân nhưng hiện tại tình trạng thân thể thật sự hết sức không tốt thậm chí so với tình huống hắn đoán trước còn tệ hơn ba phần chẳng những bởi vì sử dụng quá độ huyết ảnh độn mà làm cho máu huyết cả người mất nhiều khiến thân thể suy yếu vô cùng hơn nữa hao tổn chân nguyên lại càng nghiêm trọng dị thường làm cho tu vi lần nữa rớt xuống mấy tầng rơi đến tiêu chuẩn luyện khí kỳ vì vậy không thông qua năm sáu năm hảo hảo tính dưỡng khôi phục thực sự đừng nghĩ một lần nữa hồi phục tu vi lúc đầu. Hàn lập thầm thở dài, dường như đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng xem xét mấy khẩu phi kiếm trong cơ thể. Kết quả tại trong một khẩu phi kiếm tìm được nguyên thần ngân nguyệt đồng dạng cực kỳ suy yếu đang trầm lắng hôn mê, lúc này mới trong lòng nhẹ thở phào một hơi. Nhưng đệ nhị nguyên anh không về, cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Mặc dù khoảng cách cách nhau quá xa, không cách nào chuyển xác cảm ứng rõ ràng, nhưng hiển nhiên đệ nhị nguyên anh vẫn không bị đột một nhân đại tiên sư tiêu diệt như dự tính, vẫn cứ có một tia liên lạc mơ hồ vô cùng vi diệu, cho hắn biết nguyên anh này vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu là không cách nào trong thời gian nhất định triệu hồi nguyên anh, đối phương một khi có ý thức độc lập với chính mình thì cắn trả là điều trong dự đoán. Duy nhất làm cho hắn không hoảng hốt chính là chỉ cần khôi phục tu vi, đệ nhị nguyên anh tu vi mới chỉ sơ kỳ tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Tìm được đối phương rồi một lần nữa thu phục, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó khăn trong lòng thầm nghĩ như thế rồi đột nhiên ở trong thần thức truyền âm tiền bối ta tại trong băng hôn mê bao lâu mới đến đại tấn phụ cận có đại tấn tu sĩ xuất hiện không à ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy ngươi tại đáy sông phiêu bạt hơn một năm cuối cùng pháp lực trên băng hao hết khối băng mới tự động nổi lên mặt nước chẳng qua hàn tiểu tử tình huống của ngươi thật sự không tốt gì hết cả đại diễn thần quân lên tiếng có chút lười biếng trả lời thân thể của chính mình ta như thế nào không biết tình hình không ổn nhưng lúc này cuối cùng cũng chạy thoát đúng là may mắn trong bất hạnh cũng không có oán giận cái gì dù sao ở dưới loại tình huống ấy cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể từ trong tay tu tiên nguyên anh hậu kỳ thoát đi hàn lập cười cười ngược lại có chút tự đắc nói ra hừ là ngươi nghĩ thoáng bất quá lão phu còn chưa có hỏi ngươi chuyện ngươi có thông linh chi bảo vì sao chưa bao giờ hướng lão phu nói qua không trách được có mấy lần bế quan luyện công, đều là đem Lão Phu đặt ở bên ngoài bế quan. Lão Phu đã sớm muốn tự mình nghiên cứu chính thức thông linh chi bảo. Đừng nói nhảm nữa, đợi một lát tranh thủ đem tiểu đỉnh đưa cho Lão Phu nhìn kỹ một chút. Đại diễn thần quân khẩu khí biến đổi, có chút buồn bực nói. chương 899, Tào Mộng Dung, đưa cho tiền bối nghiên cứu đương nhiên không có vấn đề, bất quá việc này phải chờ sau khi Tu Vi ta khôi phục mới có thể đem đỉnh từ trong cơ thể lấy ra. Hàn Lập bình tĩnh nói, Tốt, nếu đáp ứng, việc này coi như xong, trên thuyền có một vị tu tiên giả, nhưng bất quá chỉ là tiểu nha đầu luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3, căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi lưu ý một chút là được." Khẩu khí đại diễn thần quân dần trở nên hòa hoãn, sau đó không nói gì thêm. Luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3. Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, nhưng vẫn mở ra hai mắt. "Di, lão phu tử, người này tỉnh rồi." Hàn Lập liếc mắt một cái, thấy ngồi trước giường mình là một cô gái thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi, vừa thấy mình mở mắt, nhất thời mừng rỡ kêu lên. Nàng làn da trắng nón, mặt tròn mắt to, tạo cho người ta cảm giác đáng yêu. Ân, lão phu tự nhiên thấy được, mà ở trên một cái ghế bên cạnh cô gái một lão giả áo xám đang ngồi, tầm hơn 60 tuổi, mặt mũi hiền lành, đang bất động thanh sắc đánh giá hắn. Lão phu tử, người nói chuyện cùng hắn, ta đi thông chi tiểu thư, không chờ hàn lập mở miệng hỏi cái gì, cô gái líu díu nói một câu với lão già, thân mình tựu như chớp chạy đi ra ngoài. Hàn lập không khỏi ngẩn ra, a à, à, nhà đầu kia tính tình như vậy, công tử xin đừng trách. Lão khẽ lắc đầu, hướng hàn lập ôn hòa cười, không dám, là hai vị cứu tại hạ sao, nơi này là nơi nào. Các hạ là, hàn lập đồng dạng cười đáp lại, ngồi dậy chậm rãi hỏi. Nơi này là trên mặt sông Tuấn Giang, người giữa sông sinh tử chưa biết, được nhị tiểu thư nhà của ta kêu người cứu lên mà lão phu tên là Hà Văn, là một gia sư của phu nhân. Lão già cười hiền lành, gật đầu nói, thì ra là thế, tại hạ họ Hàn, nhất định phải hướng vị tiểu thư này đa tạ ân cứu mạng. Hàn lập nhẹ thở ra một hơi, chắp tay nói, tiểu thư nhà ta đích xác là tấm lòng Bồ Tát, nhưng người gặp nàng cũng là do cơ duyên, chẳng qua Hàn công tử có thể nói rõ vì sao lại xuất hiện ở trong băng, hơn nữa còn chưa bỏ mạng. Lão phu cảm thấy rất hứng thú, lão già mặt mang nét cười nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú. Cái này, hàn mỗ không muốn dùng lời nói hão lửa gạt phu tử. Nhưng đích xác có nỗi khổ không tiện cho biết, hàn lập do dự một chút cuối cùng vẫn nói thẳng ra. Cũng không có vấn đề gì, ai cũng đều có chuyện không tiện nói ra. Lão già lại độ lượng vô cùng, khoát khoát tay bộ dáng không thèm để ý chút nào. Ngay tại lúc này, thiếu nữ mặt tròn hoạt bát kia lanh lợi đi đến. Phu tử, tiểu thư để cho vị công tử này lẳng lặng tu dưỡng, những chuyện khác đều chờ sau này rồi lại nói cô gái một bên trong miệng vừa nói một bên tò mò đánh giá hàn lập hàn lập phát hiện hướng nàng cười cười kết quả tiểu nha hoàn sắc mặt ửng đỏ cúi đầu hơn nữa tâm niệm chuyển động thầm suy nghĩ người này thoạt nhìn một điểm không có gì nổi bật cùng một ít bằng hữu trước kia của tiểu thư so ra kém vô cùng xa nhưng không biết tiểu thư tại sao lưu tâm người này như thế nếu tiểu thư phân phó công tử mới vừa tỉnh lại vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi lão phu trước hết cáo từ, lão già đứng dậy cáo từ. Hàn lập tự nhiên trong miệng nói một phen cảm tạ, trông theo lão già mang theo cô gái đi ra khỏi phòng. Khi hàn lập chỉ còn một thân một mình, lập tức nhìn lên nóc nhà trầm ngâm, sau một lúc lâu, mới khẽ thở dài, trong hai ngày tiếp theo, trừ bỏ có người vú giả đưa tới một ngày ba bữa cơm ra, cũng không có người khác đến đây quấy dày, điều này làm cho hàn lập tương đối hài lòng, nắm chặt thời gian dùng đan dược tính tọa tu luyện về phần tiểu nha đầu luyện khí kỳ hai ba tầng mà đại diễn thần quân từng nhắc đến hàn lập dùng thần thức hơi cảm ứng một chút cũng phát hiện nữ tử kia là một nữ tử tuổi còn trẻ dung nhan tú lệ từ cách mọi người xưng hô đối với nàng đúng là vị nhị tiểu thư đã cứu chính mình đi lên khỏi khối băng theo như hàn lập phòng đó ân xem ra nàng này hẳn là phát hiện thân phận tu sĩ của hắn mà thông qua dình coi người trên thuyền tán dóc hàn lập cũng biết đại khái tình hình của thuyền này người trên thuyền tựa hồ là gia quyến của vị huyện úy họ tào bởi vì thuyên chuyển đi vội vàng, cho nên chính mình đi trước một bước nhậm chức, mà gia quyến thì chậm rãi đi sau, nhưng chính thức quan quyến cũng chỉ bất quá có mấy người mà thôi, một vị nguyên phối phu nhân, hai người thiếp thất, còn có ba gã công tử tiểu thư. Vị này nhị tiểu thư thì do nguyên phối phu nhân sinh ra, nghe nói từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh nên ký dưỡng tại chỗ nữ quan một đoạn thời gian, mấy năm gần đây mới trở về trong nhà. Hai người khác đều là thiếp thất sinh ra, một vị là đại tiểu thư đã tới rồi tuổi kết hôn, Sớm đã đính hôn xong, lập tức sẽ phải gả cho người ta. Còn có một vị tam công tử, tuổi gần 11-12 tuổi. Còn có mấy người có điểm thân phận khác là đám người vị Hà phu tử, Chu sư gia và vị Vương quản gia mặt lúc nào cũng lạnh như băng, chuyên môn phụ trách quản lý tất cả nha hoàn người hầu. Mà tiêu sư trên thuyền là hai người Vương Thiết Thương, bất quá, Hàn Lập hơi vừa để ý đã phát hiện. Không chỉ có vị nhị tiểu thư kia là một tu tiên giả cấp thấp, mà vị vương quản gia trên người cũng có chân khí lưu động không hề kém có thể so với công phu giang hồ. Mà trong đám tôi tớ kia, cũng có mấy người động tác mạnh mẽ, trên người ẩn hàm sát khí, tựa hồ cũng không phải người bình thường, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng sau khi biết rõ ràng tình hình trên thuyền, Hàn Lập đã đem thần thức thu hồi, không còn để ý tới tự động tu luyện. Hai ngày sau, vị nhị tiểu thư kia quả nhiên phái tiểu nha hoàn thỉnh Hàn Lập qua một chuyến, tự nhiên Hàn Lập sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc ở một gian phòng lớn bên trong thuyền cũng được diện kiến nữ tử này. Nàng này vừa thấy Hàn Lập, phất tay đuổi lui những người khác, sau đó mới hướng Hàn Lập cười cười. Hàn Huynh cũng là người trong đạo môn đi, tiểu muội tào mộng dung, môn hạ đệ tử huyền ngọc đạo. Không biết Hàn Huynh là môn hạ phái nào, nàng này khách khí dị thường nói ra, tại trong mắt nàng, trên thân Hàn Lập vừa không có ma khí Phật Quang, cũng không có nho môn hạo nhiên chi khí, tự nhiên chỉ có thể là người trong đạo môn. Huyền Ngọc Đạo hàn lập chân mày giật giật cũng chưa từng có nghe nói qua tên này bất quá việc này cũng bình thường chưa bỏ thập đại chính môn thập đại ma tông ra những môn phái đại tấn khác hắn biết đến đều là ít đến đáng thương bổn môn chỉ là vô danh tiểu phái ở liêu châu hàn đạo hữu không biết cũng không ngạc nhiên tào mộng dung thấy hàn lập bộ dáng ngần ngừ cười khẽ giải thích nói tào đạo hữu quá khiêm nhường hàn mỗ chỉ là một tán tu mới vừa tiến vào đại tấn tu tiên giới không lâu vốn đối với các tông môn không quen thuộc thực làm cho đạo hữu chê cười. Hàn Lập ôm quyền, làm ra một bộ dáng xấu hổ. Nguyên Lai like Hàn huynh mới vừa xuất sơn, tiểu muội cũng đồng dạng mới rời đi sư môn không lâu. Chẳng qua bổn môn Nick xác chỉ là một tiểu phái mà thôi. Nhưng thật ra Hàn huynh tuổi còn trẻ như thế mà tu vi đã tinh xảo như vậy, thật sự là việc đáng mừng. Tào Mộng Dung đôi mắt sáng sáng ngời, thản nhiên nói: "Không có gì, tại hạ cũng là may mắn mà thôi. Từng có một điểm cơ duyên" Nếu không cũng không đi đến một bước này. Hàn Lập chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời, nữ tử thấy Hàn Lập không muốn nói tỉ mỉ, đành mỉm cười, không tiếp tục hỏi tới việc này mà chuyển đề tài. Hàn huynh như thế nào sẽ ở trong nước bị Hàn Băng phong thể? Chẳng lẽ tao ngộ cường địch? Ưm, ừ, cũng không sai biệt lắm. Hàn Mộ còn phải đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp đấy chứ. Hàn Lập cười khổ một tiếng, không muốn nói kỹ chuyện này. Việc nhỏ thế này cũng không tính là cái gì, kỳ thật tiểu muội cũng nhìn ra hàn huynh cho dù không cần ra tay cứu giúp không qua bao lâu cũng sẽ băng hóa thoát thân chỉ là trôi nổi như vậy ở trên mặt sông thật sự có chút kinh thế hãi tục cho nên tiểu muội cũng nhiều chuyện hơn nữa chúng ta tiểu phái cùng tán tu vốn nên giúp đỡ nhau nàng này nghiêm sắc mặt nói nghe xong lời này hàn lập gật đầu không nói gì thêm được rồi không biết hàn huynh khôi phục như thế nào nếu là không chê có thể ở trên thuyền đợi mấy ngày tiểu nữ tử đang muốn ở trên phương diện tu luyện xin đạo hữu chỉ điểm một chút. Tại hạ nhất thời cũng không có việc quan trọng đợi mấy ngày cũng không sao. Nhưng chuyện chỉ điểm là nói quá rồi, có thể gọi là cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Hàn lập trầm ngâm một chút, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, lại không có cực tuyệt mà đáp ứng yêu cầu, tào mộng dung nghe vậy mừng rỡ. Năm đó nàng này bởi vì tư chất có hạt, rời đi sư môn tương đối sớm, cũng không có được truyền thụ pháp thuật cao thâm gì, hiện tại có thể được một người rõ ràng tu vi hơn xa của nàng như hàn lập chỉ điểm tự nhiên là chuyện tốt cầu cũng không được vì vậy sau khi ước định thời gian hàn lập cùng nàng này nói chuyện trong chốc lát sau rồi khách khí cáo từ rời đi hàn tiểu tử người sao đáp ứng lưu lại không muốn nhanh chóng tìm một chỗ linh mạch khôi phục pháp lực đại diễn thần quân vừa chờ hàn lập về tới phòng không nhịn được hỏi chỗ linh mạch chắc chắn phải đi tìm kiếm nhưng những linh địa này khẳng định bị tông môn lớn nhỏ đại tấn chiếm cứ rồi hơn nữa đại tấn tu tiên giả tựa hồ so với ta đoán trước nhiều hơn nhiều lắm lấy tu vi hiện tại của ta đi ra ngoài sông loạn thật sự mạo hiểm ta cũng không muốn khi không có sức bảo mệnh lại mất mạng ngớ ngẩn trên đường hàn lập tỉnh táo nói ra nga vậy ngươi chuẩn bị là trên người của ta mang đan dược cũng đủ dùng hơn nữa còn có nhiều loại linh nhãn vật đủ để có thể trong một năm khôi phục chút cơ kỳ tu vi khi đó lại đi tìm phương pháp giải trừ sát khí cũng không muộn về phần nàng này mặc dù thoạt nhìn có chút tâm cơ nhưng là tu vi còn thấp cũng không có ác ý gì vừa lúc mượn hiểu biết của nàng về đại tấn tu tiên giới chuẩn bị cho hành động sau này đã tới đại tấn rồi cũng không ngại gì chờ một hai năm hàn lập từ từ nói ra tùy ngươi nhưng thời gian của ta không nhiều lắm kéo dài thêm mấy năm ta sợ không được chứng kiến tâm huyết của mình dù sao thu thập những tài liệu kia cũng cần không ít thời gian đại diễn thần quân tựa hồ có chút lo lắng tiền bối yên tâm song song với tìm kiếm phương pháp giải trừ sát khí ta sẽ bắt đầu lưu tầm tài liệu bất quá phương pháp tốt nhất vẫn là mượn thực lực một phái nào đó giúp chúng ta thu thập như vậy mới có thể bớt đi không ít thời gian hàn lập tựa hồ trong lòng hiểu rõ chậm rãi giải, giải thích nói mượn như thế nào nơi này không phải thiên nam cái danh hàn trưởng lão của ngươi ở chỗ này sợ rằng chả sử dụng được tông môn lớn một chút sẽ không để ý tới ngươi tiểu tông tiểu phái vừa lại không có thực lực đi làm việc này. Dù sao tài liệu chúng ta muốn, không có thứ nào mà không phải là vật thế gian khó tìm. Đại diễn thần quân tựa hồ rất không xem trọng phương pháp này. Phương pháp cụ thể, còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có lẽ không cần chúng ta tìm, cơ hội cũng đưa tới cửa. Hàn lập tự diễu trả lời, lúc hắn không còn cùng đại diễn thần quân nói chuyện, tay từ trong túi chữ vật cầm một bộ trận kỳ, tại bốn phía bày ra một cái cấm chế đơn giản, người ngồi trên giường, ăn vào một viên đan dược, khoanh chân tĩnh tỏa. chương 900, ác khách, bên dưới Liêu Châu Ngũ Nguyên Phủ, ở phía tây có một tòa thành nhỏ an bình. Có hai nữ tử mặc thanh sam đạo bảo dáng đi yểu điệu, sánh vai nhau đi lên một ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Cước bộ của các nàng lập loè bạch quang, ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, người hướng về phía trước như không dùng chút lực nào phiêu hốt bay xa vài trường. Bởi vì mặc trường bào, các động tác nhỏ diễn ra trong một phạm vi rộng, từ xa nhìn lại hai nữ tử trông như đang bay lên trời vậy, tư thế cực kỳ ưu mỹ. Lỗ sư tỷ, lần này thật sự sư phụ không xuất thủ hỗ trợ sao? Chỉ dựa vào chúng ta cho dù có thêm tào sư muội, chỉ sợ không đối phó được người tê linh tông đó. Người kia là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, nghe nói được trưởng môn tê linh tông rất coi trọng, mà chúng ta một người là tầng 6, một là tầng 7, hợp lực lại cũng có thể đánh một trận, nhưng nếu đối phương có người giúp đỡ, chúng ta sẽ không là đối thủ. Nếu thua, Tào sư muội sẽ không được nhúng tay vào việc cứu người, mà người hắn phải cứu chính là tội phạm quan trọng của quan phủ. Chỉ sợ họa này sẽ đến với cha của Tào sư muội. Nữ tử thanh tú ước chừng 17-18, giọng có chút buồn bực hướng sang một nữ tử lớn tuổi hơn nói: "Nếu như vậy cũng không có biện pháp, tông môn tu tiên chúng ta không quan hệ với những việc của quan phủ. Tào sư muội đối với Huyền Ngọc chúng ta chỉ là ký danh đệ tử, sư phụ chỉ truyền thụ cho nàng một chút pháp thuật thô thiển." tại phương diện này ta không nói thêm gì nữa. Dù sao bản thân quan phủ cũng cung phụng không hề ít những tán tu thấp tầng, để họ cùng xử lý các sự vụ. Nhưng lần này tên tê linh tông đó, người hắn cứu có quan hệ rất sâu xa, hơn nữa hắn đã biết tào sư muội cùng bổn môn có quan hệ, lại tự mình tìm tới cửa, phái huyền ngọc chúng ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng sư phụ đã lấy cớ là ký danh đệ tử, không trách phạt chuyện của tào sư muội làm cho người nọ tự mình đến xử lý. Người nọ đi rồi, sư phụ lập tức gọi hai người chúng ta đến, chỉ rõ ràng tất cả về người đó, hắn đã dùng phương thức khiêu chiến bước tào sư muội rời đi. Sư phụ biết rõ chúng ta cùng tào sư muội quan hệ không hề đơn giản, nên chúng ta sẽ thông chi cho sư muội biết. Chẳng phải ý định làm cho hai người chúng ta trợ giúp sư muội một tay sao? Nếu không, rõ ràng đã dùng linh điểu đưa tin tức đến cho sư muội, cần gì phải cho chúng ta đi một chuyến? Dư sư tỷ các nàng ấy tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng không cùng một sư phụ với chúng ta, cùng tào sư muội quan hệ cũng bình thường, nên sẽ không vì thế mà ra tay đắc tội với người khác. Sư phụ cũng coi như đã hết sức, dù sao tê linh tông cùng huyền ngọc phái chúng ta cũng có chút giao tình, làm trưởng bối, nàng thật sự không thể trực tiếp xuất thủ một cách thiên vị được. Một nữ tử tướng mạo dịu dàng, cũng thở dài nói. Ta nhớ rõ tào huyền úy trước đây khi nhậm chức tại đạo quan phụ cận, tựa hồ là một vị quan không tồi, đối với sư phụ các nàng cũng thật cung kính. Nếu bởi vậy mà bị liên lụy thì thật là tai bay vạ gió nữ tử trẻ tuổi bộ dáng có chút không đành lòng nói. Vạn nhất thật sự như thế, cũng chẳng có biện pháp nào. Cũng may tội làm phạm nhân trốn thoát, hắn thân là huyền úy nhưng không phải là quan viên trực tiếp phụ trách. Cùng lắm là mất chức quan, tội không đến phải chết. Bất quá, tào sư muội có nhã hưng quá đi, đã biết tin tức này, sao còn hẹn chúng ta tại địa phương này, chẳng lẽ là có đối sách. Nữ tử nhiều tuổi có chút trầm ngâm, trần trừ đứng lên. Sư tỷ cần gì phải hao tâm tốn sức trong chốc lát tới đỉnh núi, gặp mặt rồi hỏi không phải là rõ ràng sao. Nữ tử nhỏ tuổi mỉm cười đứng lên nói, sư muội nói cũng đúng, nữ tử lớn tuổi gật đầu nói. Sau đó hai nữ tử gia tăng cước bộ, chừng bữa cơm công phu, cuối cùng hai người cũng tới đỉnh núi, kết quả không hẹn mà cùng kêu khẽ một tiếng. Nơi này không lớn, chỉ có hơn trăm trượng mà thôi, nhưng tại đỉnh núi lại xuất hiện một gian nhà tranh. Phía trước gian nhà tranh, có một tòa thạch đình đơn sơ, bên trong có một đôi nam nữ vây quanh chiếc bàn, ngồi trên những chiếc ghế cũng bằng đá đang nói chuyện gì đó. Nam tử khuôn mặt bình thường, hơn nữa còn có chút tái nhợt vô huyết, nữ tử tướng mạo tú lệ, bộ dáng cung kính ngưng thần chăm chú lắng nghe. Hai nữ tử vừa mới xuất hiện trên đỉnh núi, nam tử kia lập tức nhận ra cái gì đó, đình chỉ những lời định nói, xoay người nhìn lại đây, tào đạo hữu xem ra người ước hẹn đã tới rồi, nam tử mỉm cười nói, đồng thời đứng lên đi tới, hai vị sư tỷ tới rồi, thật sự là quá tốt, nữ tử vừa nhìn lại lập tức sắc mặt lộ vẻ vui mừng chuyển thân nghinh đón khí sắc sư muội thật không tồi di hình như tu vi muội tinh tiến thêm một tầng thật sự là một việc đáng mừng nữ tử lớn tuổi mặt vui vẻ cười khanh khách nói sau đó cẩn thận đánh giá người ở đằng sau vị sư muội nhưng không khỏi có chút ngoài ý muốn ta cũng vậy trước đó vài ngày mới có đột phá so với hai vị sư tỷ ta còn kém xa lắm tào sư muội hé miệng mỉm cười Đồng dạng phi thường cao hứng nói: "Tào sư muội, vị đạo hữu này ở tông môn nào thế, tu vi lại cao như vậy, giống như cảnh giới tầng 10 vậy." Nữ tử trẻ tuổi tò mò đánh giá nho sam nam tử đằng sau. Bỗng nhiên kinh ngạc hỏi Han: "Vừa nghe lời ấy, nữ tử lớn tuổi tâm lý có chút chấn kinh, dụng thần thức đảo qua phía sau, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Tại Hạ Hàn Lập, là một tán tu mà thôi, đang ở tại nhà Tào cô nương làm khách mà thôi." Hàn Lập ung dung nói: "Thì ra là vậy." Xem ra sư muội trấn định như vậy, nguyên lai like có Hàn huynh là cao nhân tỏa trấn ở đây, vị Ngô Hiểu Vũ kia có đến cũng chỉ tự mình chuốc khổ mà thôi." Nữ tử lớn tuổi sắc mặt vui mừng nói, "Hai vị sư tỷ mời ngồi, chúng ta chậm rãi bàn bạc." Hàn huynh mặc dù là tán tu, nhưng trên con đường tu đạo lại có kinh nghiệm phong phú. Tiểu muội trong thời gian ngắn như thế đột phá bình cảnh, thật sự là chịu ơn Hàn huynh chỉ điểm rất nhiều. Sau khi tào mộng dung mời hai nữ tử vào đình, mới cười giải nói, "Ồ, hai người chúng ta cũng phải nhờ hàn đạo hữu nhiều. Vừa ngồi xuống, nữ tử lớn tuổi đang muốn nói vài câu khách sáo, đột nhiên một trận thét dài từ chân núi chuyển đến, thanh âm hùng hậu vang dội. Người nọ đến đấy, hắn như thế nào mà tới nhanh như vậy? Hai nữ tử cả kinh đồng thời đứng lại nhìn, hai vị sư tỷ không cần kinh hoàng là ta hẹn người này tới, vị ngô đạo hữu này mấy ngày trước tới tìm tiểu muội Sau khi được hàn huynh đồng ý, ta đã cố ý hẹn hắn đến đây trong lòng đã có dự tính nên sắc mặt tàu Mộng Dung không có gì sợ hãi nói. Thì ra là thế, hai người chúng ta tuy kiêm trình chạy đi, vẫn tới chậm một bước. Nữ tử có chút ngoài ý muốn đứng lên, nhưng trong lòng có chút an tâm. Dù sao một vị tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10, đủ để ứng phó với khiêu chiến của một tu sĩ tầng 8. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang theo cơn gió sông lên, ẩn ẩn trong đó có hai bóng người đứng song song. Phi hành pháp khí, hắn sao lại có loại pháp khí này, tên còn lại là ai kia? nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy một cảnh này, thất thanh kêu lên. Tào Mộng Dung cùng nữ tử kia trao đổi một cái liếc mắt, đồng thời thấy trong mắt đối phương sự lo lắng. So với các loại hình pháp khí mà nói, phi hành pháp khí đích thực là rất thưa thớt. Cho dù là phi hành pháp khí phổ thông giá cả cũng hơn xa trung giai pháp khí của tu sĩ. Tu tiên cơ sở như các nàng thì nào có linh thạch để mua trung giai pháp khí. Có thể có một kiện phổ thông pháp khí, cũng phần lớn là do sư môn ban cho nếu không thể tiến dai nhanh phỏng chừng cả đời cũng chỉ có thể có một kiện pháp khí mà thôi phổ thông tu sĩ mà được ban phi hành pháp khí khẳng định đều là người rất có lai lịch đối với tiểu tông môn như các nàng mà nói cũng vô cùng khó khăn hai người kia khí thế hung hãn xuất hiện tại đỉnh núi hàn lập thản nhiên liếc mắt một cái thần sắc không đổi hiện tại kể từ khi hắn được tàu mộng dung cứu đã là sự tình của 6 tháng trước không biết rằng thương thế không nghiêm trọng đến như vậy có những loại đan dược đem lại hiệu quả vượt trên sự mong đợi. Dành hơn nửa năm thời gian, Hàn Lập đã đem đại bộ phận nguyên khí bổ sung, làm cho tu vi âm thầm trở về chúc cơ kỳ cảnh giới. Tuy nguyên khí của hắn vẫn đang thương tổn nghiêm trọng, máu huyết hơn phân nửa chưa bổ sung hoàn toàn, nhưng tại tu tiên giới vẫn có thể tự bảo vệ mình. Tất nhiên lấy tu vi của Tào Mộng Dung, tự nhiên không thể nhìn ra những biến hóa kinh người mà hắn che giấu. Trong khoảng thời gian khi hắn ở tạm gần đây, nàng thường xuyên tìm đến hắn hỏi về những chỗ khó hiểu trong tu luyện mà nàng không biết làm thế nào. Lấy kinh nghiệm tu luyện nguyên anh trung kỳ của Hàn Lập, chỉ cho tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên là dùng dao mổ trâu mà giết gà. Thường là chỉ nói mấy câu, khiến cho nàng bừng tỉnh, bỗng nhiên đốn ngộ. Làm cho Tào Mộng Dung hưởng lợi rất nhiều, nên đối với Hàn Lập càng cung kính, đặc biệt chờ đợi Hàn Lập chỉ điểm, nàng đã hoàn thành xong luyện khí kỳ tầng 3 rất mong chờ tiến giai nhanh chóng lên tầng 4, nên đã âm thầm chuẩn bị làm lễ đệ tử. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, một chút khác thường cũng không có. Nhưng trong lòng đã có sự chuẩn bị, chờ tiếp qua hơn một tháng nữa sẽ rời đi ngay. Dù sao trong mấy tháng này, hắn cũng từ miệng nữ tử này mà có hiểu biết đại khái về đại tấn tu tiên giới. Nói chung cũng không phải mắt nhắm mắt mở mà đi. Về phần đan dược của luyện khí kỳ, hắn mặc dù có một chút, nhưng sẽ không ở thế suy yếu thế này mà dễ dàng vì tiện đưa cho người khác. Dù sao sự tình giết người đoạt bảo, ở đại tấn tu tiên giới đồng dạng nhiều không đếm xuể, thậm chí so với thiên nam còn loạn hơn vài phần. Nhưng mấy ngày trước đây, Tào Mộng Dung nhận được tin tức của sư môn. Nàng cả kinh, tự nhiên tìm đến Hàn Lập, vừa nghe đối thủ là huyện khi kỳ tầng 8, hơn nữa không phải là sinh tử báo thù, Hàn Lập liền không chút do dự đáp ứng thay nàng ra tay. Làm xong việc này, sẽ là một cơ hội tốt để lấy cớ ly khai. Mà trước mắt sông lên đỉnh núi tới hai gã nam tử, tuy rằng pháp khí chói mắt, nhưng Hàn Lập trong mắt thấy rất rõ ràng, chẳng qua là một gã luyện khí kỳ tầng 8 cùng một gã tầng 11 mà thôi, tự nhiên không để trong lòng. Ngay khi ba nữ tử đều lộ vẻ kinh ngạc, sợ hãi, hắn lại chậm rãi bước ra ngoài đình, nhìn lại không chung, thong dong nói: "Tại Hạ Thai Tào đạo Hiếu trợ quyền, hai vị ai xuất thủ thì ta luận bàn một chút, hay là tất cả cùng lên một lượt đi." "Hừ, may mắn tại hạ đến đây, nếu không ngô sư đệ gặp phiền toái rồi." Gương mặt các hạ đích thực xa lạ, tu vi cũng không kém nhưng một người hoàng mỗ cũng đủ để đối phó rồi. Đồng loạt lên đi, không đến lúc thua lại lấy cớ. Quang đoàn trên không trung rơi xuống mặt đất, hào quang chợt lóe, hiện ra hai người. Trong đó có một trung niên nhân hai mắt ti hí, cầm trong tay pháp khí có hình dạng là một tấm ván gỗ, không khách khí nói. Bên cạnh có một gã đại hán ngoài 30 tuổi, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Hàn Lập. Xem ra chính là Ngô Hiểu Vũ, Mã Ngọc Lâm, tại sao là ngươi, ngươi là chấp pháp đệ tử của Tê Linh Tông, có thể nào tùy tiện cùng người khác giao đấu? Nữ tử lớn tuổi sắc mặt đại biến, cất tiếng chất vấn. Xem ra lỗ tiên tử không biết rồi, tại hạ cũng không phải là ngoại nhân. Mô sư để cùng tại hạ có chút quan hệ họ hàng. Thay mặt xuất thủ, không hề vấn đề gì chứ? Trung niên nhân mặt không đổi sắc, cứng nhắc nói, vừa nghe những lời ấy, vị lỗ sư tỷ lời nói đột nhiên ngừng lại. Nữ tử trẻ tuổi mặt hiện lên vẻ lo âu, tao mộng dung âm tình bất định, đồng dạng không biết nói cái gì cho phải chúng ta lập tức bắt đầu đi. Luận bàn kết thúc, tại hạ còn có việc khác cần hoàn thành gấp. Ngừng mặt nhìn trời, lại nhìn trung niên nhân đối diện, hàn lập vẻ mặt cười mà như không nói, sau đó từng bước tiến lên. Trung niên nam tử kia thấy vậy, cười lạnh một tiếng, khoát tay đem pháp khí tấm ván gỗ kia thu hồi, tay kia cho vào túi chữ vật lấy ra một tiểu xoa mỏng màu vàng. chương 901, Đại hội Tham Vương, nhìn hai người muốn động thủ, những người khác lập tức lùi lại vài bước đứng xem các tu sĩ luyện khí kỳ đánh nhau đối với bọn họ mà nói là một chuyện khó gặp. Nhưng với Hàn Lập, đối phó với một tên luyện khí kỳ thật không có gì hứng thú, chỉ chắp tay sau lưng thản nhiên chờ đối phương xuất thủ. Tên trung niên Mã Ngọc Lâm kia nhìn thấy bộ dạng xem thường của Hàn Lập thì đại nộ. Hắn không nói hai lời, thôi động tiểu xa, trong miệng lại lẩm bẩm pháp quyết. Một lát sau, tiểu xoa có chút rung động, sau đó thì linh quang phóng xuất, đột nhiên hóa thành một đạo hoàng mang phóng đến Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc không đổi, Hắn vốn cũng không có ý tứ dùng pháp khí, vung tay lên, mười mấy đạo phù lục đồng thời từ ngón tay bắn ra sau đó hóa thành mười mấy đạo hỏa cầu liên tiếp bắn tới. Mã Ngọc Lâm thấy cảnh này không khỏi cười lạnh, phong xoa này là một trung giai pháp khí hắn được sư môn ban tặng, như thế nào có thể bị đám hỏa cầu này ngăn chặn. Mặc dù nghĩ thế nhưng hắn vẫn không muốn va chạm trực tiếp tránh tổn thương pháp khí, hai tay lại bắt quyết, hoàng quang đột nhiên chuyển hướng vẽ thành một đường vòng cung quanh đám hỏa cầu, muốn từ một bên công kích đối phương hàn lập cười nhẹ tiện tay điểm một chỉ vào không khí đám hỏa cầu lập tức tập trung lại thành một đám hỏa vân sau đó hóa thành một con hỏa mãng hồng mang lóe lên trong chớp mắt hỏa mãng đã quấn chặt lấy phi xoa mã ngọc lâm kinh hoàng vội vận toàn bộ linh lực điên cuồng đưa vào pháp khí muốn đưa phi xoa thoát ra nhưng hoàng mang chỉ giấy dụa được một lát sau đó hỏa mãng siết lại ngày càng chặt linh quang phi xoa trong nháy mất ảm đạm hẳn sau đó một vài âm thanh trầm thấp vang lên pháp khí đã đến cực hạn sắp bị phá hủy dừng tay, đạo hữu pháp lực cao cường, Mã Mỗ nhận thua, hắn cảm thấy không ổn, không muốn nhìn pháp khí của mình bị hủy nên lập tức nhận thua. Hàn Lập nghe thế cười nhẹ, điểm một chỉ lên trời, hỏa mãng xoay một vòng bạo liệt thành một đám lửa, sau đó biến mất. Hàn Lập không phí chút sức mà đánh bại đối thủ, điều này khiến Tam nữ vừa mừng vừa lo. Mà Ngô Hiểu Vũ đối diện, nhìn khuôn mặt sư huynh mình thì thào: "Mã sư huynh, việc này, được rồi, Ngô sư đệ" Ta ngay cả liên hoàng phượng xoa cũng đã xuất ra nhưng cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể trách mệnh thôi." Thanh âm mã ngọc lâm vang lên cắt ngang lời nói của đại hán, hắn thu hồi pháp khí, kiểm tra lại, thấy không hào tổn gì mới an tâm một ít, nhưng đối với thần thông của Hàn Lập lại sợ hãi vô cùng, đương nhiên không muốn tiếp tục tranh đấu. Ngô Hiểu Vũ nghe sư huynh nói thế, tuy trong lòng không phục nhưng đến sư huynh đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 10 mà cũng không đánh lại, hắn hiển nhiên không làm được gì. Phía dưới cũng không còn ai lên tiếng hai tên đệ tử lợi linh tông hầm hực hạ sơn mà tam nữ tào mộng dung lại vây lấy hàn lập hỏi về màn biểu diễn vừa rồi hàn lập vì tiện tìm một lý do khéo léo giải thích lại giảng giải một chút kỹ thuật tiểu xảo thi triển pháp thuật hàm hồ ứng phó nhưng sau đó lại có hai người xin hàn lập chỉ điểm những chỗ khó hiểu trong công pháp của mình hắn cũng đành chú tâm giảng giải một chút thoáng cái trời đã đến tối tam nữ vẫn còn luyến tiếc không muốn rời đi một thời gian sau tam nữ lại đến đó nhưng trong gian nhà tranh lúc này đã không còn ai, chỉ còn lại một phong thư. Tào Mộng Dung nhìn phong thư không khỏi giật mình, Hàn Lập dùng cách này để từ biệt khiến trái tim thiếu nữ trống rỗng, có chút khó chịu. Hai vị sư tỷ của nàng tựa như nhận ra điều gì, quay sang nhìn nhau. Tại một địa phương khác, Hàn Lập đang chậm rãi phi hành, thần thức lại đang trò chuyện với đại diễn thần quân. Hàn Tiểu Tư, phải chăng ngươi muốn đến Giang Lăng Phủ Khai mở phùng ra mật quật? Đại diễn thần quân hỏi, tất nhiên, Công hiệu của ngũ quỷ tỏa thần không hiểu tại sao biến mất, lúc này ta đành phải tìm công pháp Phật môn giải trừ sát khí, việc này như là gai trong mắt ta, nếu không giải quyết thì không cách nào an tâm khôi phục pháp lực. Hàn Lập lo lắng trả lời, ta khuyên người đừng nên quá hy vọng, ta thực sự không tin được một tiểu gia tộc Phật tu có thể có công pháp cao dài giải trừ sát khí. Đại diễn thần quân ném cho Hàn Lập một gáo nước lạnh. Điều này ta tất nhiên hiểu rõ, nhưng mật quật phùng ra là chuyện dễ dàng xử lý nhất lúc này, còn nếu vẫn không thành công thì đành phải đến phật gia tông viện một chuyến lấy tu vi hiện tại của ta tuy có chút khó khăn nhưng không phải chuyện lớn hàn lập nhăn mặt chậm rãi nói hừ ngươi sau khi tu vi bị tụt giảm nhiều chuyện đơn giản cũng trở nên khó khăn nếu ngươi còn giữ tu vi nguyên anh trung kỳ trực tiếp đi đến phật tông mấy tên chọc kia không chừng trực tiếp cấp cho ngươi đại diễn thần quân lầm bầm hàn lập nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ phật tông nghe nói là vô cùng bài ngoại cho dù là nguyên anh trung kỳ tu vi cũng thế Phật giáo tông môn sao có thể dễ dàng truyền thụ công pháp cao cấp của mình cho người ngoài. Hiện tại nếu thất bại ở phùng gia, hắn cũng chỉ còn biện pháp lẻn vào Phật môn tìm cơ hội đánh cắp. Bất quá muốn gia nhập Phật môn thì phải chịu giới quy, điều này khiến Hàn Lập có chút không thoải mái. Cũng nên đến nho môn một lần tìm phương pháp hóa giải sát khí, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút, Hàn Lập buồn bực thầm nghĩ. Chữ phủ ở tại Liêu Châu, cách ngũ nguyên phủ phía tây cũng không xa lắm, Hàn Lập ngự khí phi hành đi hơn 10 ngày rốt cuộc cũng đến địa giới chứa phủ. Suốt đoạn đường Hàn Lập cũng không gặp phải tu tiên cấp cao nào, chỉ ngẫu nhiên cảm ứng được vài tu sĩ luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ phía xa, Hàn Lập cũng không tiến tới, chỉ đổi hướng từ xa. Sau khi phi hành vài ngày, khung cảnh phía dưới ngày càng hoang vu, phảng phất như hương thích nhưỡng trước kia. Nhưng hai ngày sau Hàn Lập cũng tìm được một chấn nhỏ chuẩn vân chấn, rời khỏi pháp khí hạ xuống, chậm rãi vào chấn trấn này so với các thành trấn hắn từng gặp qua đơn sơ hơn nhiều chẳng những diện tích nhỏ hẹp khắp trấn cũng chỉ có ba bốn con đường phòng ốc đều dùng bùn vàng cùng cây gỗ dựng nên thoạt nhìn có vẻ bẩn loạn khó chịu hàn lập nhíu mày đi trên đường trấn không ngừng quan sát lúc này trời lạnh vô cùng nhưng hàn lập chỉ mang một kiện quần áo nho sinh người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thấy dị thường nhưng những người bình thường trong các gian nhà xung quanh vẫn tự nhiên sinh hoạt đối với việc này xem như bình thường không người nào cảm thấy kinh ngạc Hàn Lập trầm ngâm, cảm giác được có chút cổ quái, đột nhiên thần sắc thoáng động, từ phía đối diện xuất hiện hai gã bạch bào nhân một cao một thấp. Hai người này niên kỷ không lớn, chỉ khoảng hơn 20 tuổi nhưng trên người linh khí lưu động, tu vi đã là luyện khí kỳ 7-8 tầng. Hai người nhìn thấy Hàn Lập, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, đến cách hắn ba trượng mới dừng lại. Người cao đột nhiên chắp tay cung kính, không biết tôn tính đại danh của tiền bối, nhưng mừng ngài đã tham gia đại hội tham vương. Đại hội tham vương, chưa từng nghe qua, Hàn mỗ chỉ là nghe nói quanh đây có nhiều linh thảo nên đến tìm chút linh dược. Hàn lập tuy giật mình nhưng không hề để lộ ra ngoài. Ta đã hiểu, đại hội đã bắt đầu hơn một ngày, tiền bối nếu muốn tham gia nên đi tuyết lăng sơn từ sớm, nhưng nhìn qua tiền bối quả thật vừa đến đây. Bạch bào thanh niên lộ ra vẻ đã hiểu, nhưng cũng không quan hệ, hiện tại tiền bối vẫn có thể tham gia. Đại hội lần này là do chúng ta giang chữ tam đại gia liên hợp tổ chức, tại đây không những có nhiều linh dược, còn có hơn mười mấy gốc linh dược trăm năm và một gốc nhân sâm thiên niên cũng được đấu giá. Hiện tại đại hội mới tiến hành hơn nửa, những thứ quý giá hẳn còn chưa bắt đầu, tiền bối tham gia đấu giá có khi còn tốt hơn một mình lên núi tìm linh dược. Tại đại hội còn có nhiều tán tu, một vài tiểu tông môn còn trao đổi dược liệu, chúng ta cũng không hề thu phí gì cả. Nam tử lùn nói, thanh âm có chút dễ nghe, không chỉ hàn lập để lộ ra tu vi chúc cơ kỳ, mà túi chữ vật trên thân cùng túi linh thú đều hiện ra bên ngoài, hai người này tất nhiên không dám chậm trễ. Tam đại gia, chẳng lẽ là ba nhà khổng, triệu, đồng. Ánh mắt hàn lập thoáng chấp động, có chút bất ngờ. Không sai, hai người chúng ta là đệ tử khổng gia, chuyên tiếp đãi các tiền bối đến dự hội. Nguyên nghĩ rằng lúc này sẽ không còn ai đến, vừa muốn trở lại tham gia thịnh hội không ngờ lại gặp tiền bối. Thanh niên cười nói, chấn này do khổng gia quản lý sao? Ta thấy những người thường đối với việc thấy người tu tiên xem như bình thường hàn lập không trực tiếp đáp ứng đối phương mà lại nhìn về phía khác sau đó mở miệng hỏi tiền bối quả nhiên ánh mắt như thần trấn này tại năm sáu năm trước đã thuộc về sở hữu của ba nhà chúng ta cư dân trong trấn cũng có quan hệ với những con cháu ngoại hệ ba nhà cho nên đối với người tu tiên không cảm thấy sợ hãi thanh niên cao lớn mở miệng giải thích thì ra là thế nhưng ta quả thật có chút phiền phức hàn lập trầm ngâm một chút khuôn mặt lại lộ vẻ khó xử có việc gì Tiền bối nếu gặp khó khăn gì có thể nói với hai người Vãn Bối, biết đâu chúng ta có thể giúp ngài." Người lùn thần sắc khẽ động, ân cần nói. "Chương 902, quan trung nhân, không sao, chuyện này để nói sau, đã có thịnh hội, tại hạ cũng nên đi xem một chút." Hàn Lập thoáng trầm ngâm, sau đó bình thản nói, "Rất tốt, Vãn Bối sẽ đi trước dẫn đường." Thoáng nhìn Hàn Lập, thanh niên cười nói, sau đó hai người lấy ra một pháp khí hình tròn, vung lên không trung sau đó nhảy lên Hàn Lập thấy màn này cũng tiện tay ném ra một phi kiếm, thân hình nhoáng cái cũng đã xuất hiện ở trên. Pháp khí của tiền bối đúng là một thượng giai phi kiếm, ngài nhất định là một đệ tử xuất sắc xuất thân từ một tông môn nổi tiếng. Các đệ tử bình thường khẳng định không thể được tặng pháp khí bậc này. Nam tử cao nhìn thấy phi kiếm của Hàn Lập, cả kinh lên tiếng. Mà thanh niên lùn bên cạnh vẻ mặt cũng hiện lên sự hâm mộ. Hắc hắc, sư môn tại hạ có quy định, lúc hạ sơn lịch lãm không được phép vì tiện tiết lộ lai lịch sư môn hai vị chẳng lẽ thật sự muốn biết. Hàn Lập cười khẽ, trực tiếp nói lý do. Hai người kia bị Hàn Lập nói rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên nét xấu hổ nhưng lại càng khẳng định Hàn Lập thật sự là đệ tử của một đại tông phái, thần sắc cũng cung kính hơn. Ba người ngự khí bay lên, thúc giục pháp khí độn về phía nam. Tuyết lang sơn này cũng không cách xa tiểu trấn, từ tiểu trấn trông ra cũng có thể mơ hồ trông thấy được đỉnh núi. Tuyết lĩnh sơn này kỳ thật nên gọi là tuyết lang sơn mạch thì đúng hơn, dãy núi kéo dài hơn ngàn dặm, xem như là một trong các sơn mạch lớn nhất Liêu Châu. Hơn nữa nghe đồn sâu bên trong còn có yêu quái thường xuyên lui tới, đừng nói đến con người, ngay cả các tu tiên tu vi không thấp cũng đã từng mất tích tại đó. Những tu sĩ đó sau khi mất tích, các bằng hữu cùng sư môn đã phái người lùng sục giả soát hơn nửa núi non nhưng cũng không phát hiện được, nhưng từ đó về sau vẫn có nhiều tu sĩ thất tung trong núi. Nhưng cũng không phải mọi nơi tại núi đều như thế, hơn nữa các tu sĩ mất tích phần lớn đều là tu sĩ bản địa tu vi thấp, còn tại phụ cận bên ngoài thì hoàn toàn vô sự. Vì nếu nếu không có việc cần thiết các tu sĩ bản địa cũng không đi sâu vào núi, chuyện mất tích sau đó cũng giảm hẳn, dần dần không còn ai truy cứu. Tam đại thế gia giang chứ tổ chức đại hội cũng không phải ở sâu trong núi mà là một địa phương nằm trên một ngọn đại sơn. Hàn lập trên cao nhìn xuống toàn bộ đỉnh núi, chỉ thấy một tảng lớn các địa lâu hoa lệ hiện ra trên đỉnh núi, ánh mắt lại chấp động vài cái. Lớp kiến trúc này rất mới chứng tỏ nơi này mới được dựng nên, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến một người. Chính là nơi này, tất cả các tu sĩ trúc cơ kỳ đều được cấp một xương phòng riêng, còn các tiền bối kết đan sẽ có một lầu các, đảm bảo cho các tiền bối được thoải mái nghỉ ngơi. Nam tử cao giáo chỉ xuống phía dưới giới thiệu, Hàn Lập gật đầu yên lặng, thần thức lại phóng ra xung quanh cẩn thận dò xét, mày khẽ nhíu lại. Không ngờ bên trong còn có một tu sĩ Nguyên Anh, không biết tham gia đại hội này làm gì, hay chính là người mà Phùng Trầm trước khi chết từng nói. Khổng lão quái, Thực lực các thế gia tại Đại Tấn quả thật không thể xem nhẹ, tại Thiên Nam, các gia tộc tu tiên người tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Tu sĩ Nguyên Anh, các gia tộc tu tiên tại Thiên Nam căn bản không thể bồi dưỡng ra. Nhưng có một điểm khiến hắn bất ngờ, vị tu sĩ Nguyên Anh này không ngờ khí tức lại ẩn hàm một tia thi khí bên trong. Mặc dù rất nhỏ, che giấu cũng rất kỹ nhưng thần thức Hàn Lập lại hơn hẳn đối phương, hơn nữa do hắn có lưu tâm nên vẫn phát hiện ra. Người này chẳng lẽ tu luyện công pháp ma đạo? hắn nhớ không nhầm, khổng gia xuất phát từ nho môn nổi danh là thiên thánh tông môn. Không cần biết vị tu sĩ Nguyên Anh kia có phải là lão tổ khổng gia hay không, những nhân vật này tốt nhất là không nên trêu vào. Hàn lập tự đánh giá trong lòng, đi theo hai người đến một trang viện, lập tức bên trong xuất hiện bốn gã tam bảo tu sĩ đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một gian mật thất sâu 20 trượng dưới mặt đất, một chiếc quan tài đen đột nhiên cử động, sau đó một bàn tay trắng như ngọc từ trong khe hở rũi ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, sau đó một hoàng bào nam tử từ trong ngồi dậy. Nam tử này hơn 30 tuổi, tướng mạo thanh kỳ, trên mặt lại có vẻ kinh nghi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hình như có người vừa phát hiện ra ta. Nam tử này thì thào, trần chờ một lúc rồi đem thần thức phóng ra quan sát toàn bộ ngọn núi một lần, đặc biệt trang viện của các tu sĩ càng được dò xét kỹ. Nhưng một hồi lâu sau hắn vẫn không phát hiện có gì dị thường, cao mày trầm ngâm. Có lẽ là một lão bất tử nào đó vô tình đi ngang, ngẫu nhiên đem thần thức tỏa ra mà thôi. Có hắc ngọc che giấu, đối phương hẳn không thể phát hiện thi khí trên người ta. Ngọc quan nam tử lầm bầm, sau đó lại nằm xuống đem nắp quan tài đóng lại, mật thất lại trở lại như cũ. Yên lặng, phía trên mặt đất, hàn lập được được một lam bào tu sĩ dẫn vào trong trang Việt, đến một nơi thật rộng, bên trong xuất hiện rất nhiều tu sĩ, khoảng chừng 5-600 người. Những tu sĩ đó lại được chia ra, đứng tụ tập thành từng phần trong các khu vực riêng, hoặc đang bàn bạc hoặc giao dịch đồ vật mà tại các quầy bốn phía lại trực tiếp bày ra các loại pháp khí, không khí thật náo nhiệt. Hàn lập thầm cười, hắn lại nhớ đến thời gian vừa gia nhập vào tu tiên giới, cũng tham gia vào một tiểu đội đi tham gia giao dịch, hôm nay lại gặp lại cảnh này, thật khiến người ta cảm khái. Bất quá khiến Hàn lập bất ngờ chính là, tại khoảng sân rộng ở giữa lại có một chướng bồng to lớn, bạch quang không ngừng thiểm động, hiển nhiên là một kiện pháp khí, mà cách đó hơn trăm trượng lại có những người không ngừng ra vào. Ánh mắt lại lưu chuyển, Hai bên đều đồng dạng có hai điện đường linh quang chấp động, mặc dù cũng có tu sĩ ra vào nhưng so với khoảng sân cùng gian chướng bồng bên ngoài lại ít hơn hẳn. Cũng có một ít tu sĩ đang đứng tại đó nói chuyện trả giá không ngừng hoặc cùng đồng bạn gì tai thương lượng. Có tư cách tại nơi này mua bán ngoại trừ một vài đệ tử cấp thấp của ba nhà, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí thần thức hắn đảo qua còn phát hiện có hơn 10 tên tu sĩ kết đan kỳ. Ngoại trừ nguyên anh tu sĩ không có, còn lại số lượng các tu sĩ tại đây đã gần bằng một đại phái tại Thiên Nam mà nên biết đây chỉ là một đại hội do vài thế gia địa phương tổ chức mà thôi. Tự đánh giá trong lòng, Hàn Lập có chút cảm thán. Vào trong hắn mới nhận được thông báo, hiện tại là thời gian giao dịch tự do, đến xế chiều mới bắt đầu đấu giá, nếu có tài liệu chân quý hay pháp khí bảo vật cũng nên để đến đó tham gia đấu giá. Mà thịnh hội dự định trong 3 ngày đã sang ngày thứ hai, ngày thứ ba mới bắt đầu đấu giá các bảo vật thực sự, cổ linh vật ngàn năm kia cũng chỉ sợ sẽ xuất hiện lúc đó, có thể nói rằng các tu sĩ kết đan kỳ đến đây có lẽ cũng vì việc ấy. Hàn Lập sau khi quan sát vài lần, thản nhiên đi vào trong. Hắn đang vào vai một tu sĩ trúc cơ kỳ, mặc dù khuôn mặt có chút xa lạ nhưng khẳng định không bị người khác chú ý. Sau khi tiến vào trong, Hàn Lập lập tức hóa thành một tu sĩ phổ thông bình thường tham gia giao dịch. Các đồ vật được giao bán bốn phía xung quanh quả nhiên không có gì đáng giá, có lẽ chúng đối với các tu sĩ trúc cơ hay kết đan còn có hứng thú nhưng đối người người đã từng kinh qua vô số tài liệu chân quý như hàn lập hiển nhiên hứng thú không lớn điều duy nhất có thể khiến hắn ngừng cướp bộ chỉ có thể là vài bộ pháp khí cổ quái hoặc tài liệu kỳ lạ nhưng những vậy như thế quả thật không nhiều sau khi hàn lập cẩn thận phân biệt đã nhận biết được lai lịch của đại bộ phận trong đó còn lại dù chưa gặp qua nhưng lại không có giá trị nghiên cứu sau một thời gian tản bộ hàn lập không còn gì để xem đang muốn vào trong gian chướng bồng nhìn các tông môn buôn bán đột nhiên thần sắc khẽ động xoay người cảnh giác chỉ thấy hai trường phía sau có một nhĩ hầu lão giả tu vi trúc cơ sơ kỳ đang nhìn hàn lập. Đạo hữu này, người theo ta từ nãy giờ, chẳng lẽ chúng ta biết nhau? Hàn quan trong mắt hàn lập lóe lên, lạnh lùng nói. Đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ kim nguyên vốn chỉ có chút hiếu kỳ với đạo hữu thôi, tuyệt không có ý bất lợi. Tiểu lão nhi trông thấy đạo hữu đối với các đồ vật ở đây biết rõ như lòng bàn tay khiến lão nhi cực kỳ khâm phục. Lão giả xấu hổ cười giải thích không ngờ đạo hiếu lại là người hữu tâm bất quá theo sau ta lâu như thế hẳn không chỉ để nói vài lời này với hàn mỗ hàn lập thản nhiên nói ha ha đạo hiếu thật là người thẳng thắn lão nhi thật sự có việc muốn nhờ là chuyện gì hàn lập khoanh hai tay khuôn mặt không chút thay đổi kim mỗ có một kiện dị bảo nhưng lại không thể phán đoán được tác dụng cùng lai lịch của nó muốn nhờ đạo Hữu xem xét qua đương nhiên nếu đạo Hữu cảm thấy có hứng thú với nó lão nhi cũng có thể bán lại đạo hữu đã đến đây khẳng định cũng muốn mua vài thứ quý hiếm chứ. Lão giả nhìn túi linh thú cùng túi chữ vậy của Hàn Lập, hai mắt hiếp lại thành một điểm cười hì hì nói. Dị bảo, Hàn Lập nhân mặt, ánh mắt nhìn kỹ lão giả một chút. Được rồi, nếu đạo hữu đã tin tưởng cùng thành ý như thế, tại hạ xem qua một chút cũng không sao, chúng ta hãy tìm một gian mật thất để tiện trò chuyện, tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi. Hàn Lập gật đầu, đột nhiên chỉ về gian thiên điện bên cạnh. Mật thất, giá của nó là một khối linh thạch, quả thật là có chút. Lão giả nghe thế thì ngẩn người ra, sau đó có chút trần chờ. Không sao cả, linh thạch là do tại hạ trả, hàn mỗ chỉ hy vọng dị bảo của đạo hữu không khiến ta thất vọng. Hàn lập cười nhẹ nhìn lão giả, chương 903, thiên cơ ốc, hắc hắc, đạo hữu cứ việc yên tâm, thứ này tiểu lão nhi phải mạo hiểm mới có được. Kim Nguyên cười khan, hàn lập gật đầu, không nói nhiều, mang lão giả đến điện đường bên cạnh. Đi vào cửa điện, hơn 10 trượng bên trong là một thính đường to lớn, Tại đó chỉ có một nữ tử trung niên vận thanh sam, tu vi trúc cơ kỳ đang ngồi nhắm mắt trên một bồ đoàn. Thấy Hàn Lập cùng lão giả bước vào, nàng lập tức dương mắt lên đánh giá. Hai vị đạo hữu muốn đến xem các mật thuật pháp quyết của bổn điện hay thuê một gian mật thất để trao đổi các tâm đắc về tu luyện. Nữ tử này sau khi nhìn qua Hàn Lập mỉm cười nói: "Cấp cho chúng ta một gian mật thất." Hàn Lập bình thản nói, đối với các điển tịch không hề hứng thú, dù sao đối với hắn các công pháp này chỉ là vật bình thường. Một linh thạch hơn nữa sau khi rời khỏi mật thất bổn điện sẽ thu hồi trung niên nữ tử cười nói sau đó rỗi tay ra một thạch ốc nhỏ khoảng tất hiện ra trong tay hàn lập thấy vật đó thì giật mình nhưng thần sắc vẫn bình thường giao một linh thạch cho đối phương rồi trực tiếp cầm vật này lên đánh giá sao vậy đây là lần đầu đạo hữu thấy thiên cơ ốc sao trung niên nữ tử thấy vẻ mặt hàn lập có chút hứng thú hỏi dò không sai tại hạ từ trước đến giờ chưa từng thấy qua vật này đây là pháp khí sao hàn lập nhẹ nhàng nâng nó lên phảng phất như một chút sức nặng cũng không có thiên cơ ốc cũng có thể xem là pháp khí rất tiện dụng chỉ cần rót một ít linh khí vào nó sẽ tự động phóng đại đương nhiên các thiên cơ ốc cấp thấp chỉ có thể phóng to hoặc thu nhỏ không còn công năng gì khác nói nó là pháp khí cũng hơi miễn cưỡng nhưng các thiên cơ ốc cấp cao lại còn kèm theo cả trận pháp có thể gia tăng cấm chế có thể so với pháp bảo đương nhiên cái mà ta vừa đưa cho đạo hữu chỉ là một loại bình thường ngoại trừ tính năng chống nhìn lén thì cũng không còn gì. Nữ tử kể rõ chi tiết rồi giảng giải cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong vô cùng kinh ngạc, mặc dù lúc hắn đi vào có nghe nói nơi này cung cấp mật thất nhưng không nghĩ đến lại có loại đồ vật này, thứ này tại Thiên Nam chưa từng thấy qua. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Hàn Lập cảm tạ, sau đó theo hướng dẫn của đối phương đi đến một sườn đá gần đó. Kim Nguyên theo sát phía sau Hàn Lập nhưng chỉ một lát sau đã không nhịn được phải lên tiếng đạo hữu lần đầu thấy thiên cơ ốc thật khiến tiểu lão nhi có chút bất ngờ nhưng việc này cũng khó trách thiên cơ ốc này chuyên được cấp cho các tán tu thường xuyên di chuyển và các tu sĩ cấp cao sử dụng đạo hữu trẻ tuổi đã có tu vi thế này hẳn là được tông môn bồi dưỡng cẩn thận hẳn sẽ không cần mua vật này hơn nữa thứ này giá cả thật có chút xa xỉ nếu có nhiều linh thạch một chút tốt hơn là để mua pháp khí cùng linh dược vậy sao giá của một thiên cơ ốc bình thường là bao nhiêu các loại khác giá cao hơn cũng giống thế này sao? Loại cấp thấp cũng cần hơn trăm khối linh thạch, nhưng loại cấp cao lại có thêm pháp trận cấm chế, so với các pháp khí cùng giai thì càng chân quý hơn, còn về phần hình thức thì có đủ loại. Nào là loại hình tháp, lâu các, trạch viện tất cả đều có. Thậm chí nghe nói thiên cơ ốc cao cấp nhất là thiên kỳ các giống như một động phủ nhỏ, thuận tiện dị thường. Lão giả thấy Hàn Lập có hứng thú với vật này, bao nhiêu hiểu biết cũng nói hết ra. Tiểu hình động phủ, Hàn Lập nghe từ này thì hơi kinh ngạc. Hắc hắc, Hàn Huynh không nên nghĩ đến nó, giá của loại động phủ đó ít nhất cũng hơn mấy vạn linh thạch, các tu sĩ như chúng ta chỉ đành nhìn từ xa thôi. Lão giả có chút tự diếu, Hàn Lập khôi phục thần sắc, gật gật đầu. Lúc này bọn họ đã vào trong thiên điện, chỉ thấy nơi này đã có 5-6 thạch ốc, trông giống loại của Hàn Lập sau khi được phóng đại ra, hơn nữa phía bên ngoài còn có bạch quan chấp động. Tâm thần Hàn Lập trượt động, dùng thần thức kiểm tra thử một gian, quả nhiên vừa tiếp xúc thần thức đã bị một tầng cấm chế chặn lại. Loại cấm chế này cực kỳ đơn giản, thần thức có thể dễ dàng phá vỡ để vượt qua, nhưng sau khi cấm chế bị phá, chủ nhân trong phòng lập tức phát hiện có người, chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác. Đây quả thật là một thủ đoạn tốt để phòng người khác dùng thần thức dò xét. Trong lòng nghĩ thế, Hàn Lập lại nâng căn phòng nhỏ trong tay lên, thanh quang trên tay chợt lóe, rót linh lực vào trong. Căn phòng bỗng có chút nóng lên, run rẩy không ngừng, Hàn Lập không chút do dự ném nó về phía đất trống. Bạch quang chợt hiện, ầm một tiếng một căn phòng to vài trượng hiện ra trước mắt họ kim huynh mời vào hàn lập sau khi quan sát thạch ốc quay lại khách khí mời lão giả vậy tiểu lão nhi không khách khí đừng nói là đã thấy qua thiên cơ ốc nhiều lần nhưng vào trong thì thật sự chỉ vài lần kim nguyên sờ cằm cười hì hì rồi mở cửa đá bước vào hàn lập cười cười chậm rãi theo sau tiện tay khóa cửa lại căn phòng không lớn trang trí cũng khá tinh xảo trong phòng chẳng những có bàn ghế còn có một thạch sàng lão giả đã ngồi xuống một ghế đá. Hàn lập vươn tay ấn lên vách tường, kích hoạt cấm chế trong phòng, sau đó mới ngồi xuống đối diện lão giả. Lúc trước nghe đạo hữu nói cần biết một chuyện, không biết là việc gì. Lão giả đột nhiên chỉnh sắc hỏi, cũng không có gì, tại hạ chuẩn bị ở lại quan chữ phủ một thời gian, nhưng lại không biết nhiều về các thế gia tông môn ở đây. Ta nghe khẩu âm đờ sao o hiếu hẳn là người địa phương, có thể trình bày một chút hay không? Hàn lập trả lời, thì ra là chuyện này, không thành vấn đề không phải tiểu lão nhi khoe khoang, không chỉ quan chữ phủ, cả Liêu Châu gần như không việc gì tiểu lão không biết. Hàn huynh muốn nghe việc gì trước tiên, lão giả cười nói, chủ nhân quan chữ phủ là tam đại thế gia, vậy trước hết nói đến ba nhà này đi, tốt nhất nên đem một vài sự kiện liên quan nói rõ một chút để tại hạ được hiểu hơn. Hàn lập hứng thú nói, các tu tiên thế gia tại quan chữ phủ, cơ bản là thuộc nho môn, vì thế hầu hết các thế gia ở đây đều có đệ tử nho môn. Nhưng tứ đại thế gia ở quan chữ phủ lại là ngoại lệ, trừ khủng gia ở ngoài, ba nhà còn lại đều có truyền thừa. Tứ đại thế gia, ở quan chữ phủ không phải chỉ có tam đại thế gia sao? Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, kinh ngạc hỏi một câu. Hắc hắc, tam đại thế gia của quan chữ chỉ là chuyện từ xưa thôi, 10 năm trở lại đây nên đổi là tứ đại thế gia mới đúng. Nhưng không biết Phùng gia đắc tội gì với ba nhà còn lại, kết quả trong một đêm bị ba nhà liên thủ tấn công, các đệ tử đều bị giết sạch. Nghe nói trong đêm đó Phùng gia đang thương lượng đại sự gì, Tất cả đệ tử đều tập trung cùng một nơi. Thanh âm lão giả không ngừng giảng giải cho Hàn Lập. Hàn Lập lặng lặng ngồi nghe đối phương kể chuyện phát sinh tại phùng gia, rồi lại vài thần thông kỳ lạ của ba nhà. Kể xong sự tình các thế gia, lão lại bắt đầu nói đến các tông môn lớn trong quan chữ. Kim Nguyên lão giả này quả nhiên kinh lịch nhiều nơi, không chỉ trong quan chữ phủ, các phủ thành còn lại hầu như việc gì lão cũng biết. Hàn Lập vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng có một ít nhận thức về tu tiên giới tại Liêu Châu. Những tin tức này so với những tin nghe từ Tào Mộng Dung quả nhiên chi tiết hơn nhiều. Nhưng mà tên này tựa hồ như là một người thích nói, nói đến nước bọt tung tóe, một hồi lâu mà miệng lưỡi vẫn lưu loát, thậm chí đôi lúc còn xen vào nhận xét của bản thân. Sau một hồi lâu không thấy hắn có dấu hiệu ngừng lại, Hàn Lập đành ngắt lời. Cảm ơn đạo hữu đã giảng giải, hay là bây giờ Kim Huynh mang dị bảo ra cho tại hạ đại khai nhãn giới. Dị bảo, tất nhiên, tiểu lão nhi còn phải trông chờ Hàn Huynh dám định giúp mà lão giả ngừng lại gật đầu đáp ứng, sau đó dưới ánh mắt Hàn Lập, lão giả có chút thần bí lấy từ túi chữ vật một cái hộp ngọc đặt lên bàn. Hàn Lập dùng thần thức thử dò xét hộp ngọc, nhưng lập tức giật mình, thần thức vừa tiếp xúc vỏ hộp không ngờ đã gặp một lực bài xích quái lạ đẩy ra, vô pháp xâm nhập vào trong. Điều này khiến Hàn Lập cảm thấy hứng thú, Kim Nguyên lại cẩn thận mở nắp hộp, nhất thời một đoàn kim quang trói mắt bừng lên, một vật to cỡ nắm tay xuất hiện. Đạo hữu xem vật này, có biết nó là gì không? Kim Nguyên đẩy hộp ngọc đến trước mặt Hàn Lập, có chút tha thiết hỏi. Hàn Lập nhíu mày, cầm hộp ngọc lên chăm chú quan sát. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, không ngờ vật này lại giống như một lớp bọt khí, tuy mặt ngoài ẩn hiện kim quang khác thường nhưng ở trong thì trong suốt, một chút linh khí cũng không có tựa như là một phàm vật. Suy nghĩ nửa ngày, Hàn Lập vươn một ngón tay, linh quang hiện lên, một tầng thanh quang theo ngón tay bắn thẳng vào trong. Mềm mại, ôn nhu, phảng phất như thật sự có một lớp bọt khí khuôn mặt hàn lập lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục suy nghĩ, sau đó đem thần thức phóng ra vây lấy hộp ngọc. Kết quả lớp bọt khí này nổi sống, đem thần thức hắn đẩy sang một bên. Nhưng lần này hàn lập không hề ngừng lại, gia tăng cường độ, thần thức tiếp tục cường hãn xông vào. Một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy lớp bọt khí trong hộp không ngừng chớp động kim quang, thể tích lúc thì bành trướng, lúc lại có rút nhưng biên độ không lớn, như tim đập vậy. chương 904, Thượng Cổ cự Mộ, đây là cái gì, đại diễn tiền bối, người đã từng thấy qua chưa? Hàn lập trao mày, thần thức hướng đại diễn thần quân truyền âm. Người tưởng rằng lão phu không việc gì không biết, không việc gì không hiểu sao. Thứ này lão phu chưa bao giờ thấy qua, nhưng nếu có thể kháng cự thần thức của người thẩm thấu, xem ra cũng tạm coi là một kiện dị bảo đi. Hỏi chi tiết một chút xem đối phương làm như thế nào mà có được vật này. Sau đó có hay không nhận lấy vật này, sẽ theo ý của chính ngươi. Đại diễn thần quân tức giận nói. Nghe nói thế, trong lòng Hàn Lập chỉ biết cười trừ, cũng không tức giận. Ánh mắt hắn chấp động vài cái, đem thần thức thu lại, làm cho bọt khí khôi phục bình thường, cũng đem hộp ngọc để lên trên bàn. Thế nào, đồ vật như vậy, đạo hữu có nhận biết được không? Kim Nguyên có chút mong chờ, nôn nóng hỏi. Xin lỗi, Hàn mỗ lịch duyệt có hạn, thật sự không cách nào nhận ra vật này. Hàn Lập lộ vẻ áy náy nói. Hàn Huynh cũng không nhận thức được sao, không phải là ta vừa mới thấy vật này có dị biến phát sinh sao? Còn tưởng rằng đạo hữu biết công dụng của vật này chứ? Lão già vẻ mặt uể oải, cũng mơ hồ có chứa một chút hoài nghi. Hàn lập khẽ nở nụ cười, không thèm để ý, chỉ giải thích. Mới vừa rồi xuất hiện dị biến chẳng qua là do đem đại lượng thần thức bao vây lại rồi sẽ sinh ra. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng có thể miễn cưỡng coi là một kiện dị bảo đi. Nga, có chuyện như vậy sao? Lão già phảng phất có chút nửa tin nửa ngờ, ánh mắt tập trung vào bọt khí màu vàng trong hộp đồng dạng đem thần thức phóng ra hàn lập thấy vậy thần sắc không chút nào thay đổi lẳng lặng nhìn động của lão già một lát sau bọt khí quả nhiên cũng xuất hiện kim quang chấp động hơn nữa hơi hơi co giãn và bành trướng mà lão già thở dài một hơi trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi nhắm mắt thả lỏng tâm thần một lúc rồi mới mở mắt ra kim mố kém cỏi làm cho đạo hữu chê cười nhưng quả thực hàn huynh thần thức cường đại phi thường thật Kim Nguyên vừa nói, trên mặt vừa biểu lộ vẻ hâm mộ. Trong đầu hắn nghĩ, tu vi của đối phương cùng mình không cách biệt lắm nhưng vừa rồi cử động chính là cử trọng nhược khinh trong khi chính mình đã cố hết sức. Xem ra đối phương là hạng người trời sinh thần thức cường đại. Loại này ở trong bất cứ tông môn nào khẳng định đều là đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Hàn Lập mỉm cười, không phản bác điều gì, "Kim huynh, không biết vật này từ nơi nào tìm được vậy?" Thoạt nhìn rất kỳ lạ không biết có hay không có lai lịch đặc thù đương nhiên nếu kim huynh cảm giác không tiện nói vậy thì thôi hàn lập thong dong nói lộ ra bộ dáng biết cũng được không biết cũng chả sao lai lịch vật này quả thực không có gì phải giữ bí mật nhưng mà chỉ sợ nói ra đạo hữu sẽ không tin kim ngỗ bởi vì việc này thật sự có chút bất khả tư nghị kim nguyên nét mặt hơi có chút do so dự nhưng lại lập tức nở nụ cười khổ đạo hữu không nói làm sao biết tại hạ không tin chứ huống hồ biết được lai lịch của nó nói không chừng tại hạ còn có thể nghĩ đến những thứ khác dù sao chỉ bằng vào đồng dạng vật chết này quả thực không thể liên tưởng đến lai lịch của nó hàn lập bật cười lớn nói nghe khẩu khí của đối phương vật này đích thực có chút cố sự kỳ thật lai lịch vật này cũng không có gì phải giấu giếm mà là vì vật này mấy vị hảo hữu tương giao của lão phu tất cả đều bỏ mạng mà chết cho nên có chút không muốn nhắc tới mà thôi kim nguyên thở dài nói Hàn Lập nghe thế hơi chút ngẩn ngơ, nhưng thấy đối phương mặt lộ vẻ cân nhắc, xem ra đối phương còn muốn nói nữa, liền lặng lặng không nói lời nào. Đạo Hữu hẳn đã biết được, Lão Phu là một tán tu, hơn nữa là một tán tu tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Thần thông khác của tại hạ chỉ bình thường, nhưng lại có trời sinh thổ linh thân thể, ở phương diện độn thổ thuật có chút tiểu tạo nghệ. Nếu không phải tại hạ linh căn thật sự thấp kém, sợ rằng không ít đại tông môn sẽ tranh giành thu lão phu làm đồ đệ. Nói tới điều này, lão già trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cho nên Kim Mỗ Tu Vi vừa có chút thành tựu đã thường xuyên đi vào một ít hoang sơn tìm kiếm động phủ của thượng cổ tu sĩ, ngưu toàn tìm được một chút linh địa di chỉ, trong vòng một đêm là có thể thay đổi vận may. Nhưng những loại như cổ tu động phủ cùng linh vật, nào có dễ tìm kiếm như vậy? Mặc dù không thể nói không hề thu hoạch được gì, nhưng cũng lãng phí ở đây không ít thời gian, cũng không tính là được gì. Mãi cho đến 3 năm trước, tiếng nói của Kim Nguyên có chút mất tự nhiên, ngừng lại một chút, rồi mới trầm giọng nói tiếp ba năm trước lão phu được một vị hảo hữu mời nói rằng đã phát hiện một tòa nghi là cổ tu cự mộ từ thời thượng cổ chuẩn bị mượn độn thổ thuật của lão phu để cùng đi vào dò xét tìm tòi nếu thực sự có thể tìm được bảo vật tự nhiên sẽ phân cho tại hạ một phần kim mỗ vừa nghe được việc này tự nhiên vô cùng mừng rỡ ngay lập tức đã đồng ý đi ngay kết quả cùng nhau đi vào còn có mấy vị trí giao khác nữa khi đó ta đã biết cổ mộ này rất không bình thường quả nhiên đám người lão phu tiến nhập cổ mộ mới phát hiện. Thanh âm lão giả biến đổi, hơi run run, mới phát hiện bên trong cổ mộ dĩ nhiên là di mộ của một đế vương hiển hách nổi danh từ thời thượng cổ. Người này tại thượng cổ gọi là huyễn vương, nổi tiếng hung tàn, coi như là một vị đại nhân vật trong truyền thuyết. Mấy người chúng ta thấy vậy, nhưng lại cảm thấy thất vọng, tưởng rằng đã uổng công chạy đến một chuyến. Dù sao người này ở trong phàm nhân có giỏi giang như thế nào, nhưng đối với tu tiên giả chúng ta mà nói, có thể tính là gì, nhưng ai ngờ xông vào chủ mộ thất rồi mới phát hiện trong đó có chôn số lượng lớn tài liệu quý hiếm cùng pháp khí. Mấy người chúng ta tự nhiên vui mừng khôn xiết, đang chuẩn bị lấy vật, ai ngờ trong mộ thất đông đảo thây khô chôn cùng đột nhiên sống lại, cũng biến thành hành thi đau thương bất nhập, vô luận loại pháp khí, công pháp nào đánh vào trên người chúng đều không thành công. Ngay lập tức đại bộ phận đạo hữu do không kịp phòng ngừa, đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mà trong quan tài cũng truyền đến tiếng động lạ, vị huyễn diệp vương trong truyền thuyết tựa hồ cũng muốn hồi sinh. May mắn ta tinh thông độn thổ thuật, vừa thấy không ổn đã lập tức từ lòng đất trốn thoát, nếu không đã lạc điệu ngay tại hung mộ rồi. Những người khác lại không có vận may như vậy. Kim Nguyên nói tới đây, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, xem ra tràng cảnh trước đây đối với hắn thật sự gây nên sự khiếp sợ không nhỏ. Vật kia là, trong lòng Hàn Lập cảm thấy giật mình, nhưng vẫn cứ chỉ vào hộp ngọc hỏi. Vật này chính là một vật cung phụng ở trên quan tài, lúc ta rời đi đã thuận tay lấy mang theo lúc đầu nghĩ rằng vật này kỳ lạ như thế khẳng định là một kiện kỳ bảo nhưng ai ngờ qua các nơi phường thị hỏi qua mỗi người đều không biết đây là vật gì mặc dù biết nó không tầm thường nhưng là không người nào nguyện ý ra giá quá cao mua nó cả cứ như vậy ta vẫn giữ nó ở bên mình kim nguyên cũng không có ý định giấu giếm trực tiếp nói ra chỉ là trên mặt vẻ buồn bực ngày một rõ ràng nếu là vật trôn theo thượng cổ đế vương vậy không người nào biết cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên dù sao ở thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều vật tại tu tiên giới bây giờ đã tuyệt tích. Bất quá một vị phàm nhân đế vương dĩ nhiên có liên quan đến tu tiên giả, lại còn biến thành hành thi, tựa hồ vấn đề có chút nghiêm trọng. Ngươi không có tìm người quay lại dò xét ngôi mộ kia sao? Hàn lập trên mặt lộ vẻ cổ quái, hỏi. Lão phu tự nhiên đã quay lại đi tìm ngôi cổ mộ kia, hơn nữa vẫn mang theo một nhóm đông cao giai tu sĩ đi cùng. Ai ngờ khi lão phu đi đến địa phương ấy, ngôi cổ mộ đã biến mất không thể giải thích được tại chỗ chỉ có một mảng lớn cỏ hoang mà thôi lão phu thật sự khó có thể tin những gì mình tận mắt nhìn thấy nhưng vị trí của cổ mộ đó lão phu quả thực không nhớ lầm thậm chí những ký hiệu do lão phu cố ý lưu lại trên lối vào cổ mộ đó vẫn còn kim nguyên càng nói sắc mặt càng trở nên âm trầm hàn lập chân mày cao lại nếu hết thảy đều là sự thật một đám người chỉ có lão già một người may mắn còn tồn tại hơn nữa lão già không thể tìm lại được cổ mộ vậy những chuyện tiếp theo không cần phải nói cuộc sống của người này chắc chắn không thể khá giả. Đạo hữu ở nơi nào nhìn thấy cổ mộ, có thể không nói cho tại hạ nghe một chút. Hơi cân nhắc một chút, Hàn Lập bình tĩnh hỏi, còn có thể ở nơi nào cơ chứ, tự nhiên chính là ở sâu trong tuyết lăng sơn mạch này. Lão già nghiến răng nghiến lợi nói ra, tuyết lăng sơn mạch, ta nhớ không lầm, theo như lời ngươi từng nói, trước kia thường xuyên có tu sĩ ở trong núi mất tích. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ, Hàn Lập trong mắt dị sắc chợt lóe, chậm rãi nói ra có thể là như vậy, lão phu cũng không rõ lắm, bất quá nếu đạo hữu đối với việc này cảm thấy hứng thú, tại hạ có thể đem vị trí của cổ mộ đưa cho đạo hữu nhìn một chút. Có lẽ Hàn Huynh có cơ hội đi nơi đó lại có thể phát hiện ra được điều gì thì sao? Lão già do dự một chút, nói, sau đó hắn từ trong người móc ra một khối ngọc giản, nắm trong tay minh ấn một chút, tùy ý đưa cho Hàn Lập. Được rồi, nếu rảnh rỗi, Hàn mộ sẽ đi vào nhìn một chút đi. Im lặng một lúc, Hàn Lập đưa tay đón nhận ngọc giản, bất động thanh sắc nói ra. a à, à, xem ra lão phu cùng đạo hữu thật đúng là vừa gặp đã thân, nỗi buồn bực trong lòng ta đã lâu lắm không cùng người khác tâm sự rồi. Như vậy đi, ta xem hàn huynh đối với vật này cũng cảm thấy hứng thú, lão phu sẽ bán rẻ một chút cho đạo hữu Hàn đạo hữu chỉ cần đưa ra một trăm khối linh thạch, vật liền thuộc về ngươi. Thấy thế nào, lão già nhoèn miệng cười. Một trăm linh thạch, quả thực rất rẻ, nhưng tại hạ cũng không thể để cho kim huynh chịu tổn hại được. Như vậy đi, ta cấp kim huynh hai trăm khối linh thạch để đổi lại vật này hàn lập cười cười phảng phất như có chút áy náy tùy ý nói ra linh thạch liền xuất hiện trong tay đưa cho lãi giả đối diện kim nguyên thấy là trung giai linh thạch trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười ngay lập tức khách khí hai câu cũng tiếp nhận mà bọt khí màu vàng trong hộp ngọc tự nhiên chủ động giao cho hàn lập hàn lập đối với lão giả cũng không nói thêm gì tiện tay đem hộp ngọc gất vào trong túi chữ vật lão giả thấy vậy trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng nhưng xem bộ dáng tựa hồ như có chút không đành lòng nhưng vào lúc này một túi linh thú bên hông hàn lập liên tục động đậy bên trong phát ra tiếng kêu rất nhỏ đây là lão già ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào túi linh thú bên hông hàn lập có chút tò mò hỏi không có gì chỉ là một con linh thú cấp thấp do tại hạ nuôi dưỡng mà thôi đại khái thấy vật này hơi lạ nên có chút cảm thấy hứng thú cúi đầu xem xét túi linh thú hàn lập tùy ý nói chương 905, Tam Thi, Kim Nguyên nghe nói thế, tuy trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Cùng Hàn Lập tán dóc trong chốc lát bèn đứng dậy cáo từ. Nhìn đối phương đẩy ra đại môn của Thạch Ốc rời đi, sự tươi cười trên mặt Hàn Lập dần dần thu liễm lên, lộ ra một tia âm trầm. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên đem hộp ngọc lấy ra lần nữa, cũng trực tiếp mở ra luôn, ngắm nhìn vật trong hộp, không nói lời nào. Như thế nào, ngươi đích thực muốn đi tìm cổ mộ kia, trong thần thức truyền đến tiếng nói của đại diễn thần quân. Đương nhiên không đi, mặc dù không biết trong lời nói của người này có thể tin được bao nhiêu phần, nhưng ta cũng không phải một kẻ mới xuất môn, sao phải nóng vội tham gia vào loại mạo hiểm như thế. Nhưng quả thực đế vương chi mộ cũng khiến tại hạ có chút tò mò. Nếu ta khôi phục toàn bộ tu vi có lẽ sẽ đi dò xét nơi đó. Nhưng người này đối ta rõ ràng cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Cái gì vừa gặp đã thân, nói thẳng nói thật, cho rằng ta là hài đồng ba tuổi sao? một lão già sống nhiều năm như làm sao sẽ tô thể dễ dàng đem chuyện bí ẩn kiểu này nói cho người khác càng không nói là một người xa lạ mới vừa gặp mặt bộ dáng ân cần như thế khẳng định trong đó có gian trá hàn lập khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh lạnh lùng nói điều này cũng đúng bất quá nếu là loại tiểu tử mới xuất môn sẽ rất dễ dàng nhất bị người như thế lừa gạt tưởng rằng đối phương đối với chính mình bộc lộ tâm tình liền dễ dàng buông tha cảnh giác sau này sợ rằng bị bán đứng còn không biết đấy chứ nghĩ đến năm đó lão phu cũng đại diễn thần quân thở dài một tiếng khi nói đến chính mình thanh âm không khỏi trầm thấp đi xuống lời mới nói ra một nửa đã dừng lại nga tiền bối năm đó cũng bị loại thủ đoạn này lừa gạt hàn lập sửng sốt cười khẽ một tiếng hừ lão phu năm đó cũng còn trẻ quá bị người lừa gạt có gì đáng ngạc nhiên sao đại diễn thần quân lầm bầm vài tiếng bộ dáng có chút xấu hổ tốt lắm vãn bối sẽ không hỏi tới chuyện xấu năm xưa của tiền bối nhưng vật này dĩ nhiên làm cho đề hồn thú cảm thấy hứng thú, xem ra thật là có chút cổ quái. Hàn lập nghiêm sắc mặt, tiếp đó nắm tay vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đạo ô quang từ trong túi bắn nhanh ra, rơi vào trên bàn, biến thành một tiểu hầu cao một tấc, toàn thân bao trùm lông tơ đen nhánh mềm mại. Tiểu hầu vừa xuất hiện, ngay lập tức dùng mũi khẽ ngửi vài cái. Ánh mắt nhất thời rơi vào màu vàng bọt khí kia, mặt hiện lên một tia trần chờ. Hàn lập có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm đề hồn thú không nói câu nào dụng tâm thần câu thông với đề hồn thú từ cảm ứng do thần thức truyền tới xem ra đề hồn thú đối màu vàng bọt khí này tựa hồ có vài phần sợ hãi nhưng đồng thời lại tồn tại cảm giác tha thiết chờ mong không biết là chuyện gì nữa đây hàn lập chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đột nhiên trên người đề hồn thú hắc sắc âm khí thoát ra nó nhún người nhảy luôn vào trong màu vàng bọt khí tùy theo mặt ngoài bọt khí quang mang đại phóng từ trong bọt khí bỗng đột nhiên sinh ra từng đợt hôi sắc hỏa diễm đem đề hồn thú này vây lại bên trong. Trên mặt đề hồn thú hiện ra vẻ thống khổ, nhưng trên người lại liên tục duy trì, không ngừng thả ra hắc sắc âm khí cùng hôi diễm đan sen vào nhau. Thân hình tại trong màu vàng bọt khí không chút cử động. Hàn lập trao mày lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào bộ dáng hiện tại của đề hồn thú thì hình như nó đang mượn hôi diễm để tiến hành tu luyện. Mà điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, trên màu vàng bọt khí bỗng xuất hiện linh khí dư dật, tỏa ra kinh người linh ba. Chờ đã, loại cảnh tượng này hình như ta đã gặp qua ở đâu. Ta đối với cảnh này có chút ấn tượng, trong thần thức đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của đại diễn thần quân. Hắn tựa hồ liên tưởng đến điều gì, tiền bối nhớ được những gì? Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng hỏi, "Để cho ta nhớ lại đã, tựa hồ là chuyện cách đây rất lâu rồi." Thanh âm đại diễn thần quân trở nên ngưng trọng vài phần. Nghe đối phương nói như thế, Hàn Lập cũng không mở miệng thúc giục thêm, lặng lặng nhìn trong đề hồn thú trong màu vàng bọt khí, cúi đầu suy nghĩ. Qua một đoạn thời gian, thanh âm của đại diễn thần quân mới lần nữa truyền đến. Ta nhớ ra rồi, thứ này năm xưa khi ta du lịch từng gặp qua một lần trên người của một vạn năm thi vương. Hình như tên thi vương kia khi còn sống là một vật môn cao tăng, sau khi biến thành thi vương liền đem xá lợi của chính mình luyện thành một kiện bảo vật cực kỳ lợi hại hộ cháo khi thả ra bên ngoài cơ thể liền trở nên kiên cố vô cùng trong một thời gian ngắn. Ta cũng từng chịu chút thua thiệt ở hắn, bất quá đây là chuyện rất lâu trước kia, hơn nữa đối phương phóng xuất là ngân sắc hộ cháo làm ta nhất thời không nhớ ra. Nhưng loại vật như thế này hẳn phải ẩn giấu trong cơ thể của thi vương mới đúng chứ, không biết sao lại ở trên người một chút cơ kỳ tu sĩ như Kim Nguyên. Trong lời nói của đại diễn thần quân tràn đầy kinh ngạc, ngay cả người cũng đã từng chịu nhiều thua thiệt, xem ra vật này đúng là lợi hại phi thường, có thể nói là trí bảo. Mặc kệ người này như thế nào có được, vấn đề máu chốt hiện tại để hồn thú có hay không gặp nguy hiểm. Thần sắc trên mặt Hàn Lập hơi chút động dung, nhưng vẫn là lo lắng hỏi. Người còn không nhìn rõ sao, linh thú của ngươi đang hấp thu thi diễm trong xá lợi. Lại nói tiếp chẳng những tiểu tử ngươi là loại quái thai, ngay cả linh thú của ngươi mỗi loại cũng kỳ quái vô cùng. Dĩ nhiên còn có linh thú có khả năng chuyên môn khắc chế quỷ yêu. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua có để hồn thú như thế này. Đại diễn thần quân thì thảo nói, hấp thu thi diễm, Hàn Lập nhìn kỹ, quả nhiên âm khí do để hồn thú thả ra đang từng chút một thôn vệ hôi diễm. Trong lòng vừa yên, nhưng lại nghe đại diễm thần quân nói, không khỏi cười khổ. Nói thật, thứ này so với phương pháp bồi dưỡng ban đầu đã khác xa một trời một vực. Sau mấy lần tiến hóa đã có phải là để hồn thú nữa hay không cũng khó nói vô cùng. Hàn Lập có chút bất đắc dĩ nói, Nga, Thứ này là một loại dị hóa linh thú, nếu không sau lưng nó làm sao lại có một cái yêu quỷ đồ án chứ. Mà thi diễm đều biến thành màu hôi bạch là loại thi hỏa tinh thuần từ vạn năm trở lên. Linh thú bình thường của tu sĩ dính vào là chết ngay lập tức nhưng con thú này cũng dám thôn phệ. Sách sách, thật sự là bất đồng a. À. Bất quá kiện bảo vật này còn chưa bị luyện hóa hết toàn bộ, không có nhận chủ. Nếu không khi luyện hóa nó, thần niệm của thi vương chỉ cần điều động, cho dù cách nhau vạn dặm cũng sẽ bay trở về. Điều này cũng có chút kỳ quái. Đại diễn thần quân có chút tấm tắc thưởng thức, còn chưa nhận chủ, nói như vậy, chờ khi thi diễm bị đề hồn thú hấp thu sạch sẽ, ta coi như có một kiện bảo vật không tồi sao. Sách sách, không nghĩ tới công pháp Phật môn còn không tìm thấy đã tìm được một món Phật môn trí bảo. Thật muốn thử nhìn một chút xem xá lợi tử biến thành kim cương cháo có bao nhiêu thần diệu. Im lặng trong chốc lát, Hàn Lập đột nhiên nở nụ cười. Không phải xá lợi tử, là kim cương xá lợi. Đa phần xá lợi tử đều là bạch sắc chiếm đa số, số mà khác nhan có cực ít. Chỉ có kim sắc xá lợi tử mới có thể xưng là kim cương xá lợi, xem như là một loại phi thường hiếm thất trong xá lợi tử đi. Hễ là tu Phật giả luyện hóa ra loại xá lợi tử này, trên cơ bản đều đảm nhiệm chức vụ kim cương hộ pháp trong Phật môn, có địa vị cực kỳ đặc thù. Đại khái cùng chấp pháp trưởng lão trong các tông môn khác có địa vị giống nhau đi. Đại diễn thần quân than nhẹ một câu, giải thích cho Hàn Lập. Nói như vậy, loại xá lợi tử này biến thành hộ cháo so với loại trước kia ngươi thấy còn lợi hại hơn. Hàn lập ánh mắt chấp động, hỏi, hẳn là vậy đi, dù sao uy danh của kim cương xá lợi tại Phật Môn cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà ta cũng chưa thử so sánh qua nên cũng không thể nói được. Thanh âm của đại diễn thần quân có chút trần trừ, chưa thể khẳng định. Hàn lập cười cười, đang muốn dùng thần thức trao đổi tiếp thì đột nhiên màu vàng bọt khí trên bàn đá run lên, một đoàn lục quang nhỏ như hạt gạo từ đó bắn nhanh ra, nhắm thẳng đỉnh thạch thất cấp bách độn tàu. Hàn lập cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quầng sáng này, thần niệm lâm vào ngưng tụ. Nhất thời lục quang phảng phất như đụng phải cái gì, loạn trọn từ không trung bắn ngược xuống. Đúng là thần niệm chi bích do thần thức của Hàn lập hóa hình thuật mà hình thành. Mà lúc này cái mũi của đề hồn thú cử động, một mảnh ánh sáng từ phía dưới bắn ra, nhanh chóng cuốn lục quang đem trở về trong bọt khí, nuốt luôn vào trong bụng. Hàn lập cau mày, nhìn chằm chằm màu vàng bọt khí, trong lòng mơ hồ như đoán được điều gì. Cùng lúc đó, trong một gian mộ thất cách xa mấy nghìn dặm đặt song song ba khối quan tài đá. Mộ thất này lớn dị thường, rộng chừng hơn trăm trượng, bốn vách tường còn điêu khắc rất nhiều bích họa từ thời thượng cổ. Bốn góc mộ thất đều có một cái lư đồng thật lớn, bên trong rào rạt thiêu đốt một đoàn lục sắc hỏa diễm, càng làm cho không khí mộ thất trở nên thâm trầm. Đột nhiên trong một cái quan tài đá bên trái truyền ra một tiếng kêu đau đớn, Tiếp đó phanh một tiếng nổ lớn phát ra, nắp quan tài dày cộp bỗng đột nhiên bắn lên cao vài trượng rồi mới nặng nề rơi xuống. Hắc khí khí lượn lờ, một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong quan tài đá đứng lên. Vương Nhi, có chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế tức giận? Trong quan tài trung gian truyền đến thanh âm của một trung niên nam tử, thanh âm hùng hậu mà trầm thấp, thể hiện bộ dáng không giận tự uy. Ta, của ta, một, phân thần, không còn, bóng người cao lớn trong hắc khí kia truyền ra vài tiếng gầm nhẹ rồi mới dùng khẩu khí như mới học nói lắp bắp nói phân thần không còn là hóa thân nào phái đi bị ai nhìn ra sao không sao cả chuyện này cũng không có gì ghê gớm chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện minh hà thiên thi quyết do phụ vương truyền thụ thì phân thần không lâu sẽ khôi phục như lúc ban đầu không cần phải nổi giận như vậy đâu tâm tính của ngươi vẫn là không cách nào khống chế được tự nhiên a à. trong một quan tài khác nhỏ hơn lại truyền ra thanh âm của một nữ tử ngọt ngào dị thường nhưng nhưng là của ta kim cương cháo bóng đen cao lớn dùng hai tay vỗ vỗ ngực vài cái mới hầm hè nói kim cương cháo chính là kiện xá lợi từ từ lần ta thức tỉnh trước đây đánh chết lão hòa thượng dùng xá lợi từ luyện thành kim cương cháo sao ta không phải đã sớm giúp ngươi luyện hóa hơn phân nửa rồi mới giao cho ngươi sao như thế nào đến bây giờ còn chưa luyện hóa nhận chủ đi thanh âm của trung niên nam tử trầm xuống trở nên băng hàn ta Bóng người trong hắc khí vừa nghe nói thế có chút kinh hoàng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại vương, chuyện này không trách vương nhi được. Vương nhi đã cùng ta nói qua việc này. Trong chiếc quan tài nhỏ nhất phát ra mộ thanh âm kéo kẹt. Nắp quan tài bị dịch ra, một bóng dáng thướt tha ngồi dậy. Chỉ là trong mộ thất hôn ám dị thường, không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của nàng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ái phi, người nói rõ ràng cho ta nghe một chút đi kiện kim cương cháo kia là một món chí bảo hiếm có. Ta là nhìn vương nhi pháp lực còn thấp nên mới giao cho hắn làm vật hộ thân. Nếu không bổn vương đã sớm tự mình luyện hóa để dùng rồi. Thanh âm của trung niên nam tử trở nên hòa hoãn đôi chút, mở miệng hỏi. chương 906, nữ tử có thanh âm ngọt ngào thoáng do dự một chút rồi mới thở dài, nói. Mấy năm trước khi đại vương đang ngủ say, vương nhi đem phân huyệt của chính mình rời lên trên trên mặt đất, chuẩn bị mượn nguyệt hoa chi lực luyện hóa hoàn toàn bảo vật này, chuẩn bị tiến hành nghi thức nhận chủ. Nhưng ai ngờ tự nhiên có một đám tu sĩ không biết từ nơi nào xông tới, mà lúc ấy Vương Nhi đang vận công hấp thu nguyệt hoa chi lực cho nên đại bộ phận cấm chế cũng chưa từng mở ra. Kết quả dĩ nhiên để cho nhóm người này xông vào chủ thất của Vương Nhi. Vương Nhi trong tình huống bất đắc dĩ đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời gián đoạn tu luyện, ra tay đối với đám xuẩn vật không có linh trí này. Tuy giải quyết xong nhóm người nhưng trong đó lại có một người cơ trí vô cùng, dĩ nhiên nhìn ra thân phận thi vương của Vương Nhi, lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng, cũng nguyện ý tiếp nhận cấm chế để cầu giữ lại mạng của mình. Vương Nhi thấy người này cũng có chút cơ trí bèn hạ cấm chế thu nhận. Chuyện này cùng Kim Cương xá lợi có quan hệ gì? Trung niên nam tử nghe đến đây, thấy không có nội dung mình cần quan tâm nên có chút mất kiên nhẫn. Đại vương bất giận, mấu chốt là chủ ý do người này cấp cho Vương Nhi, Nói có cách không mất công sức cũng tìm được nguyên thần của ngoại giới tu sĩ về đây, không cần phải để cho thủ hạ chúng ta khổ cực tìm tòi." Nữ tử thong dong giải thích, "Nga, có phương pháp này sao, nói nghe thử xem." Nam tử tựa hồ có chút tò mò. "Kỳ thật rất đơn giản, Vương Nhi giao phó cho người này một kiện cổ quái bảo vật, ở bên trong ẩn giấu một phân thần. Sau đó hắn sẽ đem vật này bán cho các tán tu đơn độc khác cũng xếp đặt dụ dỗ bọn họ tự đến cổ mộ của Vương Nhi. Bọn họ nếu tới, tự nhiên là đi tìm chết." nhưng nếu không đến, phân thần của Vương Nhi cũng sẽ ở thời cơ thích hợp thúc dục cấm chế ẩn giấu trong bảo vật, đem người nó tiêu diệt, đồng thời cuốn lấy nguyên thần bay trở về cổ mộ. Bất quá loại bảo vật như thế cần phải là loại điếm thấy trên thế gian, hơn nữa có thể ẩn giấu phân thần cùng thi hỏa, không để chút thi khí nào lộ ra ngoài. Nếu không tự khéo quá hóa vụng, nữ tử không nhanh không chậm nói ra, tiếp theo không cần phải nói, khẳng định Vương Nhi đem kiện kim cương cháo chưa luyện hóa hết trao cho người này, cũng chỉ có xá lợi Phật trên kiện bảo vật này mới có thể che giấu thi khí trên người Vương Nhi. Nam tử cắt đứt lời nói của nữ tử, lạnh lùng nói. Đại khái đúng như đại vương nghĩ, bởi vì nếu nhận chủ xong, cho dù là kim cương cháo cũng không có cách nào che giấu đi thi khí. Mà lúc ấy vương nhi luyện công lại cần gấp đại lượng tinh hồn tu sĩ nên đành mạo hiểm đem bảo vật giao cho người này. Bất quá, ta đã cố ý dặn qua người này, làm cho hắn không trêu chọc tu sĩ có tu vi kết đan kỳ trở lên để phòng ngừa bị người khác nhìn ra sơ hở. Cách đây mấy năm cũng có không ít người tự động đưa lên tận cửa, cũng không xảy ra sai lầm gì cả. Nhưng hiện tại xem ra người này không nghe lời làm cho bảo vật này bị đoạt, phân thần của Vương Nhi cũng bị hao tổn. Giờ thử phát động cấm chế đem nguyên thần của hắn bắt trở về hảo hảo tra hỏi một phen xem. Thanh âm của nữ tử cũng trở nên lạnh lùng, hừ, cái loại hoạt động tiểu nháo này có khả năng đem đến bao nhiêu nguyên thần tu sĩ. Ta đã làm cho qua tướng quân bày mưu tính kế một chuyện chỉ cần chuyện này thành công thì sau này sẽ có cuồn cuộn không ngừng nguyên thần tu sĩ cho chúng ta sử dụng nhưng lại không khiến cho những tu tiên giả khác chú ý nam tử hư một tiếng lạnh lùng nói chẳng lẽ là từ mấy năm trước đại vương đem đại quân rời khỏi cổ mộ một đoạn thời gian rồi sau đó độc thân trở về nữ tử hơi có chút kinh ngạc không sai hiện tại qua tướng quân đã sớm hóa thân thành một người có thể thao túng một thế gia tu sĩ thậm chí vì che giấu việc này qua tướng quân còn thao túng liên hợp các thế gia khác trước tiên tiêu diệt một cái truyền thừa Phật tông gia tộc. Ai bảo tộc trưởng của bọn họ dĩ nhiên nhìn ra một ít tiểu xảo chứ, còn muốn tìm phụ cận Phật tông môn phái mật báo. Ta liền tự mình ra tay, trước tiêu diệt từ kết đan tu sĩ trở lên trong gia tộc bọn sau đó để cho qua tướng quân dẫn đầu nhân loại tu sĩ dễ dàng huyết tẩy cái thế gia kia. Trong thanh âm của nam tử truyền ra âm trầm tiếng cười, tràn ngập vẻ đắc ý. Vậy kế hoạch của đại vương rốt cuộc là? Nữ tử nghe vậy, thất kinh dò hỏi. Hắc hắc, cái này cũng không có gì phức tạp sau này tự nhiên các ngươi sẽ biết. Biện pháp này là do phương tiêm sơn thiên phong chân quân lần trước tới chơi đề xuất cho ta. Hắn cũng âm thầm làm, hơn nữa đến nay vẫn bình yên vô sự, chỉ cần cẩn thận một ít, tối thiểu trong hai ba trăm năm sau, chúng ta sẽ không phải vì nguyên thần của tu sĩ mà giàu dĩ. Mà cho dù thực sự có chuyện xảy ra, cùng lắm thì chúng ta cũng vỗ mông rời đi, đem mộ thất chuyển qua chỗ khác là được. Đại tấn trừ bỏ mấy lão quái vật ra thì còn ai có thể ngăn cản bổn vương. Nam tử ngạo nghễ nói ra, Thiên Phong chân quân, người này cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn như thế nào lại có lòng tốt đem bí mật của chính mình nói cho đại vương, xem ra hắn cũng có mưu đồ khác đi. Thanh âm nữ tử khẽ biến, có chút lo lắng, mưu đồ, hắn đương nhiên là có mưu đồ, chỉ bất quá là động động mồm mép, liền từ trong tay bổn lấy đi tam lý huyết tâm hoàn. Thanh âm nam tử có chút giận dữ, nhưng thiếp thân vẫn có chút không yên tâm, phương Tiêm Sơn song ma danh tiếng không có gì tốt đẹp có khi hắn muốn dụ dỗ đại vương rời khỏi mộ thất. Phải biết rằng nguyên thần tính mạng của ba người chúng ta cùng cùng mộ thất này hòa hợp thành một thể không thể ly khai, trong thiên hạ có khả năng đả thương chúng ta cũng không có mấy người. Nữ tử vẫn còn có chút lo lắng, ái phi lời ấy cũng có lý, không thể không phòng ngự. Ta sẽ đem tất cả cấm chế trong mộ thất toàn bộ khởi động, khi đi ra bên ngoài cũng sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cho song yêu biết ta đi ra lúc nào. Trung niên nam tử trầm ngâm trong chốc lát, cũng ngưng trọng vài phần. Đại vương có tâm đề phòng là được. Kỳ thật cần gì đại vương tự mình ra tay, có chuyện gì giao cho thiếp thân cùng mấy hóa thân làm là được. Dù sao chỉ cần đại vương bình an vô sự, ta ra ngoài làm việc vô luận gặp phải loại nào cường địch đều sẽ cấp đại vương vài phần mặt mũi. Thanh âm nữ tử lại một lần nữa biến chuyển, trở nên quyến rũ lạ thường. A à, a, ái phi có điều không biết, muốn thực hiện kế hoạch này phải đem tất cả đại thế gia trong giang ninh phủ nắm chặt trong tay mới được. Hơn nữa, vì đối phó khổng lão quái kia tuy rằng không thể hư hao thi thể nhưng ta cũng đã chịu vài vết thương nhẹ, không thể liên tục ra tay. Hai đại thế gia còn lại mặc dù trong gia môn không có nguyên anh tu sĩ nhưng mà hai nhà này truyền thừa bất phàm, có mấy kiện dị bảo có thể khắc chế ngoại tộc chúng ta. Phỏng trừng tông môn đứng đằng sau hai nhà này biết bổn vương ở đây nên mới cố ý phái đệ tử đến đây thành lập thế gia, hy vọng giám sát bổn vương. Hiện tại bổn vương hơn nghìn năm cũng chưa từng đi ra hoạt động, chỉ sợ bọn họ đã sớm quên đi việc này. Bổn vương vừa lúc ra tay, đưa bọn họ một lưới bắt hết chờ đến khi mấy tông môn kia phát hiện kịp phản ứng lại thì cũng đã không biết trải qua bao nhiêu năm rồi bổn vương đang cần mượn tinh hồn của nhân loại tu sĩ đột phá cảnh giới cuối cùng luyện thành thiên thi thân thể nam tử tựa hồ đối nữ tử sùng ái dị thường kiên nhẫn giải thích vậy thiếp thân phải chúc mừng đại vương trước mới được luyện thành thiên thi chi thể đại vương có thể thoát ly mộ thất không phải bị vây khốn trong này nữa nữ tử nghe vậy có vẻ vui mừng dị thường ha ha Đến lúc đó đâu chỉ có bổn vương, hai người các ngươi bổn vương cũng có biện pháp thi triển cách hồn thuật đem nguyên thần của ngươi cùng vương nhi thoát ra khỏi mộ thất. Nam tử hắc hắc nói, bất quá, đại vương, kiện kim cương cháo kia vẫn phải tìm trở về, dù sao vật này thật sự không phải bảo vật thông thường. Luyện hóa xong, trong một thời gian ngắn lập tức trở thành kim cương bất hoại thân. Ngươi đã quên hạt xá lợi tử của lão hòa thượng kia sao, mặc dù còn chưa hình thành kim cương cháo, chỉ là kim quang hộ thể. Nhưng cũng khiến cho đại vương phát động thi hỏa tổn hao 3 ngày 3 đêm mới đem kim quang trên xá lợi làm cho tiêu tán, tiêu diệt được tên lão tăng đó. Nếu khối xá lợi này mà luyện hóa thành kim cương cháo, uy lực sẽ không chỉ tăng thêm một tầng đâu. Nữ tử nhắc nhở, ái phi hồ đồ, loại kim cương cháo này cũng chỉ có vạn năm thi vương như chúng ta mượn nguyệt hoa chi lực mới có thể luyện hóa thành bảo cháo. Nhân loại tu sĩ đừng hòng làm được việc này. Mà trong thiên hạ là vạn năm thi vương trừ bỏ bổn vương ra cũng chỉ có cốc chủ vạn yêu cốc là một con vạn năm thi hùng. Nhân loại tu sĩ dám đi vào vạn yêu cốc sao? Có can vạn yêu phiên dựng thẳng ở trong cốc, chỉ sợ có là thập đại chánh môn cùng thập đại ma tông